Có vấn đề sao? Tiêu Phàm không hiểu nhìn xem Hoang Ma, tất nhiên lựa chọn để Vạn Nguyên Huyễn Thú hiện thân, hắn cũng không chuẩn bị giấu giếm. Hắn thấy, Vạn Nguyên Huyễn Thú mặc dù danh xưng thiên hạ đệ ngũ thần thú, nhưng là cũng không có chỗ đặc biệt. Thậm chí, hắn đều cho rằng, Vạn Nguyên Huyễn Thú không đảm đương nổi thiên hạ đệ ngũ thần thú cái danh xưng này. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm mới dao động ý nghĩ của mình. Không có vấn đề, Hoang Ma thở sâu, đầu giống như trống lúc lắc một dáng lắc lư, bất quá, có nó ở, chúng ta liền không sợ khư thú. A, Tiêu Phàm nhìn xem đang ở lên cấp Vạn Nguyên Huyễn Thú, 10 điểm bất ngờ. Ngươi chẳng lẽ không biết, Vạn Nguyên Huyễn Thú, vốn là khư thú. Hoang Ma cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, lại trịnh trọng bổ sung một câu, hơn nữa, nó vẫn là khư thú bên trong vương khư thú. Vạn Nguyên Huyễn Thú là khư thú. Tiêu Phàm nội tâm rung động tột đỉnh, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Qua vừa rồi một trận chiến, hắn biết rõ Vạn Nguyên Huyễn Thú không đơn giản, hẳn là cùng khư thú tầm đó có chút liên hệ thần bí. Nhưng hắn y nguyên không nghĩ tới, Vạn Nguyên Huyễn Thú chính là khư thú. Khư thú còn phân đẳng cấp sao? Một bên quan tiểu thất hiếu kỳ nói. Đương nhiên, Hoang Ma không chút nghĩ ngợi trả lời, theo nhân hoàng nói tới, khư thú dựa theo bọn họ đặc thù huyết mạch hẳn là chia làm 4 cái phẩm giai. Yếu nhất là phổ thông khư thú, thời gian nhất định bên trong có thể biến ảo một loại sinh linh khác, cũng phục chế hắn bản nguyên chi lực, cái này thời gian nhất định, đại khái là 1 tháng. Nói cách khác, phổ thông khư thú trong vòng 1 tháng, chỉ có thể biến ảo 1 lần, muốn lần thứ 2 biến ảo, nhất định phải chờ 1 tháng thời gian. Lại hơi mạnh một điểm, xưng là tổ khư thú không có thời gian hạn chế, có thể phục chế 2 loại bản nguyên chi lực, hơn nữa có thể ở nơi này tầm đó hoán đổi. Tiêu Phàm hơi hơi trầm tư, nếu như dựa theo Hoang Ma nói tới, hắn lần thứ nhất đối chiến đầu kia khư thú, hẳn là tổ khư thú. Vốn là biến thành thánh thiên sứ, cùng mình đối chiến chốc lát liền huyễn hóa thành hắn bộ dáng. Ngay sau đó gặp biến thành hắn bộ dáng không địch lại, lại hoán đổi thành thánh thiên sứ bộ dáng. Cái kia vương khư thú đây, Tiêu Phàm nhìn không được hiếu kỳ. Phải biết, Vạn Nguyên Huyễn Thú thế nhưng là có thể đồng thời phục chế 3 loại bản nguyên chi lực, hơn nữa có thể tùy ý hoán đổi. Vương khư thú, có thể đồng thời phục chế 3 loại trở lên bản nguyên chi lực, hơn nữa không có thời gian hạn chế, thậm chí, hắn còn có một loại đặc tính, kia liền là phục chế tối ưu hóa. Hoang Ma hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm sững sờ. Vương khư thú có thể đồng thời phục chế 3 loại trở lên bản nguyên chi lực. Nói như vậy, Vạn Nguyên Huyễn Thú còn không có chân chính phát huy ra tiềm lực của nó. Oanh, cũng đúng lúc này, Vạn Nguyên Huyễn Thú khí tức trên thân trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, một cỗ cuồn cuộn khí tức mãnh liệt cuộn trào ra, trong nháy mắt hấp dẫn đám người lực chú ý. Đột phá, Long Vũ kinh ngạc hết sức, ôn nhu cười nói, Tiêu Phàm, chúc mừng ngươi. Tiêu Phàm cười gật gật đầu. Hắn tâm thần cùng Vạn Nguyên Huyễn Thú tương liên, giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Vạn Nguyên Huyễn Thú đã thành công đột phá tổ vương cảnh. Hơn nữa, khả năng đủ phỏng chế bản nguyên chi lực, vậy mà gia tăng thật lớn, đạt đến 9 loại. Nói cách khác, Vạn Nguyên Huyễn Thú có thể trợ giúp bản thân đồng thời có được 9 loại bản nguyên chi lực. Hoang Ma vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Tiêu Phàm, đã từng nhân hoàng tiền bối tìm khắp chư thiên vạn giới, cũng không tìm tới Vạn Nguyên Huyễn Thú, tất cả mọi người vẫn cho rằng Vạn Nguyên Huyễn Thú chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới bị ngươi chiếm được. Hắn đều không thể không thừa nhận, Tiêu Phàm vận khí không phải bình thường nghịch thiên. Vận khí mà thôi, Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Điểm này, còn phải cảm tạ Long Hóa Thiên. Nếu không phải Long Hóa Thiên mang theo Vạn Nguyên Huyễn Thú ứng phó bản thân, chính mình lúc trước cũng sẽ không hàng phục nó. Hiện tại xem ra, chính mình lúc trước là nhặt được bảo. Phổ thông vương cảnh, tuyệt đối không phải Vạn Nguyên Huyễn Thú cuối cùng. Người vận khí xác thực rất tốt. Hoang Ma thở dài, nói, nếu là ở ngoại giới, Vạn Nguyên Huyễn Thú muốn đột phá rất khó, nhưng ở trong Tiên Ma Động, với hắn mà nói, xác thực dễ như trở bàn tay. Ngươi là nói, Vạn Nguyên Huyễn Thú có thể thôn vệ mặt khác khư thú đến nhanh chóng tiến hóa. Tiêu Phàm vui mừng nói. Ngươi không phải mới vừa đã nghiệm chứng qua sao? Hoang Ma mỉm cười, nói, nếu là ngươi có thể để cho đột phá thiên vương cảnh, thậm chí tiên vương cảnh, tuyệt đối sẽ mang cho ngươi ý đồ đến bên ngoài kinh hỉ. Nói đến đây, Hoang Ma lại ngừng một chút nói, bất quá, ngươi phải đặc biệt cẩn thận, vạn nhất gặp gỡ trong truyền thuyết tiên khư thú,
ngươi liền phải đặc biệt cẩn thận rồi. Vì sao? Tiêu Phàm không hiểu. Ở tiên khư thú trước mặt, vạn nguyên huyễn thú toàn phương vị áp chế, cơ bản không có sức phản kháng, thậm chí. Hoang ma ngữ khí hết sức nghiêm túc, khả năng bị xúi dục. Y nha vạn nguyên huyễn thú hiển nhiên nghe được hoang ma lời nói, lập tức cực kỳ bất thiện gầm nhẹ. Nếu không phải Tiêu Phàm áp chế, nó đoán chừng trực tiếp đối hoang ma động thủ. Dù sao, hoang ma đây coi như là đang ly gián nó cùng Tiêu Phàm quan hệ, tự nhiên cực kỳ khó chịu. Bất quá, muốn gặp gỡ tiên khư thú, cơ hồ là không thể nào. Hoang ma lại bổ sung một câu, theo nhân hoàng bọn họ phân tích, tiên khư thú có tồn tại hay không hay là không biết. Tiêu Phàm gật gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem vạn nguyên huyễn thú thu vào thể nội. Mọi người cẩn thận một chút, vừa mới gặp cái này sáu đầu chỉ là tổ khư thú mà thôi, nhưng là thực lực không yếu, đều là tổ vương cảnh. Tiêu Phàm báo cho chúng nhân nói. Đám người gật gật đầu, mặc dù Tiêu Phàm tùy tiện liền xử lý sáu đầu khư thú. Nhưng là bọn họ cũng rõ ràng thấy được khư thú khủng bố, muốn giết chết bọn chúng, rất khó. Cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, càng đến gần tiên khư cổ địa, càng nguy hiểm, mọi người không nên buông lỏng đề phòng. Hoàng ma cũng hợp thời nói bổ sung. Đám người tiếp tục thâm nhập sâu. Trên đường, Tiêu Phàm nhìn không được cho hoàng ma truyền âm nói, hoàng ma, người có phải hay không còn có cái gì không nói với ta? Hoàng ma nhìn Tiêu Phàm một cái, do dự mấy tức, mới nói, người có biết tiên lai lịch? Tiên, Tiêu Phàm nhíu mày. Bọn họ là đang đàm luận khư thú, làm sao kéo tới tiên trên người? Tiêu Phàm lắc đầu, hắn làm sao biết tiên lai lịch, chỉ biết là tiên khủng bố mà thôi. Hoang ma thở sâu, truyền âm nói, kỳ thật, tiên cũng không phải là chư thiên vạn giới sinh linh, mà là đến từ tiên ma động. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, kém chút kinh hô mà ra, bất quá rất nhanh áp chế nội tâm sao động, trầm giọng nói, người ý tứ là, tiên khả năng cũng là khư thú. Nếu không phải là như thế, hoang ma lại thế nào đột nhiên đàm luận tiên đây? Không sai, hoang ma chỉnh trọng gật đầu, không chỉ có như thế, tiên có thể là thế gian duy nhất một đầu tiên khư thú. Oanh, Tiêu Phàm não hải chấn động, giống như bị một đạo thiên lôi đánh trúng, rung động tột đỉnh. Tiên là khư thú, hơn nữa còn là trong truyền thuyết tiên khư thú. Nếu thật sự là như thế, sau này mình gặp gỡ tiên, vạn nguyên huyễn thú chẳng phải là căn bản không được nửa điểm tác dụng, thậm chí còn có khả năng phản loạn. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng là, về sau đối chiến tiên, ngươi ngàn vạn lần phải chú ý. Hoàng ma ân cần khuyên bảo. Ta đã biết, Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, ngay sau đó lại nghĩ tới một vấn đề khác, hoang ma, không đúng, người nói tiên là khư thú, cái kia hắn làm sao sẽ có phân thân? Đây có cái gì kỳ quái đâu sao? Hoang ma có chút bất đắc dĩ thở dài, nói, vương khư thú có thể phục chế ba loại trở lên bản nguyên chi lực, thân làm tiên khư thú tiên, chỉ có thể càng nhiều a. Tiêu Phàm thầm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Vạn nguyên huyễn thú đều có thể phục chế 9 loại bản nguyên chi lực. Mà nó vẫn chỉ là vương khư thú mà thôi. Xem như tiên khư thú tiên, lại làm sao có thể thiếu đây? Đương nhiên, hiện tại cái này vẻn vẹn chỉ là bọn hắn chỉ suy đoán mà thôi, tiên chưa chắc đã là tiên khư thú. Khư thú trừ bỏ biến ảo mặt khác sinh linh, phục chế bản nguyên chi lực bên ngoài, kỳ thật còn muốn một loại khác thủ đoạn thần thông. Hoàng ma tiếp tục mở miệng, kia liền là phân liệt. Phân liệt, Tiêu Phàm nhíu mày, ẩn ẩn đoán được cái gì? Không sai, chính là phân liệt, hắn có thể đem phỏng chế bản nguyên chi lực, chút vào chia ra một bộ phân thân bên trong, biến thành cá thể độc lập. Hoang ma gật đầu một cái, chúng ta mặc dù chỉ là gặp qua tạp ba bộ phân thân, trên thực tế, đây chẳng qua là hắn mạnh nhất ba bộ phân thân mà thôi. Trên lý luận, tiên hẳn là có vô số phân thân. Thậm chí, nhân hoàng bọn họ còn có một loại cực kỳ lớn gan suy đoán. Nói đến đây, hoang ma hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Tiêu Lâm Trần cùng Quan Tiểu Thất bọn họ đều rõ ràng cảm nhận được hoang ma dị thường, bất quá cũng không nói thêm gì. Cái gì suy đoán, Tiêu Phàm hỏi. Ngươi hẳn phải biết, tiên để hắn thuộc hạ khống chế hỗn độn tiên linh tộc là sự tình a. Hoang ma ngữ khí nặng thêm mấy phần, kỳ thật, tiên khả năng căn bản cũng không có chân chính thuộc hạ. Những cái được gọi là thuộc hạ, có khả năng rất lớn chỉ là tiên phân thân mà thôi. Tê Tiêu Phàm nhìn không được hít một hơi lạnh. Nếu thật sự là như thế, chẳng phải là nói, tiên nhất người liền khống chế hỗn độn tiên linh tộc, cái này cũng quá kinh khủng đi. Cha,
thế nào? Tiêu Lâm Trần cảm giác Tiêu Phàm có chút không đúng, nhịn không được hỏi. Không có gì, Tiêu Phàm không có giải thích thêm. Việc này hắn cảm thấy vẫn là càng ít người biết rõ càng tốt, dù sao, tiên lai lịch hoang ma cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng kinh thiên tiếng sấm vang lên, hư không bỗng nhiên vỡ ra, vô số lôi đình từ liệt phùng bên trong chiếu nghiêng xuống, lít nha lít nhít, giống như một vùng biển mênh mông biển cả. Lôi đình đi tới mà cực kỳ đột nhiên, không có một chút dấu hiệu. Tiêu Phàm một nhóm còn chưa kịp thoát đi, trong nháy mắt bị giam ở trong đó. Cuồn cuộn hỗn độn thần lôi mãnh liệt mà tới, đè ép tất cả, vô số phá toái tinh thần nổ tung, dường như ở diệt thế. Tiếng sấm ầm ầm, tiên quang cuồn cuộn, điện mang hừng hực, bay múa. Mỗi một đầu đều có thể tùy tiện nghiền nát tinh hệ, mang cho đám người một loại khí tức hủy diệt. Tuế nguyệt chi giới, Tiêu Phàm không chần chờ chút nào, lúc đưa tay, một đạo to lớn kết giới bao phủ đám người, phía trên đan sen rậm rạp chẳng chịt rườm rà phù văn. Vô tận lôi hải đánh tới, giống như từng đầu lôi long, lộ ra đáng sợ như thế. Lôi long một đầu hung hăng trùng kích ở tuế nguyệt chi giới bên trên, thương khung nổ tung, vũ trụ rung động, phù văn yên diệt. Nếu không phải Tiêu Phàm xuất thủ kịp thời, đám người không phải trọng thương không thể. Ai, cút ra đây. Tiêu Phàm giống to, lăng liệt ánh mắt quét mắt tứ phương. Hoang ma đám người mãnh kinh, chẳng lẽ cái này biển sét hỗn độn là cố ý? Hét dài một tiếng vang vọng thương khung, hai đạo bóng người từ đằng xa hai khỏa đổ nát tinh thần xông ra, xông phá vạn cổ giam cầm, phá vỡ thời không, xuất hiện ở biển sét hỗn độn bên ngoài. Hỗn độn vương, hỗn độn tổ vương, hoang ma liếc mắt một cái liền nhận ra hai người kia, không khỏi kinh hãi trong lòng. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, không nghĩ tới vậy mà thật sự có người mưu hại bọn họ. Mọi người cẩn thận, hỗn độn vương cùng hỗn độn tổ vương, hai người một cái thực lực có lẽ không thế nào, nhưng là hai người liên thủ, tiên vương cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh. Hoang ma lông mày vặn thành chữ xuyên. Tiểu tử, các ngươi quả nhiên không chỉ hai người. Hỗn độn vương nhe răng cười một tiếng, dày đặc khí lạnh nói, ngươi có phải hay không nghĩ đến thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, triệu hồi ra những người khác giết chúng ta một trở tay không kịp. Đáng tiếc, muốn để ngươi thất vọng. Hỗn độn vương tự tin vô cùng, một bộ khám phá Tiêu Phàm bọn họ âm mưu quỷ kế dáng vẻ. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, nói, đã các ngươi biết rõ, tuyệt còn dám để hai người các ngươi lưu lại chịu chết. Chịu chết, hỗn độn vương giơ thẳng lên trời cuồng tiếu, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm nói, liền bằng ngươi, chẳng lẽ còn có thể giết chúng ta hay sao? Đừng nói ngươi ngay cả hỗn độn thần lôi biển đều ra không được, coi như ngươi đi ra, hai người bọn ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Có đúng không? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, lấy tay vung lên. Chỉ một thoáng, tuế nguyệt chi giới đột nhiên một trận biến hóa, kết giới phía trên xuất hiện một cái thông đạo, trực tiếp lan tràn hướng hỗn độn thần lôi hải chi bên ngoài. Sau một khắc, Tiêu Phàm một nhóm xuyên qua thông đạo, trong nháy mắt xuất hiện ở hỗn độn thần lôi hải ngoại. Hỗn độn vương nụ cười trên mặt cứng đờ, một màn này, hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn. Tiêu Phàm vậy mà như thế dễ như trở bàn tay trốn thoát. Chẳng phải là nói bọn họ phía trước bố trí đều uổng phí. Ngươi muốn giết ta, Tiêu Phàm hướng về phía hỗn độn vương ngoắc ngón tay, ánh mắt tràn đầy khinh thường, liền tựa như lại nhìn một cái thằng hề. Trước đó hắn cùng với hỗn độn vương đánh một trận, phế đi hắn mấy con mắt, đoán chừng hiện tại cũng còn chưa phục hồi như cũ. Một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, Tiêu Phàm há lại sẽ e ngại. Tự tìm cái chết, hỗn độn vương gầm thét, hư không kịch liệt lay động. Quanh thân hỗn độn khí trùng thiên, hắc sắc tiên quang mãnh liệt, bỗng nhiên đánh về phía Tiêu Phàm. Ta xem các ngươi mới là tự tìm cái chết, hai người liền dám can đảm ở này mai phục chúng ta. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, lấy tay vung lên, phía sau hắn bỗng nhiên chạy ra khỏi hai đạo bóng người. Về phần hắn bản thân, là đứng tại chỗ không nhúc nhích, một điểm động thủ dục vọng đều không có. Bọn họ tám người, từng cái đều là thiên vương cảnh. Cho dù cùng hỗn độn vương cùng hỗn độn tổ vương có chút chênh lệch, cũng chắc chắn sẽ không quá lớn. Long Tiêu cùng Ân Hạ hai người, đã đủ để đối phó bọn hắn. Sự thật cũng là như thế, Long Tiêu cùng Ân Hạ hai người chiến cực kỳ hung mãnh, hỗn độn vương cùng hỗn độn tổ vương, trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì được hai người. Hoàng Ma, Long Vũ, Lâm Trần, Thái Ương, các ngươi vây quanh tứ phương, cũng đừng làm cho bọn họ trốn. Tiêu Phàm híp mắt. Lãnh quang lấp lóe, tiểu ngũ,
ngươi vừa vặn có thể luyện tập một lần tiễn pháp. Quan Tiểu Thất nhếch miệng cười một tiếng, tam ca thật vất vả cho ta sáng tạo cơ hội tu luyện, ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Dứt lời, Quan Tiểu Thất lấy ra một chuôi đại cung, trong nháy mắt kéo thành trăng tròn, tiên chi lực ngưng tụ số tròn nhánh lợi kiếm, bỗng nhiên phá không mà ra. Hỗn Độn Vương hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút bị tiên chi lực mũi tên bắn trúng, cũng may hai người thời điểm then chốt hiểm mà hiểm trốn qua một kiếp. Hèn hạ, Hỗn Độn Vương kêu to. Hèn hạ, Tiêu Phàm dường như nghe được buồn cười nhất chê cười, các ngươi ở đây tập sát chúng ta, không hèn hạ. Ngược lại nói chúng ta hèn hạ, Hỗn Độn Vương mặt đỏ tới mang tai, đáng tiếc hắn mặt quá đen, căn bản không nhìn thấy. Đừng nói nhiều, trước làm thịt mấy cái lại nói. Hỗn Độn Tổ Vương mặt không đổi sắc, vẫn như cũ một bộ ăn chắc Tiêu Phàm hình dạng của bọn hắn. Nói xong, lấy hắn làm trung tâm tinh không, trong nháy mắt sụp đổ, cuồn cuộn hỗn độn khí quay cuồng, hỗn độn thần lôi gào thét, che khuất bầu trời. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm mấy người lần nữa bị vây ở hỗn độn thần lôi trong biển. Xoẹt, một chuỗi huyết quang bùng lên, Long Tiêu Vương bị hỗn độn thần lôi đánh trúng, long lân nổ tung, máu thịt be bét, thê thảm tới cực điểm. Ân hạ càng thêm chẳng tốt đẹp gì, cái kia hoàng kim cốt khung thêm ra xuất hiện vết rách, đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tiêu Phàm, Long Tiêu cùng ân hạ hai người không phải là đối thủ, hỗn độn vương bọn họ có thể điều khiển hỗn độn thần lôi, hơn nữa chỉ cần có hỗn độn chi khí, bọn hắn nhục thân có thể vô hạn phục sinh. Hoàng Ma Dương mắt lạnh lẽo chiến trường, trịnh trọng nói. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, không dùng cùng Hoàng Ma nhắc nhở, hắn từ lâu biết rõ. Hỗn độn vương cùng hỗn độn tổ vương tất nhiên dám can đảm ở này mai phục bản thân, nếu là không có chút thủ đoạn, chẳng phải là chịu chết. Dù sao, bọn họ thế nhưng là biết thực lực mình. Muốn tiêu diệt bọn họ, không thể cho phép hỗn độn chi khí tồn tại, bằng không, bọn hắn thực lực, thế nhưng là tương đương với hai cái tiên vương. Hoàng Ma lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm cũng biết rõ hỗn độn vương khủng bố, hỗn độn chi khí tồn tại, cơ hồ đã để hắn đứng ở thế bất bại. Hoàng Ma, ngươi cũng gia nhập, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Hoàng Ma sững sờ. Nhưng hắn gia nhập, cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì à. Chỉ cần hỗn độn chi khí không biến mất, đừng nói hắn gia nhập, chính là tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng không giết chết hỗn độn vương. Trừ phi, có thể trực tiếp vỡ nát hắn bản nguyên đại đạo. Hoàng Ma còn chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Phàm lấy tay vung lên, bốn đạo lưu quang nở rộ, hóa thành bốn khối thiên bi bắn ra, trấn thủ chiến trường bốn phía. Chỉ một thoáng, bốn khối thiên bi trấn áp khu vực, cuồn cuộn hỗn độn chi khí bỗng biến mất. Bốn phía hỗn độn chi khí không ngừng trùng kích, có thể căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất hủ thiên địa bi, Hoàng Ma giật mình, ngay sau đó lộ ra vẻ mừng như điên, bỗng nhiên xông tới. Hỗn độn vương cùng hỗn độn tổ vương cũng trước tiên đã nhận ra bất hủ thiên địa bi, trên mặt lộ ra kinh hãi. Bất hủ thiên địa bi, đây không phải Khư đại nhân pháp bảo sao? Hỗn độn vương kinh hô không thôi. Đoạn thời gian trước, Khư đại nhân trọng thương, là bởi vì ngươi. Hỗn độn tổ vương kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên nồng nặc kiêng dè. Bọn họ trong miệng Khư, đây chính là để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại a. Đã từng tiên vương cảnh, về sau mặc dù rơi vào thiên vương cảnh, nhưng là không phải bọn họ có thể địch nổi. Mà lúc này, Khư pháp bảo thành danh, bất hủ thiên địa bi liền rơi vào Tiêu Phàm trong tay, cái này khiến bọn họ làm sao không sợ hãi. Khó trách bọn hắn cái thứ hai nhiệm vụ, chính là nhất định phải giết chết Tiêu Phàm. Trước đó bọn họ không hiểu, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Oanh, Tiêu Phàm không để ý đến, hai tay kết ấn, bất hủ thiên địa bi chán phóng thần mang, hóa thành mấy đạo sáng chói tiên quang. Loại khí thức kia, vang dội cổ kim, để hỗn độn vương cùng hỗn độn tổ vương hoảng sợ biến sắc. Đi, hỗn độn vương giống to, bọn họ chỗ dựa lớn nhất, chính là hỗn độn chi hải. Bây giờ hỗn độn chi hải bị Tiêu Phàm trấn phong, không cách nào điều động hỗn độn chi khí, một khi bị thương, thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Tiêu Phàm một phương thế nhưng là có 8 người, hai người bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. Mắt thấy bất hủ thiên địa bi nở rộ tiên quang sắp ngưng tụ thành một đạo kết giới, hỗn độn vương cùng hỗn độn tổ vương hai người thừa cơ liền xông ra ngoài. Tiêu Phàm, trước hết để cho ngươi tại sống mấy ngày, lần sau tất sát ngươi. Hỗn độn vương lưu lại một câu ngoan thoại,
ngay sau đó cùng hỗn độn tổ vương hóa thành hai đạo chớp lóe, xông về sâu trong vũ trụ. Long Vũ bọn họ xuất thủ ngăn cản, đều không thể ngăn lại, thật sự là hai người tốc độ quá nhanh, hơn nữa trốn cũng cực kỳ quyết đoán. Không cần truy, Tiêu Phàm khoát khoát tay, thu hồi bất hủ thiên địa bi, híp mắt hướng về hỗn độn vương thoát đi phương hướng. Hỗn độn vương ngược lại là cảnh giác rất, biết không phải là đối thủ, liền trước tiên trốn được. Dạng người này, sống đồng dạng đều tương đối dài. Tiêu Phàm, hai người này trượt không lưu thu, muốn giết bọn họ, không dễ dàng. Hoang Ma khẽ thở dài một cái. Nếu như hai người không trốn, hắn tin tưởng Tiêu Phàm có lưu bọn hắn lại nắm chắc. Nhưng là, một cái thiên vương cảnh muốn đảo mệnh, bọn họ là rất khó đuổi theo. Lúc đầu ta không có ý định hiện đang giết bọn hắn. Tiêu Phàm lơ đễnh cười nói. Đám người không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, không biết hắn là ý gì. Chúng ta chậm rãi theo sau, ta ngược lại muốn xem, bọn họ có thể chạy trốn tới chỗ nào. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, ngay sau đó hướng về hỗn độn vương thoát đi phương hướng đuổi theo. Đám người một trận kinh ngạc. Ngươi không phải mới vừa nói không truy giết sao, làm sao hiện tại lại đuổi theo. Lấy hỗn độn vương cùng hỗn độn tổ vương thực lực, bọn họ căn bản đuổi không kịp a. Sư tôn, ngươi sẽ không trên người bọn hắn động tay chân a. Táng Hoang trợn to hai mắt, yếu ớt hỏi. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm tà mị cười một tiếng. Đám người sáng tỏ thông suốt, nhìn không được giơ ngón tay cái lên, tâm lý thay hỗn độn vương hai người mặc niệm. Tiêu Phàm một nhóm tốc độ rất nhanh, nhưng là, liền hỗn độn vương bóng của bọn hắn đều không thấy, bất quá đám người vẫn như cũ tin tưởng Tiêu Phàm. Nửa tháng sau, Tiêu Phàm một nhóm lúc này mới ngừng bước, tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem tinh không cuối cùng. Nơi đó, một mảnh cuồn cuộn cổ địa vắt ngang ở trong thiên địa, chung quanh tinh vân mật bố, đủ loại thần mang bay múa, như mộng như ảo. Cổ địa dường như tuyên cổ trường tồn, từ thiên địa sinh ra trước cũng đã xuất hiện. Cổ địa chung quanh, hỗn độn thần lôi trận trận, tiên quang vẩy ra, che khuất bầu trời, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng ầm ầm. Tiêu Phàm một nhóm nghe được thanh âm này, tâm thần run rẩy dữ dội. So với cổ địa chung quanh hỗn độn thần lôi, bọn họ trên đường gặp hỗn độn thần lôi, hoàn toàn có thể không đáng kể, hoàn toàn là tiểu đả tiểu nháo. Xuyên qua nơi này hẳn là tiên khư cổ địa, Hoang Ma thở sâu, ngữ khí hết sức ngưng trọng. Đám người cũng nuốt nước miếng một cái. Chỉ là loại kia dị tượng, liền để bọn họ kinh hồn táng đảm, quá kinh khủng. Oanh, đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận kinh thiên nổ vang, đám người nhìn tới, lại là nhìn thấy mấy đạo thân ảnh đang điên cuồng kịch chiến, chiến thiên băng địa liệt. Bất quá, những người kia đối chiến mục tiêu, lại là cái kia hỗn độn thần lôi biển. Bọn họ muốn ở hỗn độn thần lôi trong biển sinh sinh mở ra một con đường đến, dùng cái này bước vào tiên khư cổ địa. Nhưng mà... Cái kia hỗn độn thần lôi biển cho dù bị bọn họ xé mở một đường vết rách, cũng rất nhanh phục hồi như cũ, liền một cái hô hấp cũng chưa tới. Bọn họ muốn nhờ vào đó tiến vào tiên khư cổ địa, nhất định chính là người si nói mộng. Sư tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Táng Hoang mở miệng. Tuyệt cùng đại thần thiên bọn họ đều không thể oanh mở hỗn độn thần lôi biển, bọn họ lại làm sao có thể làm đến? Mấu chốt là, hỗn độn thần lôi biển còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là hỗn độn thần lôi trong biển phiến kia tiên quang tung tóe tinh vân, vật kia cực kỳ chí mạng, quản chi thiên vương cảnh một khi bị đánh trúng, cũng có khả năng bỏ mình đạo tiêu. Chờ lấy, Tiêu Phàm lãnh đạm phun ra hai chữ. Lấy tay vung lên, một đạo sóng năng lượng vô hình đảo qua đám người, không gian bốn phía đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tiêu Phàm mang theo đám người trốn vào một mảnh khác thời không, tự nhiên là làm xong xem cuộc chiến chuẩn bị. Có người thay bọn hắn mở đường, lại cớ sao mà không làm đây? Tiêu Phàm, chúng ta dạng này chờ đợi không phải biện pháp, vạn nhất bọn họ tiến vào, ở bên trong chặn giết chúng ta, sẽ phiền toái hơn. Hoang Ma suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Hoang Ma, chẳng lẽ ngươi có biện pháp đi vào? Không có, Hoang Ma quả quyết lắc đầu, nói phụ thân ta cùng nhân hoàng bọn họ đều vẻn vẹn chỉ là xuyên qua hỗn độn thần lôi hải, không thể xuyên qua tinh vân. Về phần phía sau tiên khư cổ địa, kỳ thật cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi, chưa hẳn thật sự có dạng này một chỗ cổ địa. Chẳng lẽ chúng ta thấy cái kia cổ địa, là giả? Long Vũ kinh ngạc nói. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, từ nơi này nhìn tới, tinh vân bên trong, rõ ràng có một chỗ mênh mông cổ địa a.
Bọn họ tốt xấu đều là thiên vương cảnh, chẳng lẽ còn nhìn không thấu thật giả? Sự thật chính là như thế. Hoang ma thở dài, linh hoàng tiên kinh, kỳ thật cũng không phải là ở trong tiên khư cổ địa lấy được, mà là tại tầng thứ hai tinh vân ở bên trong lấy được. Đám người nghe vậy, trợn mắt hốc mồm. Vậy tiên tiên kinh đây? Tiêu Phàm nhíu mày. Nếu thật là như thế, vậy có phải thật có bộ ba tiên kinh, căn bản chính là ẩn số? Ta cũng không biết, bất quá, khả năng lớn nhất là ở hỗn độn thần lôi hải ở bên trong lấy được. Hoang ma suy nghĩ một chút nói, trước đó ta không phải đã nói với các ngươi sao, những cái kia tinh vân, chính là chân tiên máu tươi biến thành. Mà cái này hỗn độn thần lôi hải, thì là tiên tinh khí thần biến thành. Bởi vậy, nếu như tiên khư cổ địa thật tồn tại, cái kia có thể là tiên nhục thân biến thành, cũng là vô cùng có khả năng sinh ra bộ ba tiên kinh địa phương. Là có hay không có tiên, vẫn là một cái ẩn số. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, đối bộ ba tiên kinh cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, hoàng ma nói tới sự tình, đều là nhân hoàng cùng cửu u ma chủ suy đoán của bọn hắn mà thôi. Cho dù là tận mắt nhìn thấy sự tình, đều chưa hẳn là thật, huống chi đoán đây. Bất quá hắn nội tâm lại là hết sức tò mò, cái này tiên ma động, rốt cuộc là làm sao xuất hiện, thậm chí ngay cả tiên đối với hắn đều kiêng kỵ không sâu. Oanh, tiếng vang ầm ầm phá vỡ mọi người suy nghĩ, chỉ thấy hỗn độn thần lôi hải đột nhiên trở nên hết sức bắt đầu cuồng bạo, một cỗ lớn khí tức hủy diệt phóng lên tận trời. Tuyệt cùng đại thần thiên đám người, tất cả đều bị hất bay ra ngoài, trong miệng thổ huyết không ngừng. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm mấy người hoảng hốt. Tuyệt cùng đại thần thiên đều là chân chính tiên vương cảnh chiến lực A, lại bị chấn động hộc máu. Cái này hỗn độn thần lôi hải, thật có như vậy kinh khủng. Để cho bọn họ kinh ngạc là, ngay cả hỗn độn vương cùng hỗn độn tổ vương, đều bị thương. Phải biết, hai người bọn họ bản thân liền là hỗn độn chi khí ngưng tụ nhục thân A, hơn nữa còn có thể điều khiển hỗn độn thần lôi. Bình thường mà nói, hai người đối hỗn độn thần lôi phải có miễn dịch mới đúng. Nếu như liền bọn họ cũng đỡ không nổi, những người khác lại tại sao có thể là đối thủ? Không đúng, mảnh này hỗn độn thần lôi hải, cùng chủ thượng nói bất đồng. Tuyệt lạnh như băng hướng về hỗn độn thần lôi hải, sắc mặt cực kỳ khó coi. Có khác biệt gì? Quỷ ma thần hỏi. Xác thực có chút không đúng, cái này hỗn độn thần lôi bên trong, nhiều vô tận tử khí. Hỗn độn tổ vương mặt âm trầm nói. Làm sao có thể? Hỗn độn thần lôi không phải tử khí khắc tinh sao? Huyền Hoàng vẻ mặt không thể tin nói, nhìn qua hỗn độn thần lôi hải tràn đầy kiêng kỵ. Vừa dứt lời, hỗn độn thần lôi hải đột nhiên điên cuồng phun trào, ngưng tụ thành từng đạo to lớn thân ảnh. Mỗi một vị đều đạt đến hơn một trượng, người khoác từ hỗn độn thần lôi ngưng tụ chiến y, lôi quang lấp lóe, tản ra không thể địch nổi uy áp. Thậm chí, liền đầu lâu đều bị hỗn độn thần lôi biến thành khôi giáp che khuất. Chỉ có con mắt lộ tại bên ngoài, ngẫu nhiên lộ ra từng tia hỗn độn sợi tóc, khó thấy chân dung. Biến hóa bất thình lình, làm cho tất cả mọi người hoảng hốt. Không tốt, hỗn độn thần lôi hải ra đời sinh linh. Tuyệt hét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Ra đời sinh linh, những người khác nghe nói như thế, sắc mặt đại biến. Lui, ngay cả đại thần thiên đều không ở bình tĩnh, trước tiên hướng về phương xa thối lui. Thật sự là những cái này hỗn độn thần lôi biến thành sinh linh quá kinh khủng, mỗi một vị tán phát khí tức, vậy mà đều là tổ vương cảnh, trong đó còn có không ít thiên vương cảnh. Mấu chốt là số lượng này, nhiều lắm, chỉ ít có mấy vạn nhiều. Mấy vạn tổ vương cảnh, cho dù là thiên vương cảnh, cũng phải đẫm máu. Muốn đi, muộn, lúc này, một đạo thanh âm u lãnh vang lên, cuối chân trời, đột nhiên quét sạch vô tận hỗn độn phong bạo, hóa thành một đạo màn trời. Đoạn tuyệt tất cả mọi người đường lui. Cùng lúc đó, hỗn độn thần lôi hải những cái kia sinh linh, đột nhiên cung kính chia hai hàng, quỳ một chân xuống đất, cung kính nhường ra một cái thông đạo, dường như đang chờ đợi một vị đại nhân nào đó vật giáng lâm. Thiếu Khuynh, hỗn độn thần lôi hải rung động, một cái màu vàng sậm bảo tọa chậm rãi hiện lên, một tôn thân ảnh khôi ngô ngồi ở trên bảo tọa. Đầu hắn mang minh nón trụ, thân che màu vàng sậm minh thiết chiến áo, ô quang lưu động. Có nhiều chỗ có chút phá toái, thậm chí vết máu lốm đốm, hiển nhiên là trải qua kinh thế chiến đấu. Hắn một tay nắm lấy một cán toàn thân đen nhánh chiến kích trống trên mặt đất, uy phong lẫm lẫm, sát khí ngút trời. Vẻn vẹn ngồi ở kia, liền tản ra một cỗ khó có thể địch nổi uy thế, để người không dám nhìn thẳng, giống như một tôn chí cao chúa tể.
ngươi là hỗn độn lôi tổ. Tuyệt chấn động trong lòng, nói ra đối phương thân phận. Nơi xa, nghe được cái tên này Tiêu Phàm mấy người, cũng là kinh ngạc không thôi. Hỗn độn lôi tổ, hắn không phải đã chết rồi sao? Hơn nữa, Nam Cung Tiêu Tiêu còn chiếm được hắn một chút truyền thừa, có thể điều khiển hỗn độn thần lôi, hắn làm sao sẽ ở chỗ này, hơn nữa còn sống sót. Không có khả năng, người không có khả năng còn sống, lúc trước, người xâm nhập hỗn độn thần lôi hải, chủ thượng tận mắt nhìn đến người phi hôi yên diệt. Tuyệt vẻ mặt không thể tin nói. Người biết không ít, trên bảo tọa cường giả cười lạnh một tiếng, bản vương cuối cùng sẽ có một ngày, chắc chắn tự tay muốn hắn mạng chó, giết sạch Khư tộc. Từ hắn một câu nói ngắn gọn, lại nói ra rất nhiều tin tức. Hỗn độn lôi tổ bị vây ở tiên ma động, hiển nhiên cùng tiên có quan hệ. Hơn nữa, tiên 89 phần 10 chính là Khư tộc. Ha ha, hỗn độn lôi tổ, người bây giờ bị nhốt hỗn độn thần lôi hải, căn bản liền không cách nào rời đi, người lại có thể giết được ai? Tuyệt cất tiếng cười to. Nếu ta đoán không lầm, người tất nhiên ngày đêm chịu đủ hỗn độn thần lôi tàn phá, thụ thương thảm trọng, liền đứng lên cũng không nổi rồi a. Hỗn độn lôi tổ ánh mắt lạnh lùng, lại là duy trì trầm mặc. Hiển nhiên, Tuyệt đã đoán đúng. Chớ nhìn hắn sát khí ngút trời, uy phong lẫm lẫm, nhưng trên thực tế hắn căn bản là không có cách rời đi hỗn độn thần lôi hải nửa bước, hơn nữa bị thương cực nặng. Dù vậy, giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Hỗn độn lôi tổ lạnh rên một tiếng, trên người bộc phát ra cường đại khí tức, hỗn độn thần lôi hải rung động không thôi. Hừ, ngươi đỉnh phong thời kỳ, bản vương đều không sợ, huống chi ngươi bây giờ. Tuyệt khinh thường cười một tiếng, dương mắt lạnh lẽo tứ phương hỗn độn thần lôi biến thành sinh linh. Giết, hỗn độn lôi tổ không nói nhảm, ra lệnh một tiếng, vô số hỗn độn thần lôi sinh linh bỗng nhiên đập ra, kinh khủng khí tức quét sạch thương minh, ước vạn giảm tinh không, trong nháy mắt hóa thành hỗn độn hải. Nhìn thấy một màn này, ngay cả hỗn độn vương cùng hỗn độn tổ vương hai người đều biểu tình kinh khủng. Bọn họ dĩ nhiên chính là hỗn độn sinh linh, nhưng tại trước mắt hỗn độn hải trước mặt, lại giống như một dòng sông nhỏ, quá mức nhỏ bé, tùy thời đều có thể bị nuốt hết. Giết, Tuyệt ngược lại là không có hai lời, một tiếng quát chói tai, dẫn đầu nhào tới. Song phương đại chiến, hết sức căng thẳng. Tiêu Phàm một nhóm cũng vô pháp chỉ lo thân mình, bọn họ vị trí thời không trực tiếp bị nghiền nát, đám người tất cả đều bị chấn động đi ra. Nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc là, những cái kia hỗn độn thần lôi biến thành sinh linh, vậy mà quỷ dị không có nhằm vào bọn họ. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả thiên nhân tộc cũng là như thế. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hỗn độn lôi tổ mục tiêu, chỉ có Tuyệt bọn họ? Các ngươi rất kinh ngạc, cũng liền vào lúc này. Một đạo thanh âm đạm mạc ở Tiêu Phàm bọn họ bên tai vang lên. Mấy người quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Đại Thần Thiên, chẳng biết lúc nào đứng ở hắn môn cách đó không xa. Tất cả mọi người trong nháy mắt đề phòng tới cực điểm. Đại Thần Thiên loại này thủ đoạn, nếu là muốn đánh lén bọn họ người nào, tuyệt đối có niềm tin rất lớn. Ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Phàm ngăn lại Hoang Ma đám người, không cho bọn họ xuất thủ. Các ngươi chẳng lẽ không muốn biết? Hỗn độn lôi tổ, vì sao không đối phó ta môn sao? Đại Thần Thiên khẽ cười một tiếng, dư quang liếc trên bảo tọa hỗn độn lôi tổ một cái. Tiêu Phàm không nói, hắn không tâm tình cùng Đại Thần Thiên chơi trả lời trò chơi. Đại Thần Thiên dường như nói một mình, nói, được rồi, nói cho các ngươi biết cũng không sao, kỳ thật, chân chính hỗn độn lôi tổ đã chết. Hỗn độn lôi tổ chết, đám người không nguyện tin tưởng sự thật này. Nhưng là có lẽ Đại Thần Thiên cũng không tất yếu lừa dối bọn họ. Trước mắt hỗn độn lôi tổ, chỉ là hắn một sợi ý chí hóa thân mà thôi. Đại Thần Thiên tiếp tục nói, lúc trước hỗn độn lôi tổ tự cao tự đại, tự nhận là lĩnh ngộ hỗn độn thần lôi bản nguyên, xâm nhập hỗn độn thần lôi hải bên trong. Hắn lại không biết, hắn lĩnh ngộ điểm này bản nguyên, ở trước mắt hỗn độn thần lôi hải bên trong, chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Các ngươi cảm thấy, một vùng biển rộng, nuốt hết một giọt nước, cần phí bao lớn công phu. Đám người trầm mặc không nói, nhưng đáp án sớm đã rõ ràng. Bất quá hỗn độn lôi tổ xác thực cũng không bình thường, sau khi hắn chết, một sợi ý chí không tiêu tan, qua vô số tuế nguyệt lớn mạnh, lại có thể điều khiển hỗn độn thần lôi hải. Đại Thần Thiên hí ngược cười một tiếng, trong giọng nói cũng không có bao nhiêu thưởng thức hỗn độn lôi tổ ý tứ, ngược lại là khinh thường, có thể các ngươi biết rõ, hắn ý chí sẽ cường đại như thế sao? Vì sao,
Tiêu Phàm vốn không muốn phản ứng đại thần thiên, nhưng là hắn xác thực rất ngạc nhiên. Bởi vì, hắn là tiên ma giới tội nhân, đại thần thiên khuôn mặt trở nên dữ tợn, thậm chí nghiến răng nghiến lợi. Hỗn độn lôi tổ vì tiên ma giới vạn linh, cùng hỗn độn tiên linh tộc dục huyết phấn chiến, hắn là anh hùng, không phải tội nhân. Hoàng ma trước tiên phản bác. Hắn nghe qua không ít hỗn độn lôi tổ truyền văn, hỗn độn lôi tổ đã từng là bảo hộ tiên ma giới, cùng hỗn độn tiên linh chém giết mấy tháng mà không chợp mắt. Chết ở trong tay hắn hỗn độn tiên linh đếm không hết, nhân vật như vậy, đáng giá tiên ma giới tất cả mọi người kính sợ. Bây giờ nghe đại thần thiên chửi bới hỗn độn lôi tổ, hoàng ma tự nhiên không đáp ứng. Các ngươi không biết rất bình thường, chuyện năm đó, chỉ có chúng ta số ít mấy người biết rõ mà thôi. Đại thần thiên cũng không tức giận, cừu hận nhìn thoáng qua xa xa hỗn độn lôi tổ. Dừng một chút, tiếp tục nói, khi tiến vào tiên ma động trước đó, hắn đúng là tiên ma giới anh hùng, tất cả mọi người kiêu ngạo, người nói, cũng là thật. Ngay cả lúc trước chúng ta 6 người, đều rất kính trọng hắn. Nhưng là, tất cả từ tiến vào tiên ma động về sau, liền biến. Tiêu Phàm một nhóm nín thở ngưng thần, sợ bỏ qua cái gì. Các ngươi không nghĩ biết tại sao không? Đại thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, cười có chút dữ tợn, bởi vì, hắn thả ra một người, người này, cũng chính là các ngươi trong miệng tiên. Cái gì? Tiêu Phàm mấy người trợn to hai mắt, khiếp sợ tột đỉnh. Tiên, dĩ nhiên là hỗn độn lôi tổ thả ra, thật bất ngờ là a. Đại thần thiên thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, có thể sự thật chính là như thế, lúc trước, tiên ma giới vạn linh cùng hỗn độn tiên linh dục huyết phấn chiến. Tiên ma giới tất cả mọi người đang tìm kiếm mạnh lên phương pháp, tìm kiếm nghĩ cách hủy diệt hỗn độn tiên linh. Trên thực tế, tiên ma giới lúc trước đã ở vào thượng phong. Bởi vì, tiên ma giới vạn linh so với hỗn độn tiên linh tộc, có cái bất bại điều kiện tiên quyết, kia liền là sinh sôi. Hai phương đại chiến, tiên ma giới vạn linh chết không ít, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có kẻ đến sau trên đỉnh. Nhưng là, hỗn độn tiên linh số lượng, lại là đang nhanh chóng giảm bớt. Cứ tiếp như thế, liên tiếp, tiên ma giới tất thắng không thể nghi ngờ, một đoạn thời gian rất dài, hai phương đều không có chiến đấu, mọi người vốn cho rằng đại chiến như vậy kết thúc. Nhưng hết lần này tới lần khác ở lúc này, hỗn độn lôi tổ lại làm một chuyện ngu xuẩn, một kiện bất luận kẻ nào đều không thể tha thứ hắn chuyện ngu xuẩn. Nói đến đây, đại thần thiên lại trở nên hết sức tức giận, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn vậy mà xông vào tiên ma động, hơn nữa thả ra khư tộc. Đại thần thiên con người băng lãnh tới cực điểm, nghiêm nghị nói, tiên nhất xuất hiện, chiến cuộc trong nháy mắt xoay chuyển, hắn cùng hắn tộc nhân khư tộc, thao túng tất cả hỗn độn tiên linh, lần nữa đối tiên ma giới phát động chiến tranh. Kết quả các ngươi đều đoán được, không sai, tiên ma giới đại bại, thậm chí chúng ta toàn bộ thụ thương, cái này mới miễn cưỡng đả thương nặng hắn, cũng nghĩ hết biện pháp, đem hắn cùng hắn một ít tộc nhân, phong ấn tại thời không chi hà. Nếu không... Bây giờ chỗ nào còn sẽ có các ngươi? Các ngươi nói, hắn có phải hay không toàn bộ tiên ma giới tội nhân? Đám người một trận trầm mặc, ngay cả hoang ma cũng không lại giải thích. Nếu là thật sự như đại thần thiên nói tới, hỗn độn lôi tổ cử động, là dẫn đến vài cổ đại kiếp nguyên nhân căn bản. Nếu không phải hắn, tiên ma giới há lại sẽ có hôm nay kết cục. Dạng người này, không phải tội nhân, thì là cái gì chứ? Các ngươi cũng cảm thấy hắn là tội nhân đúng không? Đại thần thiên thu liễm nội ý, ý vị thâm trường nhìn xem Tiêu Phàm nói, đáng tiếc, sự tình đã phát sinh, liền phải nghĩ biện pháp đi bù đắp. Lão hủ lúc trước mang theo thiên nhân tộc không chào mà đi, rời đi tiên ma giới, chính là vì tìm kiếm ứng phó tiên phương pháp này, ta đã tìm được. Đám người kinh ngạc nhìn xem đại thần thiên, ánh mắt bên trong hơi có chút kính trọng ý tứ. Chỉ có Tiêu Phàm, còn người thanh minh hết sức, cười lạnh nói, phản bội chính là phản bội. Ngươi nếu có ứng phó tiên phương pháp, đại khái có thể cùng tam tộc cộng hưởng, những người khác nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi nếu không ích kỷ, cũng sẽ không ở đây mê hoặc chúng ta, ngươi, tâm hắn đáng chết. Mấy chữ cuối cùng, Tiêu Phàm vận chuyển tiên chi lực, chấn động đến hư không run rẩy. Hoàng ma cùng Long Vũ đám người toàn thân run lên, trong nháy mắt tỉnh táo lại, vẻ mặt tức giận nhìn xem đại thần thiên. Đại thần thiên cũng không tức giận, ngược lại cười nói, tiểu hữu. Các ngươi đối ta thành kiến quá sâu. Ta đối với ngươi không có gì thành kiến a. Tiêu Phàm nhún nhún vai, đạm mạc cười nói, đối với ngươi và thiên nhân tộc, ta mục đích rất rõ ràng, có thể giết liền giết,
tình nguyện giết lầm, cũng sẽ không bỏ qua một cái. Đại thần Thiên sắc mặt cứng đờ, hắn nơi nào nghĩ đến, Tiêu Phàm thái độ kiên quyết như thế, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm. Hắn nói nhiều như vậy, không phải liền là nghĩ mê hoặc Tiêu Phàm bọn họ sao? Nhưng Tiêu Phàm, đối với hắn đâu chỉ không có thành kiến, nhất định chính là quá kiên quyết. Còn có, ta không hoài nghi ngươi vừa rồi lời nói thật giả. Tiêu Phàm cười cười, tiếp tục nói, bất quá, ta cũng không tán đồng lời của ngươi, hỗn độn lôi tổ dĩ nhiên xông nhầm vào tiên ma động, nhưng là hắn mục đích là tốt, chỉ là xảy ra ngoài ý muốn mà thôi. Lòng tốt làm chuyện xấu, chúng ta không có lý do trách cứ hắn. Huống hồ, tiên ma giới thế cục hôm nay, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nói đến đây, Tiêu Phàm không khỏi nhìn thoáng qua xa xa hỗn độn lôi tổ, có lẽ, chúng ta còn phải cảm tạ hỗn độn lôi tổ đây. Cảm tạ hỗn độn lôi tổ, đám người kinh ngạc, trong lúc nhất thời không hiểu. Hỗn độn lôi tổ có lẽ là lòng tốt làm chuyện xấu, nhưng tội lỗi của hắn xác thực không thể tha thứ, lại dựa vào cái gì cảm tạ hắn. Người nói phải cảm tạ hắn cái này tội nhân, đại thần Thiên ngửa mặt lên trời cười to, cười có chút dữ tợn. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Phàm hỏi lại, nếu không phải hắn, người đời lại làm sao có thể thấy rõ ràng người đại thần Thiên sắc mặt đây? So với hỗn độn lôi tổ, người đại thần Thiên mới thật sự là tội không thể tha. Chịu chết đi, Tiêu Phàm đột nhiên bạo khởi, trương dương mà bá khí, cầm kiếm bỗng nhiên đâm về phía đại thần Thiên, kiếm mang xé ra vũ trụ mênh mông, tuyệt thế lăng lệ. Cản, đại thần Thiên không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế quyết đoán, trong lòng vội vàng, lấy ra một chuôi thánh khiết ngân đao ngăn tại trước người, hư không đốm lửa bắn tứ tung, hai đạo bóng người đồng thời té bay ra ngoài. Tiêu Phàm không có tiếp tục xuất thủ, mà là lạnh lùng nhìn xem đại thần Thiên, nói, đại thần Thiên, đảm nhiệm ngươi làm sao miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi mệnh, ta dự định. Liền bằng ngươi, đại thần Thiên cười lạnh, tức giận đến cực điểm. Mình nói nhiều như vậy, tình cảm phun trào, bình thường mà nói, Tiêu Phàm không nên đứng ở lập trường của mình sao. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm giết hắn chi tâm, kiên quyết nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Người đây chỉ là một cỗ phân thân mà thôi, giết người không giá trị, cút đi. Tiêu Phàm cực kỳ cường thế, lười nhác cùng đại thần Thiên nói nhảm. Cũng không phải hắn không nghĩ tiếp tục động thủ, mà là vừa rồi một sát na kia, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một thanh âm. Nói xong, Tiêu Phàm vung cánh tay lên một cái, mang theo đám người cấp tốc hướng về hỗn độn lôi tổ vị trí bay đi. Hoang ma mấy người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Tiêu Phàm trực tiếp bay về phía hỗn độn lôi tổ, bọn họ lại dọa cho phát sợ. Sư tôn, Táng Hoang nhìn không được mở miệng. Không sao, Tiêu Phàm khoát khoát tay, không nói nữa. Sau đó, Tiêu Phàm một đám xuất hiện ở hỗn độn thần lôi hải bên trong, hỗn độn lôi tổ bảo tọa phía dưới. Một màn này, để xa xa đại thần Thiên cùng tuyệt đẳng người, nhìn hai mắt đỏ bừng. Bọn họ đánh sống đánh chết, căn bản là không có cách tiến vào hỗn độn lôi hải. Nhưng Tiêu Phàm bọn họ, vậy mà như đi dạo nhà mình hậu hoa viên một dạng nhẹ nhàng thoải mái, cái này khiến bọn họ làm sao bình tĩnh. Tiêu Phàm, gặp qua hỗn độn lôi tổ tiền bối. Tiêu Phàm thở sâu, chắp tay hơi hơi thi lễ. Một cái vì tiên ma giới, xâm nhập không biết cấm khu, cuối cùng hy sinh tự thân tính mệnh, dạng người này, Tiêu Phàm căn bản không hận nổi. Dĩ nhiên, hỗn độn lôi tổ chịu tội không thể tha thứ. Nhưng là, bây giờ tiên ma giới chỉ ít còn không có triệt để hủy diệt. Ngươi lời nói mới rồi, lão hủ đều nghe được. Hỗn độn lôi tổ hai mắt ửng đỏ, ẩn ẩn có hơi nước bốc hơi, ngươi thật cho rằng, lão hủ không phải tiên ma giới tội nhân. Hắn giờ phút này, nơi nào còn có cái kia cao cao tại thượng tuyệt thế cường giả uy nghiêm, nhất định chính là một cái hết sức tự trách cùng áy náy lão giả. Nghe được lời nói của hỗn độn lôi tổ, tất cả mọi người bóp một mảnh mồ hôi lạnh. Nếu như Tiêu Phàm trả lời để hỗn độn lôi tổ không hài lòng, bọn họ phải đối mặt, tuyệt đối là hỗn độn lôi tổ vô thượng lửa giận. Mấy vạn hỗn độn thần lôi biến thành sinh linh, hơn nữa từng cái đều là tổ vương cảnh, muốn giết bọn họ, quả thực như chơi đùa. Cái gì tổ vương cảnh bất tử bất diệt, ở trong này căn bản không làm được. Chỉ một thoáng, mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, Tiêu Phàm không có suy nghĩ sâu xa, bình tĩnh nói tiền bối quả thật có tội. Oanh, lời này vừa nói ra, hỗn độn thần lôi hải bỗng bạo động, một cỗ cửu thiên uy áp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ Tiêu Phàm đám người, để bọn hắn có chút không thở nổi.
Tiêu Phàm ngược lại là không nhanh không chậm nói, tiền bối sai lầm, dẫn đến tiên ma giới kém chút bị diệt, điểm này, không cách nào thay đổi sự thật, nhưng là... Tiêu Phàm bỗng lời nói xoay chuyển, nói tiền bối tội, là tội ở lòng tốt làm chuyện xấu, chỉ thế thôi. Hoang ma đám người hung hăng chừng Tiêu Phàm một cái, người nhà không thể một hơi nói hết lời, đây là muốn hại chết người sao? Quả nhiên, nghe nói như thế, hỗn độn lôi tổ trên người tàn nhẫn khí tức biến mất, cái kia lõm sâu con ngươi, nhìn chằm chặp Tiêu Phàm. Vãn bối nếu như đoán không sai, tiền bối đã từng gặp nhân hoàng tiền bối a. Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa, nhân hoàng bọn họ cũng đồng dạng không cho rằng tiền bối có tội. Bằng không mà nói, bọn họ cũng sẽ không đặc biệt vì tiền bối giấu giếm chuyện này. Kỳ thật, ở vãn bối xem ra, tiền bối trừ bỏ lòng tốt làm chuyện xấu bên ngoài, kỳ thật còn làm một chuyện tốt. A, hỗn độn lôi tổ không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu chỉ xa xa đại thần thiên, nói tiền bối hẳn là nhận biết người này a. Lão hủ chưa thấy qua người này, nhưng hắn khí tức trên thân, có chút quen thuộc. Hỗn độn lôi tổ suy nghĩ một chút nói. Hắn cuối cùng chỉ là một sợi ý chí, hoặc có lẽ là, chỉ là một đạo chấp niệm mà thôi, nhận không ra đại thần thiên rất bình thường. Hắn là đại thần thiên, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, kỳ thật, ở vãn bối xem ra, khư tộc nên giết, nhưng người này, càng đáng chết hơn. Xa xa đại thần thiên, mặc dù nghe không được Tiêu Phàm lời nói, nhưng là cũng rõ ràng cảm nhận được Tiêu Phàm ác ý. Nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm chỉ mình lúc, hắn mặt đều lục. Hoang ma đám người không khỏi âm thầm cho Tiêu Phàm dựng lên một ngón tay cái này mượn đao giết người, quá dây. Chỉ cần tuyệt cùng đại thần thiên hai phe nhân mã đều đã chết, tiên ma động không cũng chỉ còn lại có bọn họ sao. Đại thần thiên, hỗn độn lôi tổ trầm ngâm chốc lát, lúc này mới nhớ tới liên quan tới đại thần thiên tin tức. Tiền bối có muốn biết hay không, tiên ma giới về sau phát sinh sự tình. Tiêu Phàm mở miệng nói. Cũng không đợi hỗn độn lôi tổ đáp ứng. Hắn liền đem tiên cổ cùng với về sau phát sinh sự tình, tất cả đều đơn giản bản tóm tắt qua một lần. Hỗn độn lôi tổ nhìn về phía đại thần thiên ánh mắt, càng ngày càng băng lãnh. Kỳ thật ở vãn bối xem ra, tiền bối năm đó sai lầm, chưa chắc là một chuyện xấu. Tiêu Phàm cuối cùng nói ra, nếu như khư tộc chưa xuất hiện, tiên ma giới đánh lui hỗn độn tiên linh tộc, đại thần thiên chúa tể vạn giới, có lẽ mới có thể chân chính đem tiên ma giới đưa vào vạn kiếp bất phục địa phương. Người này, bất nhân, bất nghĩa, bất trung, mới thật sự là đáng chết. Xác thực nên giết, hỗn độn lôi tổ tiếng như kinh lôi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, vô số hỗn độn thần lôi sinh linh bỗng nhiên nhào về phía đại thần thiên vị trí. Đại thần thiên thấy thế, trợn to hai mắt. Hắn nội tâm đột nhiên có chút hối hận, sớm biết đừng đi mê hoặc hắn, đứng ở chỗ này xem thật kỹ hí không tốt sao. Hiện tại ngược lại tốt, bị hỗn độn lôi tổ theo dõi. Thật là đáng chết, Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem đại thần thiên, đây chính là ngươi mê hoặc lão tử kết quả. Bên cạnh hoang ma đám người càng là khâm phục nhìn xem Tiêu Phàm cái miệng này, quả thực vô địch. Tiền bối, Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía hỗn độn lôi tổ nói. Hỗn độn lôi tổ cắt đứt Tiêu Phàm lời nói, lão hủ biết rõ mục đích của các ngươi, ta có thể cho các ngươi đi qua, nhưng là, tiếp xuống cắt hung khó dò, các ngươi cần phải biết. Vãn bối tâm ý đã quyết, Tiêu Phàm vô cùng kiên định nói. Hỗn độn lôi tổ gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị mở ra hỗn độn thần lôi hải thông hướng tinh vân thông đạo. Đột nhiên, xa xa tuyệt ngửa mặt lên trời cười to, một cỗ hết sức uy áp kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra, lấy làm trung tâm, phương viên vô tận hỗn độn thần lôi sinh linh bỗng nhiên nổ tung. Tiêu Phàm mấy người thấy thế, bỗng nhiên ngừng thân hình, ánh mắt lộ ra không thể tin. Tuyệt đứng sừng sững tinh không, toàn thân chán phóng nhức mắt bạch mang, giống như vũ trụ trung tâm. Ở hắn đỉnh đầu, có một đạo bạch sắc quang ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng tán phát khí tức, lại là để tất cả mọi người tại chỗ kinh hãi. Tiên, hoang ma thốt ra. Hắn gặp qua tiên ý thức thể, cùng đạo kia ánh sáng màu trắng ảnh khí tức cơ hồ giống như đúc. Thậm chí, trước mắt cái này ánh sáng màu trắng ảnh khí tức còn muốn càng mạnh. Tạp. Hỗn độn lôi tổ cũng thốt ra, tàn nhẫn khí tức quay cuồng, hắn chống chiến kích muốn đứng lên, trên mặt lại lộ ra vô cùng thống khổ. Vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn sợi này ý chí bị hỗn độn thần lôi tra tấn, nếu không phải hắn kiên trì báo thù, đoán chừng sớm đã mẫn diệt. Bây giờ cửu nhân lại hiện ra,
càng là khơi dậy hắn vô tận chiến ý, vậy mà lảo đảo đứng lên. Tạp, Tiêu Phàm nghe được hỗn độn lôi tổ đối tiên xưng hô, không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ, đây mới là hắn chân chính danh tự, tiên tên thật, Tạp, Hoang Ma trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm ngược lại là 10 điểm bình tĩnh, nguyên lai, tiên cũng không phải thật sự là tiên, chỉ là hắn thực lực, ở trong mắt mọi người, có thể so với tiên mà thôi. Hắn cái tên này, có dụng ý gì? Tiêu Phàm hỏi. Hoang Ma thở sâu, nói, hắn vốn không có danh tự, là tiên cổ thời đại, nhân hoàng bọn họ cho hắn lấy, bởi vì hắn trừ bỏ bản tôn bên ngoài, còn có 3 bộ phân thân, một đạo truyền tam hữu. Một đạo truyền tam hữu. Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái, thuyết pháp này làm sao cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Hắn tập trung ý chí, ánh mắt rơi vào tiên, không, chuẩn xác mà nói, là Tạp trên người, lông mày vặn thành chữ xuyên. Hắn cũng không nghĩ đến, vậy mà lại nhanh như vậy lại lần nữa gặp được Tạp, mặc dù chỉ là một bộ ý thức thể, nhưng hắn không dám có bất kỳ khinh thường. Phải biết, liền tuyệt đều không thể tùy tiện gạt bỏ hàng vạn mà tính hỗn độn thần lôi sinh linh. Nhưng Tạp một bộ ý thức thể, lại tùy tiện làm được. Hắn thực lực lại làm sao khủng bố. Nếu như dựa theo lão nhân coi mộ thuyết pháp, Tạp cỗ này ý thức thể, chí ít cũng đạt tới La Thiên Tiên Vương cảnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi lo lắng. Hỗn độn lôi tổ mặc dù không yếu, nhưng trạng thái của hắn bây giờ thật không tốt, căn bản không thể nào là tiên đối thủ. Tiểu Hữu, các ngươi đi trước. Hỗn độn lôi tổ sắc mặt âm trầm, cũng không quay đầu lại nói. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Tạp ý thức thể, lộ ra thấy chết không sờn thần sắc. Hắn ý chí vạn vạn năm bất diệt, không phải là vì chờ đợi giờ phút này sao? Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, dù cho đối phương chỉ là một bộ ý thức thể, hắn cũng đồng dạng không muốn bỏ qua cơ hội này. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, lại là nửa bước không lùi. Hoang Ma nhịn không được vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai, Tạp ý thức thể giáng lâm, bọn họ lưu lại nơi này, chờ đợi chỉ có tử vong. Chỉ có xuyên qua hỗn độn thần lôi hải, tiến vào tinh vân chỗ sâu, mới có cơ hội sống sót. Oanh, cũng đúng lúc này, xa xa hỗn độn thần lôi hải bỗng nổ tung, một đạo bạch sắc chiến kích quang hoa ngút trời mà lên, kinh khủng khí tức quét sạch tứ phương. Sau một khắc, Hoang Ma đám người trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Chỉ thấy tiến nhập hỗn độn động Nam Cung Tiêu Tiêu đám người, bỗng từ hỗn độn thần lôi hải chỗ sâu xuất hiện. Ha ha, bàn tử lợi hại, rốt cục đi ra. Một đạo cuồng tiếu thanh âm vang lên, lại là vẻ mặt chật vật thí thần. Hậu phương, Sơ Diệu Vương cùng Thái Tôn Vương cũng chẳng tốt đẹp gì, mỗi người đều bị thương không nhẹ. Bất quá, Tiêu Phàm lại là có thể cảm nhận được, bốn người mặc dù 10 điểm chật vật, nhưng trên người khí tức rõ ràng cường đại hơn nhiều. Nhất là Nam Cung Tiêu Tiêu, càng là giống như một tôn chiến tiên, kinh khủng khí tức thẳng bức Thiên Vương cảnh đỉnh phong. Sư Tôn, Nam Cung Tiêu Tiêu quay đầu trông lại, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở hỗn độn lôi tổ trên người, kích động toàn thân đều đang run rẩy. Sư Tôn, Tiêu Phàm đám người lộ ra vẻ cổ quái. Nam Cung Tiêu Tiêu mặc dù chiếm được hỗn độn lôi tổ không ít truyền thừa, nhưng là hai người trên bản chất không có sư đồ thực a. Đồ Nhi, người rốt cuộc đã đến. Hỗn độn lôi tổ lại là mặt mũi hiền lành nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu, trên người tàn nhẫn chi khí biến mất, trở nên hiền lành hết sức. Lão Tam, các ngươi cũng ở nơi đây. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên lại nhìn thấy Tiêu Phàm mấy người, hết sức kinh ngạc nói. Lão Nhị, người chừng nào thì bái hỗn độn lôi tổ tiền bối vi sư. Tiêu Phàm hồ nghi nói. Đó là thật lâu chuyện lúc trước. Nam Cung Tiêu Tiêu không nghĩ trước mặt của mọi người nhiều lời, bất quá vẫn là bí mật truyền âm cùng Tiêu Phàm giải thích một lần. Để Tiêu Phàm kinh ngạc là, Nam Cung Tiêu Tiêu kiếp trước vậy mà liền đã được đến hỗn độn lôi tổ truyền thừa. Nhân Hoàng đã từng giúp ta một chuyện, bên cạnh hỗn độn lôi tổ dường như nhìn ra Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, tùy ý bổ sung một câu. Tiêu Phàm lập tức sáng tỏ thông suốt. Cũng đúng, Nhân Hoàng là từng tiến vào tiên ma động, nghĩ đến là Nhân Hoàng đem hỗn độn lôi tổ truyền thừa mang ra ngoài, cũng dưới cơ duyên xảo hợp bị Nam Cung Tiêu Tiêu lấy được. Tiêu Phàm không khỏi cảm khái, thế gian duyên phận, thật đúng là không tầm thường kỳ diệu. Sư Tôn, vậy sẽ là của ngươi cửu nhân. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy xa xa Tạp, trong đầu nào đó tầng phong ấn bỗng nhiên phá mở, vô số tin tức nhanh chóng tràn vào trong đầu. Hết sức cuồng bạo khí tức từ Nam Cung Tiêu Tiêu trên người tuôn ra, bay thẳng nơi xa tuyệt cùng Tạp đi. Tiêu Phàm thấy thế,
không khỏi lộ ra lo lắng. Hắn làm sao vẫn không rõ, lấy được hỗn độn lôi tổ truyền thừa, nghĩ đến cũng không phải được không? Thế nhưng là, lấy Nam Cung Tiêu Tiêu cùng hỗn độn lôi tổ thực lực, muốn chiến thắng đối diện tuyệt cùng tạp, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá, hắn cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù hắn thuyết phục, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng đồng dạng sẽ không lui bước. Nếu như đổi lại hắn cùng thời không lão nhân, giống như mình cũng sẽ không rời đi. Đồ nhi, ngươi không sợ. Hỗn độn lôi tổ cười nhìn lấy Nam Cung Tiêu Tiêu nói, ngươi phải biết, vi sư địch nhân, thế nhưng là tạp. Một bộ ý thức thể mà thôi, có gì phải sợ. Nam Cung Tiêu Tiêu sang sảng cười một tiếng, lại nói, còn không có sư tôn sao. Ha ha, hỗn độn lôi tổ cười lớn một tiếng, thân hình lóe lên, bỗng nhiên xông vào Nam Cung Tiêu Tiêu thể nội. Chỉ một thoáng, Nam Cung Tiêu Tiêu khí tức trên thân lần thứ hai tăng vọt một mảng lớn, trực tiếp bước qua tiên vương cảnh ngưỡng cửa. Ngay sau đó, hỗn độn lôi tổ biến thành một đạo quang ảnh, lơ lửng ở Nam Cung Tiêu Tiêu đỉnh đầu, đồng dạng cầm trong tay chiến kích, giống như chiến tiên lâm thế. Hỗn độn lôi tổ, ngươi ngược lại để ta bất ngờ, này cũng có thể bảo trì một sợi ý chí không tiêu tan, bất quá, lúc trước ta có thể giết ngươi, hôm nay một dạng có thể diệt ngươi. Tạp Phong Khinh Vân đạm cười, căn bản không đem hỗn độn lôi tổ để vào mắt. Bản tổ muốn giết ngươi, vì chết đi vạn linh tha tội. Hỗn độn lôi tổ nổi giận gầm lên một tiếng, đồ nhi, trận chiến này giao cho ngươi. Nói xong, hỗn độn lôi tổ đột nhiên bộc phát ra kinh khủng khí tức, hắn hư ảnh bắt đầu thiêu đốt, lực lượng cực điểm thăng hoa, là thiên tiên vương lực lượng mãnh liệt cuộn trào ra. Sư tôn, Nam Cung Tiêu Tiêu hai mắt đỏ bừng. Hắn làm sao không biết, hỗn độn lôi tổ thiêu đốt tất cả, vô luận có thể hay không giết chết tạp, hắn ý chí đều tất diệt không thể nghi ngờ. Bất quá, hiện tại cũng không phải bi thiết thời điểm. Một trận chiến này, hắn chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, coi đây là hỗn độn lôi tổ tiễn đưa. Oanh, tiên ma động sôi trào, hỗn độn lôi tổ cực điểm thăng hoa, để Nam Cung Tiêu Tiêu ngắn ngủi xông phá tiên vương cảnh trói buộc, đạt đến La Thiên Tiên Vương cấp độ. Đồng thời, tuyệt khí tức cũng không yếu bao nhiêu. Hắn bản thân liền là chuẩn tiên vương cảnh, chiến lực không kém gì Hồng Trần Tiên Vương, hơn nữa tạp ý thức thể lực lượng quán thâu, hoàn toàn còn ở trên Nam Cung Tiêu Tiêu. Hai người xa xa tương đối, mặc dù còn chưa chân chính động thủ, có thể hỗn độn thần lôi hải không ngừng bạo động, xông phá hỗn độn lôi tổ bày ra hỗn độn thần lôi hải phong ấn. Đại thần thiên mang theo thiên nhân tộc thối lui đến biên giới chiến trường, nhìn từ xa xa lấy. Cho dù là đại thần thiên, cũng cau mày. Tạp mặc dù chỉ là một bộ ý thức thể mà thôi, nhưng lại nhường hắn cỗ này phân thân cảm nhận được áp lực lớn lao. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, tạp bản thể mặc dù bị phong ấn ở thời không chi hà một đầu khác, nhưng nàng thực lực, thật một mực dậm chân tại chỗ sao. Một phương khác, Tiêu Phàm mang theo hoang ma mấy người cũng thối lui ra khỏi hỗn độn thần lôi hải. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lại, chưa từng tiến vào tầng thứ hai tinh vân. Hỗn độn tiên linh tộc nhưng còn có hỗn độn vương cùng quỷ ma thần bọn họ nhìn chằm chằm, hắn lại làm sao có thể vứt xuống Nam Cung Tiêu Tiêu một thân một mình đây. Tinh không, tiên chi lực hải dương đang chảy, vô thượng tiên đạo khí tức đang tràn ngập. Mặc dù cái này nhìn như là tuyệt cùng Nam Cung Tiêu Tiêu một trận chiến, nhưng càng là tạp cùng hỗn độn lôi tổ một trận chiến. Đây chính là hai đại đỉnh cấp tiên vương một trận chiến, vang dội cổ kim, loại này kinh khủng tiên đạo khí tức, liền để đám người tim đập thình thịch. Trận chiến này tất nhiên 10 điểm thảm liệt. Oanh, rốt cục, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng tuyệt đồng thời động, thiên băng địa liệt, tinh không mẫn diệt, vũ trụ rung động. Một cái bạch sắc trưởng cương dung trời tế nhật, bộc phát ra tiên đạo hung uy, hung hăng cùng một cán hoàng kim chiến kích đụng vào nhau, vỡ nát thương khung. Coi đây là trung tâm, đấu chuyển tinh di, vũ trụ đại sụp đổ, bắt đầu đại phá diệt. Xem cuộc chiến Tiêu Phàm đám người, tất cả đều bị chấn động đến tâm huyết sôi trào. Vừa lui lại lui. Ngay cả hỗn độn thần lôi hải cũng run rẩy kịch liệt, nhấc lên kinh khủng phong bạo, ẩn ẩn có loại muốn bị xé ra tư thế. Đây chính là La Thiên Tiên Vương uy lực sao? Thí thần trợn to hai mắt, nuốt nước miếng một cái nói. Mạnh, quá mạnh, lấy hắn thực lực hôm nay, nếu như gặp gỡ như thế cấp độ cường giả, đoán chừng cũng chỉ có bị tiện tay bóp chết phần. Cho dù tổ vương cảnh danh xưng bản nguyên đại đạo bất diệt, liền có thể bất tử. Nhưng là, tầng thứ này công kích, tuyệt đối có thể tùy tiện làm bị thương bản nguyên đại đạo.
Lan, Nam Cung Tiêu Tiêu bạo hống một tiếng, hoàng kim chiến kích bộc phát ra hào quang rực rỡ, từng đầu hỗn độn thần long gào thét, xinh xinh xé nát cái kia bàn tay bạch ngọc. Kinh khủng lợi mang càng là xuyên qua tuyệt thân thể, máu tươi vẩy ra mà lên. Tuyệt sắc mặt âm trầm đáng sợ, bản thân kích thứ nhất, vậy mà bị thương. Có chút ý tứ, Tạp nhàn nhạt mở miệng, Tuyệt, tiếp xuống nhìn ngươi, đừng để ta thất vọng. Là, chủ thượng, Tuyệt cung kính đáp, vừa mừng vừa sợ. Chỉ một thoáng, Tạp toàn thân phát sáng, hóa thành một cỗ mênh mông năng lượng sáp nhập vào Tuyệt thể nội. Oanh, Tuyệt thể nội lực lượng giống như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt nhảy lên tới tiên vương cảnh, nhưng mà vẫn như cũ chỉ là bắt đầu, vẻn vẹn mấy tức thì đến được La Thiên tiên vương cảnh. Cùng lúc đó, thương thế trên người hắn toàn bộ phục hồi như cũ. Tuyệt giang hai cánh tay, cảm thụ được thể nội lực lượng, lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Có thể khiến cho chủ thượng coi trọng như thế, người cũng chết có ý nghĩa. Tuyệt cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên phi ra, cường đại khí tức chấn động lục hợp bát hoang. Hắn thanh âm truyền khắp vũ trụ, chấn động càn khôn, một bước giết tới Nam Cung Tiêu Tiêu phụ cận, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trắng đen xen kẽ lợi kiếm. Nam Cung Tiêu Tiêu hung mãnh dị thường, một kích chém xuống. Nhưng mà đều bị Tuyệt cản lại, quanh người hắn cái kia vô số trắng đen xen kẽ vòng xoáy, càng là thỉnh thoảng bắn ra từng đạo lợi mang, nằm ngoài dự tính, xuyên thủng Nam Cung Tiêu Tiêu thân thể. Dù là có lấy hỗn độn thần lôi đúc thành vô thượng chiến bào, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng máu chảy ồ ạt, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Xiết sạch bọn họ, lúc này, Tuyệt một tiếng quát như sấm, huyền hoàng, quỷ ma thần, hỗn độn vương, hỗn độn tổ vương nguyên một đám đưa ánh mắt chuyển hướng Tiêu Phàm bọn họ vị trí, một cái so với một cái điên cuồng. Bọn họ bỗng nhiên đập ra, muốn nhân cơ hội đem Tiêu Phàm bọn họ một mẻ hốt gọn. Hừ, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, dẫn đầu đập ra, trước tiên khóa chặt hỗn độn vương. Tay phải lắc một cái, bất hủ phong thiên bia hiện lên, vô số phù văn nở rộ, hóa thành một đạo kinh khủng kết giới phong tỏa tứ phương. Hỗn độn vương thấy thế, mặt càng đen hơn. Hắn nha, vì sao ngươi nha chỉ nhằm vào ta? Chúng ta không phải có 6 người sao, ngươi ứng phó những người khác không tốt sao? Tuế Nguyệt chi giới, Tiêu Phàm trong lòng quát nhẹ, một đạo hào quang màu xám trắng nở rộ, trong nháy mắt bao phủ bất hủ phong thiên bia bên trong không gian. Hỗn độn vương không thể trốn đi đâu được. Hắn hỗn độn ma nhãn lần trước bị Tiêu Phàm gây thương tích, bây giờ căn bản là không có cách phát huy đủ thực lực, căn bản ngăn không được Tuế Nguyệt chi giới xé rách. Chỉ một lát sau, hỗn độn vương thân thể liền biến thành một phiến hỗn độn khí hải. Tiểu tử, người muốn giết bản vương, còn non một điểm. Hỗn độn vương nhe răng cười không thôi. Hóa thành hỗn độn khí hải hắn, căn bản không có thực thể. Tiêu Phàm căn bản liền không đả thương được hắn. Bất quá, hắn rất nhanh liền không cười được. Chỉ thấy Tiêu Phàm lại run tay một cái, mảng lớn hỗn độn khí hải biến mất, hiển nhiên bị hắn thu nhập thể nội thế giới. Có được hỗn độn khí hải hỗn độn vương, nhục thân bất tử bất diệt. Nhưng mất đi hỗn độn khí hải đây, dừng tay, hỗn độn vương có chút sợ hãi, lại không phía trước vô thượng uy thế. Những cái này hỗn độn khí hải đều là một phần của thân thể hắn a. Bình thường mà nói, tổ vương cảnh chiến đấu là có thể vỡ nát hư không, khiến cho hư không hóa thành hỗn độn hải, kể từ đó, hỗn độn chi khí liền liên tục không ngừng. Nhưng mà, Tiêu Phàm sử dụng bất hủ thiên địa bi phong tỏa bốn phía, hỗn độn chi khí căn bản liền không có khả năng xuất hiện. Cho dù xuất hiện, cũng trước tiên bị Tiêu Phàm dành thời gian. Mất đi hỗn độn chi khí hỗn độn vương, giống như là mất đi nước con cá. Tiếp tục như vậy, không cần Tiêu Phàm giết chết hắn, hắn cũng sẽ bị đùa chơi chết. Tiêu Phàm nơi nào sẽ nghe hắn nói nhảm, cũng không phải muốn giết chúng ta sao, vậy thì nhìn một chút, rốt cuộc là ai giết ai. Ta không gây phiền phức cho các ngươi liền đã hẳn là thiêu cao hương. Hiện tại các ngươi dám chủ động tìm ta phiền toái, nhất định chính là tự tìm cái chết. Tiêu Phàm hiện tại duy nhất kiêng kỵ chỉ có Đại Thần Thiên, chỉ cần Đại Thần Thiên không xuất thủ. Hắn có tự tin đem hỗn độn vương bọn họ một mẻ hốt gọn. Kết thúc, hỗn độn vương lo lắng gầm nhẹ. Hắn lúc này, cảm giác mình là một cái cà rốt, bị Tiêu Phàm từng tầng lột ra, thể nội lực lượng chậm rãi giảm bớt. Khẽ cắn môi, hỗn độn vương không dám tiếp tục phân giải, lần nữa hóa thành thực thể, chống đối Tuế Nguyệt chi giới nghiền sát. Đại Thần Thiên, tiểu tử này vừa rồi hại ngươi, ngươi không nghĩ báo thù sao?
Hỗn Độn Vương đột nhiên hét lớn. Không muốn, Đại Thần Thiên dứt khoát nói, giữa các ngươi thù hận, đừng nhắc lên ta. Nghe nói như thế, Hỗn Độn Vương có loại hộc máu xúc động. Nhưng tiếp tục như vậy, bản thân thật có thể muốn chết a. Huyền Hoàng, Quỷ Ma Thần, giúp ta một chút sức lực. Hỗn Độn Vương giống to, đành phải hướng những người khác xin giúp đỡ. Hỗn Độn Vương, ngươi không phải so bản vương mạnh sao? Ngươi một đối một cũng không là đối thủ, bản vương một chọi hai còn thành thạo đây. Quỷ Ma Thần nghe được Hỗn Độn Vương xin giúp đỡ, cười lạnh đáp lại một câu. Ngươi, Hỗn Độn Vương phiền muộn tới cực điểm, ngươi nha, ta lúc nào nói bản thân so với ngươi còn mạnh hơn. Đó là Tiêu Phàm tiểu tử này nói rất hay sao? Lại nói, ngươi đối chiến hai người kia là ai, chẳng qua là Tiêu Phàm thuộc hạ mà thôi. Từ hai người tán phát khí tức phán đoán, đoán chừng chẳng qua là vừa mới đột phá thiên vương cảnh. Dạng này hai người cho dù liên thủ, như thế nào Tiêu Phàm đối thủ? Đổi lại là lão tử đối chiến hai người này, cũng thành thạo a. Hỗn Độn Vương mặc dù không phục, nhưng lại không tiện phản bác, ai bảo bản thân xui xẻo như vậy chứ? Quỷ Ma Thần, bây giờ không phải so đo thời điểm, tiểu tử kia rất yêu, nhanh đi cứu Hỗn Độn Vương. Nơi xa, Khô Lâu Tổ Vương hét lớn. Cũng khó trách Quỷ Ma Thần không nhìn chúng Tiêu Phàm, hắn bị Tiêu Phàm giết chỉ bất quá phân thân mà thôi. Hắn thấy, Tiêu Phàm có mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu. Nhưng Khô Lâu Tổ Vương khác biệt, hắn cùng với Hỗn Độn Vương cùng Tiêu Phàm nhiều lần giao thủ, thấy tận mắt Tiêu Phàm trưởng thành. Lần trước càng là làm cho Hỗn Độn Vương tự mình hại mình Hỗn Độn Ma Nhãn, hiện tại đè ép Hỗn Độn Vương đánh, lại không quá bình thường. Hừ, Quỷ Ma Thần lạnh rên một tiếng, quanh thân ma khí quay cuồng, hóa thành vô số bàn tay, thẳng hướng đối diện Thí Thần cùng Long Vũ. Hắn nghĩ đánh lui hoang ma, giải cứu Hỗn Độn Vương. Chạy đi đâu, Thí Thần cùng Long Vũ nơi nào sẽ nhường hắn toại nguyện. Bọn họ hiện tại dù sao cũng là thiên vương cảnh cảnh, đơn đả độc đấu có lẽ không bằng Quỷ Ma Thần, nhưng là liên thủ phía dưới, cuốn lấy Quỷ Ma Thần hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Phàm hiện tại có cơ hội giết chết Hỗn Độn Vương, bọn họ tự nhiên muốn toàn lực phối hợp. Hai người toàn lực công kích đến. Quỷ Ma Thần hoàn toàn rút không ra tay tới đối phó Tiêu Phàm, đành phải nhìn về phía hai người khác nói, Huyền Hoàng, Hỗn Độn Tổ Vương, các ngươi đi giúp hắn. Hừ, phế vật, Hỗn Độn Tổ Vương chửi nhỏ một tiếng, hắn mặc dù khó chịu Hỗn Độn Vương, nhưng là tuyệt đối không thể để Hỗn Độn Vương vẫn lạc. Hỗn Độn Vương mặt đều đen, hắn thiếu chút nữa thì nhịn không được giận mắng. Nhưng nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình, hắn vẫn là nhịn được. Nhưng mà, hắn không biết là, Hỗn Độn Tổ Vương muốn cứu hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao, cùng Hỗn Độn Tổ Vương đối chiến thế nhưng là Hoang Ma cùng Thái Ương. Hoang Ma vốn là chuẩn tiên vương cảnh, không kém gì Hỗn Độn Tổ Vương, nơi nào sẽ nhường hắn đạt được đây. Bản vương cứu không được ngươi, ngươi tự nghĩ biện pháp. Hỗn Độn Tổ Vương để lại một câu nói, liền không tiếp tục để ý Hỗn Độn Vương. Về phần Huyền Hoàng cùng Khô Lâu Vương, bọn họ càng chẳng tốt đẹp gì. Bởi vì cùng bọn hắn đối chiến, đều là ba người thiên vương cảnh, nhất là Khô Lâu Vương, càng là muốn đối chiến bốn người. Nhưng hắn đến liền Hỗn Độn Vương, đừng nói giỡn, hắn đều muốn Hỗn Độn Vương tới cứu hắn. A à, Hỗn Độn Vương kêu thảm một tiếng, nhục thân lần nữa nổ tung, hóa thành cuồn cuộn hỗn độn chi khí. Hô, Tiêu Phàm lấy tay lắc một cái, số lớn hỗn độn chi khí bị hắn hút vào thể nội thế giới. Hỗn Độn Vương lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh lúc, khí tức lần nữa yếu một mảng lớn. Tuyệt, cứu ta, Hỗn Độn Vương hoảng sợ gào thét, hắn cũng rốt cục nhìn rõ ràng tình thế, những người khác muốn cứu hắn, căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ có tuyệt, mới có một tia hy vọng. Đáng tiếc, tuyệt căn bản nghe không được lời của hắn, hắn cùng với Nam Cung Tiêu Tiêu chính chiến khó phân thắng bại đây. Giờ khắc này, Hỗn Độn Vương vô tận tuế nguyệt đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Diệt, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, một đạo kiếm mang nở rộ, lần nữa nghiền nát Hỗn Độn Vương nhục thân, hóa thành vô tận hỗn độn khí. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, đầy trời phù văn lấp lóe, hóa thành từng đầu thần liên, hướng về hỗn độn khí gào thét đi. Người nghĩ phong ấn bản vương, nằm mơ a. Hỗn Độn Vương càn rỡ cười giận dữ tiếng từ hỗn độn chi khí bên trong truyền ra. Hắn hiện tại thế nhưng là hỗn độn khí trạng thái, căn bản không phải thực thể,
hỗn độn chi khí lại làm sao có thể làm gì được hắn. Nhưng mà, sau một khắc hắn lại không cười được. Chỉ thấy bất hủ thiên địa bi bỗng rút nhỏ phạm vi, đem tất cả hỗn độn khí áp xúc ở cực kỳ nhỏ hẹp phạm vi bên trong, hỗn độn vương là thân thể tự động hiển lộ ra. Phong, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ, trong thời gian ngắn, hắn nghĩ giết chết hỗn độn vương làm không được, nhưng là phong ấn hỗn độn vương, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hồng hộc, nhưng mà, cũng nhưng vào lúc này, một đạo bạch sắc lợi mang đột nhiên từ hư không bên trong toát ra, thẳng đến Tiêu Phàm cái ót. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại, ngược lại nhếch miệng lên một tia nụ cười khinh thường. Bang, bén nhọn chói tai tiếng kim loại va chạm vang lên, một đạo tử huyết sắc lưu quang hiện lên, che lại Tiêu Phàm thân hình, đem đạo kia bạch mang chấn động bay ra ngoài. Bạch mang nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ trùng kích tứ phương, giống như pháo hoa nở rộ, chói lọi hết sức. Thánh thiên sứ, nhanh, người ta liên thủ, nhất định có thể đủ giết hắn. Hỗn độn vương vừa mừng vừa sợ kêu to. Tiêu Phàm lúc này mới quay đầu nhìn đi, chỉ thấy một cái dương ra lấy 16 cánh thiên nhân tộc lăng không mà đứng, cầm trong tay một chuôi thánh kiếm lạnh lùng theo dõi hắn. Thánh thiên sứ, Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng, híp mắt lạnh giọng nói, liền đại thần thiên đều nói không nhúng tay vào việc này, người chán sống sao. Nói đến đây, Tiêu Phàm dư quang không khỏi liếc qua đại thần thiên một cái. Nhưng mà đại thần thiên lại là thần sắc bình tĩnh. Nhàn nhạt đáp lại một câu, lão hủ nói sẽ không xuất thủ, đương nhiên sẽ không nuốt lời, nhưng các ngươi ẩn oán cá nhân, lão hủ mặc kệ. Mặc kệ sao, Tiêu Phàm cười lạnh, người nhà thế nhưng là thiên nhân tộc lão tổ, những người khác lại thế nào dám làm trái mệnh lệnh của ngươi. Người lão bất tử này nói như thế, không phải liền là biến tướng để mặt khác thiên nhân tộc động thủ sao. Tiêu Phàm, người ta ẩn oán, hiện tại nên có cái kết thúc. Thánh thiên sứ nhe răng cười một tiếng. Một bộ ăn chắc Tiêu Phàm bộ dáng. Ngươi nói đúng, giữa chúng ta, xác thực nên có cái kết thúc. Tiêu Phàm đột nhiên cười tà một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, nơi xa cái kia phù văn thần liên bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt khốn trụ hỗn độn vương. Hỗn độn vương chỉ cảm thấy thể nội tiên chi lực trong nháy mắt bị rút sạch, hơn nữa có một cỗ lực lượng kỳ dị đang ngăn trở hắn khôi phục tiên chi lực. Không thấy tiên chi lực, hơn nữa còn bị phù văn thần liên cho trói buộc lại toàn thân. Hắn cái này chuẩn tiên vương cảnh đây tính toán là cái gì đây? Không đợi hỗn độn vương lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm trực tiếp đem hỗn độn vương ném vào thể nội thế giới. Cùng lúc đó, bất hủ thiên địa bi trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở thánh thiên sứ bốn phía. Thánh thiên sứ thấy thế, hoàn toàn trợn tròn mắt. Hỗn độn vương đây, đã nói xong hai người cùng một chỗ ứng phó Tiêu Phàm, làm sao chỉ còn lại có mình. Hắn mặc dù tiên vương cảnh, có thể nghĩ đến lần trước bị Tiêu Phàm rút bàn tay, tâm lý hoàn toàn không chắc a. Nhưng là giờ phút này nhượng bộ, hắn căn bản là không có như vậy ra mặt dày. Chủ yếu nhất là, cho dù hắn nghĩ lui, Tiêu Phàm cũng sẽ không cho phép, không có gặp bất hủ thiên địa bi đã trấn phong tứ phương sao. Thánh thiên sứ, nơi xa, truyền đến hoang ma cười to, rất bội phục dũng khí của ngươi, lại muốn cùng Tiêu Phàm đơn đả độc đấu, ngươi đừng thua liền quần cũng bị mất. Thánh thiên sứ mặt sạm lại, bản thân dù sao cũng là đường đường tiên vương a, vậy mà như thế không chịu nổi một kích sao. Tiêu Phàm, nhận lấy cái chết, nghĩ vậy, hắn phẫn nộ tới cực điểm, bạo hống một tiếng, toàn lực đánh giết mà ra. Oanh, nhìn thấy thánh thiên sứ đánh tới, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, giống như sát thần, hai con ngươi đang mở hí, lãnh điện bay vụt, hóa thành một đạo chớp lóe, cùng thánh thiên sứ đụng vào nhau. Lần trước cùng thánh thiên sứ giao thủ, hắn vẫn chỉ là mới vào chân vương. Mà bây giờ, hắn nhưng là chuẩn tiên vương cảnh, há lại sẽ có chút e ngại. Tay phải hắn kiếm khí bay tứ tung, đấm tay trái cương như biển hét giận dữ, lạnh lùng vô tình, chung quanh tinh không triệt để cuồng bạo, gây ra động tĩnh, không thể so Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tuyệt Quyết đấu nhỏ bao nhiêu. Thánh thiên sứ tự cho mình siêu phàm, nhưng giờ phút này, lại bị Tiêu Phàm áp chế gắt gao lấy. Cơ hồ chỉ có chống đỡ lực lượng. Nho nhỏ hồng trần tiên vương, không chịu nổi một kích. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, khí thế tăng vọt, kiếm khí như biển, lực quyền cái thế, dường như chặn đánh xuyên tiên ma động. Phốc, thánh thiên sứ mặc dù chặn lại Tiêu Phàm kiếm, nhưng lại không thể ngăn trở hắn nắm đấm. Hắn lồng ngực bị Tiêu Phàm đánh xuyên, huyết phũ phun tung tóe, trước sau trong suốt, vô cùng khủng bố. Hỗn trướng! Bản vương muốn giết ngươi,
Thánh thiên sứ gầm thét, bản thân đường đường tiên vương, lại bị một cái thiên vương cảnh cho chính diện đánh xuyên lồng ngực. Đây là biết bao sỉ nhục, mấu chốt là, đại thần thiên cùng không ít thiên nhân tộc đều đang trận, hắn quả thực mất mặt ném đại phát. Chớ nóng vội, hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lần trước hắn nhưng là kém chút chết ở thái tuế trong tay, tốt ở lúc mấu chốt kích phát thể chất dị tượng, hiểm mà hiểm tránh thoát một kiếp. Lần này, Tiêu Phàm cho dù không giết thánh thiên sứ, cũng phải cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Tiêu Phàm lấn người mà tiến, không cho thánh thiên sứ cơ hội thở dốc. Hắn không biết thánh thiên sứ còn có cái gì át chủ bài, nhưng hắn căn bản không thèm để ý nhiều như vậy, chiến cực kỳ điên cuồng. Chỉ chốc lát sau, thánh thiên sứ hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân, máu me đầm đìa, thảm liệt tới cực điểm. Nơi xa, đại thần thiên nhìn cau mày, thỉnh thoảng lắc đầu. Thánh thiên sứ dù sao cũng là tiên vương cảnh A, vậy mà hoàn toàn ở vào hạ phong, đây cũng quá nước. Không biết, còn tưởng rằng hắn chỉ là chân vương cảnh đây. Tiêu Phàm, đây là ngươi bức bản vương. Thánh thiên sứ đột nhiên biểu tình dữ tợn, cặp mắt đỏ ngầu phủ đầy huyết sắc. Sau một khắc, hắn một nửa khác thân thể, đột nhiên ma khí quay cuồng, che khuất bầu trời. Một bên thánh khiết như tiên, một bên hắc ám như ma, quả nhiên là cực kỳ quỷ dị. Nhưng là, Tiêu Phàm thần sắc lại trở nên ngưng trọng lên. Từ cái kia nửa bên ma thân phía trên, hắn cảm nhận được thái tuế khí tức. Thế nhưng là, thái tuế không phải đã chết rồi sao? Theo lý thuyết, thái tuế không còn có được ma hóa thủ đoạn A. Người quan chiến cũng kinh hãi, nhất là thiên nhân tộc, chỉ có đại thần thiên coi như bình tĩnh, dường như đã sớm đoán được trước mắt một màn này. Giờ phút này thánh thiên sứ hình thái, như tiên tựa như ma, để người có loại cảm giác không rét mà run. Đáng sợ nhất chính là, thánh thiên sứ khí thức lần thứ hai kéo lên một mảng lớn, ẩn ẩn đạt đến la thiên tiên vương cảnh giới. Tiêu Phàm cũng không lại do dự, lật tay lấy ra một viên địa ngục đạo luân hồi ấn. Thánh thiên sứ có át chủ bài, hắn Tiêu Phàm lại làm sao không có. Mặc dù địa ngục đạo luân hồi ấn, tối đa chỉ là nhường hắn bước vào hồng trần tiên vương cảnh cấp độ, nhưng hắn thấy, ứng phó thánh thiên sứ đã dư xài. Tiêu Phàm, nhận lấy cái chết, thánh thiên sứ hai tay giơ lên trong tay chi kiếm, hắc bạch hai loại quang mang xen lẫn, ngưng tụ thành một đạo đen kiếm khí màu trắng, phía trên còn thiêu đốt lấy một loại ngọn lửa màu đen. Tiêu Phàm gặp qua ngọn lửa này, cực kỳ bá đạo. Lần trước hắn suýt nữa bị thiệt lớn. Âm dương tịch diệt, thánh thiên sứ nổi giận gầm lên một tiếng, hắc bạch kiếm khí xé ra thương khung, cắt đứt càn khôn, nổi giận chém mà xuống, cả vùng không gian đều dường như bị giam cầm. Tiêu Phàm không sợ, vô tận chiến huyết vận chuyển, trong nháy mắt tạo ra giam cầm thiên địa, sau đó thu hồi tu la kiếm, bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn. Ở trước mặt hắn, hiện lên vô tận đường vân. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái lục giác tinh mang trận đồ. Lục giác tinh mang trận đồ không lớn, chỉ có hơn một trượng to lớn, nhưng lại cho người ta một loại siêu nhiên chư thiên vạn pháp cảm giác. Lục đạo luân hồi trận, nơi xa, đại thần thiên nhìn thấy lục giác trận đồ trong nháy mắt, con người bỗng nhiên co rụt lại, không đúng, không chỉ là lục đạo luân hồi trận. Thế gian vạn pháp, có thể làm cho đại thần thiên xem không hiểu biết bao hiếm thấy. Nhưng Tiêu Phàm giờ phút này thi triển trận đồ, lại cho hắn một loại quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Hắn làm sao biết, Tiêu Phàm cái này lục giác tinh mang trận đồ, chính là từ lục đạo luân hồi trận cùng bất hủ phong thiên đồ cải tạo mà đến, tập hợp hai người ưu điểm. Mắt thấy thánh thiên sứ diệt thế một kiếm chém xuống, hoang ma đám người tất cả đều thay hắn nhéo một cái mồ hôi lạnh. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là thần sắc không hề bận tâm, nhẹ nhàng rời khỏi lục giác tinh mang trận đồ. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người chuyện quỷ dị đã xảy ra. Lục giác tinh mang trận đồ quang mang hơi hơi lóe lên, cái kia tuyệt thế một kiếm cứ như vậy tại mọi người không coi vào đâu biến mất. Biến mất, điều này sao có thể? Thế nhưng là, mọi người ở đây, cho dù là đại thần thiên, cũng không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lại đến, Tiêu Phàm hướng về phía thánh thiên sứ ngoắc ngón tay, khiêu khích cùng vẻ khinh miệt lộ rõ trên mặt. Tiên vẫn. Âm dương tịch diệt, thánh thiên sứ không tin tà, một kiếm lại một kiếm chém ra, muốn đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết. Nhưng Tiêu Phàm một tay vác sau lưng, một cái tay khác nắm lấy lục giác tinh mang trận đồ, đem thánh thiên sứ công kích toàn bộ ngăn lại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đám người tuyệt đối sẽ cho rằng mắt mình hoa.
thật sự là cái kia lục giác tinh mang trận đồ quá quỷ dị, hắn nha, có thứ này ở, Tiêu Phàm căn bản liền đã đứng ở thế bất bại a. Thế thì còn đánh như thế nào? Tiếp tục a. Tiêu Phàm cười nhìn lấy Thánh Thiên Sứ, vẫn như cũ phong khinh vân đạm, chỗ nào giống như là tại đại chiến dáng vẻ. Đây quả thực liền tựa như một cái người lớn cùng một đứa bé đang chơi đùa, đại nhân cố ý trêu đùa tiểu hài. Bản vương ngược lại muốn xem, người cái này phá trận đồ còn có thể đón lấy mấy kiếm. Thánh Thiên Sứ thả người nhảy lên, hai tay cầm kiếm hung hăng chém xuống. Vạn dặm hắc bạch kiếm khí hung uy vô cùng, tiên đạo khí tức tràn ngập. Dưới một kiếm này, nơi xa chiến đấu hoang ma cùng quỷ ma thần bọn họ, đều cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Tiêu Phàm, Long Vũ khẽ nói, thiếu chút nữa thì nhịn không được xông đi lên. Những người khác cũng tất cả đều lộ ra lo lắng, đối mặt Thánh Thiên Sứ kinh khủng như vậy một kiếm, Tiêu Phàm vậy mà vẫn như cũ không lùi nửa phần. Hắn thật sự có thể đón lấy Thánh Thiên Sứ một kiếm này sao? Tiểu Thánh, dừng tay. Cũng đúng lúc này. Đại thần thiên đột nhiên lớn tiếng quát lớn một tiếng, muốn ngăn cản Thánh Thiên Sứ. Nhưng Thánh Thiên Sứ chỗ nào còn nghe được, hắn hiện tại chỉ muốn diệt Tiêu Phàm. Phốc, kiếm khí chém xuống ở lục giác tinh mang trận đồ phía trên, vẫn như cũ giống như châu đất xuống biển, không có nửa điểm tiếng vang. Dường như hắn cùng với Tiêu Phàm cách vô số thời không, căn bản liền Tiêu Phàm góc áo đều không đụng tới. Cái kia lục giác tinh mang trận đồ, căn bản chính là phòng ngự tuyệt đối a. Hiện tại có phải hay không tới phiên ta? Tiêu Phàm nhìn thấy Thánh Thiên Sứ há mồm thở dốc, hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Không đợi Thánh Thiên Sứ phản ứng, mũi chân hắn nhẹ nhàng dẫm mạnh, tựa như tia chớp, thuấn sát liền tới. Cùng lúc đó, lục giác tinh mang trận đồ chán phóng hủy thiên diệt địa khí tức, từng đạo tuyệt thế kiếm khí bén nhọn, từ trong trận đồ xông ra. Thánh Thiên Sứ thấy thế, toàn thân run rẩy dữ dội, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Cái này, đám người cũng thấy choáng mắt, thật sự là kiếm khí kia quá quen thuộc, đây không phải là Thánh Thiên Sứ trước đó chém giết Tiêu Phàm kiếm khí sao? Vô luận là khí tức, hay là uy lực, đều giống như đúc. Không, chuẩn xác mà nói, từ lục giác tinh mang trận đồ bên trong toát ra đạo kiếm khí này còn muốn càng mạnh. Bọn họ rốt cuộc biết Đại Thần Thiên vì sao muốn quát bảo ngưng lại Thánh Thiên Sứ. Nguyên lai hắn sớm đã nhìn ra mánh khóe. Còn lo lắng cái gì, chạy mau. Nhìn thấy Thánh Thiên Sứ ngẩn người, Thiên Phi đột nhiên lách mình che ở trước người hắn, toàn lực đánh bay đạo kia kiếm khí, nhưng nàng bản thân lại bị chấn động đến thổ huyết không ngừng. Thánh Thiên Sứ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lại cũng không chút do dự, mắt thấy đạo thứ hai kiếm mang bắn ra, hắn nhấc chân liền chạy. Nhưng mấu chốt là, bốn phía không gian bị giam cầm. Hắn trong lúc nhất thời vậy mà không tránh thoát được. Giam cầm thời không, cái này cùng lúc trước hắn chém ra một kiếm kia giống như đúc a. Thánh Thiên Sứ nội tâm một trận MMP. Hắn đường đường tiên vương cường giả, chẳng lẽ muốn chết ở dưới kiếm của mình? Nếu thật là dạng này, hắn sợ là muốn trở thành chư thiên vạn giới trò cười. Đủ, cũng liền vào lúc này, Đại Thần Thiên khẽ quát một tiếng, một đạo thánh giới ngân mang hiện lên, cắt ra giam cầm thời không. Chặn lại một kiếm kia. Thánh Thiên Sứ cùng Thiên Phi thừa cơ trốn về Đại Thần Thiên bên cạnh, rất có loại chết sau sống lại cảm giác. Đại Thần Thiên, ngươi chuẩn bị động thủ. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, từng bước một hướng về Đại Thần Thiên đi đến. Các ngươi cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc chiến đấu, chúng ta không còn nhúng tay. Đại Thần Thiên đáp lại. Thánh Thiên Sứ thất bại, hắn lại không thể nói không giữ lời, chỉ có thể cho Tiêu Phàm một cái cam kết. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là chẳng thèm ngó tới, người nói không nhúng tay vào là được rồi. Hiện tại là ta cùng Thánh Thiên Sứ ở giữa ân oán cá nhân, không phải hắn chết, chính là ta chết, chính ngươi ước lượng. Đại Thần Thiên không nghĩ tới Tiêu Phàm điên cuồng như vậy, không khỏi nhíu mày, các ngươi chỉ có 12 người, chẳng lẽ còn suy nghĩ nhiều một đám địch nhân. Ta chỉ lấy mạng của hắn, Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lẽo, cường thế mà bá đạo. Hắn bước chân không có chút nào đình chỉ. Tiếp tục hướng về Thánh Thiên Sứ tới gần, một bộ không giết Thánh Thiên Sứ thể không bỏ qua bộ dáng. Thánh Thiên Sứ bị Tiêu Phàm điên cuồng dọa cho phát sợ, cái tên điên này, chẳng lẽ còn muốn cùng lúc khiêu chiến Hỗn Độn Tiên Linh tộc cùng Thiên Nhân tộc. Cho dù ngươi có được tiên vương cảnh chiến lực lại như thế nào. Một khi khai chiến, có lẽ giết không chết ngươi, nhưng ngươi, khẳng định có không ít phải chôn cùng. Đại Thần Thiên lông mày vặn thành chữ xuyên,
Tiêu Phàm cử động, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Bình thường mà nói, Tiêu Phàm không nên đồng thời đắc tội mình và hỗn độn tiên linh tộc, coi như hắn trong bóng tối làm chút ngáng chân, Tiêu Phàm cũng phải im hơi lặng tiếng thụ lấy. Đây cũng là hắn trong bóng tối xui khiến Thánh Thiên Sứ xuất thủ nguyên nhân. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm căn bản không bị hắn uy hiếp, bá đạo nhường hắn đều cảm giác bất ngờ. Chẳng lẽ ra hỏa này, còn có cái gì át chủ bài hay sao? Thở sâu, đại thần thiên tiến lên một bước. Thánh Thiên Sứ nhưng là hắn đại tướng đắc lực, làm sao có thể giao cho Tiêu Phàm? Xem ra ngươi khăng khăng muốn bảo hắn, vậy liền liền ngươi cùng nhau làm thịt. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên thôi động Tu La cửu biến, biến thành một tôn hung lệ Tu La. Hắn giờ phút này vốn liền thúc dục địa ngục đạo luân hồi ấn, khí tức trên thân lần thứ hai tăng vọt một mảng lớn. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, huy động kiếm trong tay, một đạo huyết sắc hào quang vọt lên tận trời, tiên kiếm vô cùng, xuyên qua thương vũ. Đại thần thiên cầm trong tay ngân nguyệt loan đao, cùng Tiêu Phàm đối kháng. Thiên khung phía trên, khắp nơi đều là kiếm ảnh cùng đao mang, chói tai tiếng va chạm vỡ nát vô số tinh thần. Thiên địa lay động, càn khôn sụp đổ, lại một trận chí tôn chiến bắt đầu. Những người khác cảm nhận được khí tức, liền có chút kinh hồn táng đảm. Tuyệt cùng Nam Cung Tiêu Tiêu chiến đấu kịch liệt như thế, còn có thể thông cảm được, dù sao hai người dung hợp tiên ý thức thể cùng hỗn độn lôi tổ ý chí. Nhưng Tiêu Phàm đây, hắn chỉ là chuẩn tiên vương A, đối diện đại thần thiên cũng chẳng qua là một bộ phân thân mà thôi. Nhưng cái này chiến đấu phong bạo, mảy may không ở Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tuyệt phía dưới. Tiêu Phàm, người muốn người của ngươi chết sao? Đại thần thiên một bên chống đối Tiêu Phàm công kích, một bên quát khẽ nói. Làm sao, ngươi muốn cho thiên nhân tộc nhúng tay? Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, vậy ngươi thử xem, nhìn xem cuối cùng người nào chết. Tiêu Phàm khó chịu nhất đúng là người khác uy hiếp, đại thần thiên vậy mà lại nhiều lần uy hiếp hắn, cái này khiến hắn làm sao không giận. Lại nói, hắn thật đúng là không lo lắng hoang ma bọn hắn sinh tử. Đại thần thiên có lẽ có thực lực giết chết bọn hắn, nhưng là người khác tuyệt đối không có khả năng. Về phần thụ thương, nơi nào có chiến đấu không bị thương đây? Đại thần thiên trong lúc nhất thời không biết nói gì, cái tên điên này, khó trách để thiên nhân tộc các cường giả một lần lại một lần ăn quả đắng, ngay cả hắn đều có chút không chịu đựng nổi a. Mấu chốt là, tiểu tử này thủ đoạn quá quỷ dị. Nói đến cùng, là bởi vì hắn đây chỉ là một cỗ phân thân mà thôi. Nếu không, hắn lại không cần như thế do dự, trực tiếp giết tiểu tử này chính là. Thân vẫn, linh trảm, Tiêu Phàm liên tiếp chém ra hai kiện, đại thần thiên nhục thân trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rạn, hắn bản thân cũng bị thương không nhẹ. Cửu kiếp kiếm pháp, đại thần thiên híp đôi mắt một cái. A, ngươi cũng biết, Tiêu Phàm cười càng thêm tà dị, không biết, thiên linh vương nhục thân, có thể chống đỡ được mấy kiếm đây. Đại thần thiên sắc mặt phát lạnh, Tiêu Phàm lời nói. Dường như đâm trúng hắn uy hiếp. Hắn nhục thể, không thể nghi ngờ là nhược điểm lớn nhất của hắn. Thiên linh vương chẳng qua là phổ thông vương cảnh mà thôi, nếu không phải hắn lực lượng gia trì, đoán chừng hiện tại đã sụp đổ. Ngươi đừng bức ta, đại thần thiên dương mắt lạnh lẽo Tiêu Phàm, giống như một đầu hồng hoang mãnh thú, tùy thời đều có thể bộc phát. Trong nháy mắt đó, Tiêu Phàm cảm giác hãi hùng khiếp vía, bất quá vẫn là cường thế nói. Để Thánh Thiên Sứ đánh với ta một trận, bằng không, lão tử liền buộc ngươi, ta dám cam đoan, ta không lấy được đồ vật, ngươi cũng không chiếm được. Hắn biết rõ, Đại Thần Thiên cho dù chỉ là phân thân, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nhưng là, hắn không thể chịu thua, cái này không phải là tính cách của hắn. Lại nói, bây giờ tiên ma giới, cũng đã có được cùng Đại Thần Thiên nói chuyện ngang hàng tư cách. Đại Thần Thiên do dự mãi, cuối cùng gật đầu một cái tốt. Ta đáp ứng ngươi. Dứt lời, hắn một đòn đánh lui Tiêu Phàm, lách mình trở lại Thánh Thiên Sứ bên cạnh. Tiên tổ thần uy, Thánh Thiên Sứ cười đắc ý, nhìn xem giễu cợt nói, tiểu tử, ngươi có mạnh hơn lại có thể mạnh hơn tiên tổ. Ngươi nhất định chính là tự tìm cái chết. Tiêu Phàm trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không quan tâm Thánh Thiên Sứ châm chọc khiêu khích. Ngươi đi đánh với hắn một trận, sinh tử tự phụ, lúc này, đại thần thiên đột nhiên lạnh như băng mở miệng nói. Ta, Thánh Thiên Sứ còn cho rằng mình nghe lầm, để cho mình đi Tiêu Phàm một trận chiến. Nói đùa cái gì, ta nếu như đối thủ, vừa rồi há lại sẽ hướng ngươi cầu cứu. Bên cạnh Thiên Phi hai mắt nhắm lại,
trầm mặc không nói, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng phức tạp chi quang. Thánh thiên sứ, đại thần thiên bảo hộ không được ngươi. Tiêu Phàm thanh âm lạnh lùng vang vọng vũ trụ, ngươi không phải rất muốn giết ta sao, hôm nay, ta cho ngươi cơ hội này. Thánh thiên sứ sắc mặt tái xanh, ta nếu là có thể giết ngươi, ta còn muốn trốn. Quay lại đây nhận lấy cái chết, Tiêu Phàm dường như mất kiên trì, lạnh như băng quát lớn. Tiêu Phàm toàn thân thiêu đốt lấy ám kim sắc khí diễm, sát khí lạnh lẽo quét sạch hắc ám tinh không. Giờ khắc này, hắn giống như một tôn cái thế tiên tôn, uy áp chư thiên. Thánh thiên sứ nơi nào còn có một trận chiến dũng khí, dọa đến rụt cổ một cái, giống như con gà con đồng dạng, trốn ở đại thần thiên sau lưng. Đại thần thiên sắc mặt âm trầm muốn gạt ra nước. Hắn nha, người dù sao cũng là tiên vương cảnh, đã vậy còn quá sợ chết. Cho dù ngươi không phải Tiêu Phàm đối thủ, nhưng hắn muốn giết ngươi, cũng không phải là dễ dàng như vậy a. Ta tới chiến ngươi, lúc này, Thiên Phi thở sâu, tiến lên một bước. Tiêu Phàm nhìn thấy Thiên Phi chuẩn bị xuất thủ, không khỏi nhíu mày, ánh mắt đảo qua Thiên Phi, lại nhìn về phía Thánh Thiên Sứ, nói, đường đường tiên vương, thực sự là một cái thứ hèn nhát, về sau ngươi đừng gọi Thánh Thiên Sứ, liền kêu Thánh Thiên Cứt a, cứt chó cứt. Thánh Thiên Sứ sắc mặt đen đến cực hạn. Có thể vì mình mạng nhỏ, hắn vẫn là nhịn được. Hiện tại, ta muốn giết bọn hắn, các ngươi nếu như còn dám nhúng tay, đừng trách ta tâm ngoan. Tiêu Phàm buông xuống một câu ngoan thoại, bỗng nhiên nhào về phía quỷ ma thần. Quỷ ma thần thấy thế, mặt đều xanh. Một mình hắn đối chiến thí thần cùng Long Vũ, xác thực thành thạo. Nhưng là, hắn chỉ là thổi một chút nghiêu bức a. Ngươi Tiêu Phàm đến đảo cái gì loạn, lão đại, giết chết hắn. Thí thần nhìn thấy Tiêu Phàm đến, lập tức cuồng hỉ hết sức. Hắn cùng Long Vũ hai người dây dưa quỷ ma thần, vẫn là cực kỳ cật lực. Quỷ ma thần chính là chuẩn tiên vương, mà hai người bọn họ chẳng qua là mới vào thiên vương cảnh mà thôi, có thể dây dưa đến bây giờ, đã là cực kỳ bất phàm. Hỗn độn tổ vương, huyền hoàng, giúp ta. Quỷ ma thần hét lớn một tiếng, vậy mà trước tiên hướng về hỗn độn tổ vương cùng huyền hoàng vị trí chiến trường kích xạ đi. Hỗn độn vương chính là ví dụ tốt nhất, bị Tiêu Phàm sinh sinh phong ấn. Cái tiếp theo, chẳng phải là muốn đến phiên hắn. Xa xa thánh thiên sứ thấy thế, tâm tình không khỏi tốt đẹp. Người xem, cũng không phải là chỉ có ta một người sợ Tiêu Phàm, quỷ ma thần cũng giống vậy a. Hắn hồn nhiên quên, quỷ ma thần chỉ là chuẩn tiên vương, mà hắn chính là chân chính tiên vương cảnh. Nhưng là hoảng hốt một khi sinh ra, hắn chỗ nào còn sẽ suy nghĩ nhiều như vậy. Phế vật, còn không tiên giải. Huyền Hoàng nhìn thấy quỷ ma thần đánh tới, trong lòng giật mình, gầm thét không thôi. Tiên giải, nghe được hai chữ này, Tiêu Phàm lập tức ánh mắt sáng lên. Nói như vậy, quỷ ma thần trên người cũng có tiên nguyên. Bất quá, hắn nội tâm cũng biến thành ngưng trọng lên, quỷ ma thần nếu như tiên giải, thực lực tất nhiên bạo tăng, có được tiên vương cảnh chiến lực, muốn giết hắn, có vẻ như cũng không dễ dàng. Ha ha, cũng đúng lúc này. Sâu trong tinh không, truyền đến một tiếng cuồng tiếu, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý lực. Chỉ thấy Nam Cung Tiêu Tiêu, loạn phát bay tứ tung, toàn thân đan xen hỗn độn thần lôi, cực kỳ bá đạo, giống như lôi tiên tại thế. Phía sau hắn, hiện lên một đạo to lớn quang ảnh 10 điểm hư ảo, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Đối diện, Tuyệt Quỳ một chân xuống đất, sắc mặt trắng bệch, trong miệng không ngừng phun máu. Quanh người hắn hắc bạch vòng xoáy không ngừng nổ tung, cổ lấy nửa người dưới bị ma diệt, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Đỉnh đầu hắn cũng hiện lên một đạo bạch sắc quang ảnh, chính là tạp ý thức thể. Mà lúc này, tạp ý thức thể giống như một từng mảnh cánh hoa chóc ra, cuối cùng tan thành mây khói. Tạp, người cũng chỉ đến như thế. Hỗn độn lôi tổ hư ảnh ngửa mặt lên trời cười to, cười nó là bi thiết. Kỳ thật hắn cũng biết. Đối diện tạp chỉ là một bộ ý thức thể mà thôi. Vô số năm qua, hắn nội tâm tràn đầy áy náy, ngày đêm chịu khổ hỗn độn thần lôi tra tấn, phần này dày vò, cũng không phải thường nhân có thể lý giải. Trèo chống hắn ý chí không tiêu tan lý do duy nhất, chính là báo thù. Nhưng giết chết tạp một bộ ý thức thể, liền có thể tính báo thù sao? Không thể, đây chẳng qua là bản thân an ủi mà thôi. Nhưng là, hắn đã không thể làm gì, một mực tán loạn. Cuộc đời của hắn nhất định như vậy kết thúc. Đồ nhi, vi sư tâm nguyện đã xong, quãng đời còn lại còn có thể thu ngươi cái này đệ tử,
vi sư phúc. Hỗn độn lôi tổ nhìn thấy tạp ý thức thể triệt để tiêu tán, chậm rãi bình tĩnh trở lại, mặt mũi hiền lành nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu. Sư tôn, Nam Cung Tiêu Tiêu thanh âm nghẹn ngào. Trong thiên hạ, có lẽ chỉ có hắn mới hiểu được hỗn độn lôi tổ chua xót. Nếu như đổi lại một người khác, đã sớm ý thức giải tán. Nhưng hỗn độn lôi tổ ý chí sinh sinh kiên trì tới hiện tại, thử hỏi từ xưa đến nay, chư thiên vạn giới, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm đến. Vi sư cuối cùng giúp ngươi một chút sức lực, có thể đi bao xa, nhìn ngươi cuối cùng tạo hóa. Hỗn độn lôi tổ nói xong, hắn quang ảnh bỗng nhiên hóa thành một tia chớp chui vào Nam Cung Tiêu Tiêu mi tâm. Đồng thời, bốn phía hỗn độn thần lôi hải bắn ra ức vạn lôi quang, điên cuồng tràn vào Nam Cung Tiêu Tiêu thể nội. A à, Nam Cung Tiêu Tiêu tê tâm liệt phế gào thét, ức vạn lôi điện tẩy lễ, cho dù thiên vương cảnh cũng rất khó chịu đựng. Vi sư đi vậy, nguyện thiên hạ vạn linh, mỗi người như long, vạn thế thái bình. Trong vòng trời, quanh quẩn hỗn độn lôi tổ thanh âm sau cùng, thật lâu không dứt. Đến đây, một đời anh linh, như vậy hoàn toàn chết đi. Tiêu Phàm đám người ngàn vạn cảm khái. Hỗn độn lôi tổ có tội sao? Đúng là có, hắn thả ra tạp, kém chút còn phải tiên ma giới hủy diệt. Nhưng là, hắn không có khả năng tha thứ sao? Cũng không hẳn vậy, hắn chỉ là vô tâm chi thất mà thôi, dù cho chết rồi, hắn cũng muốn vì chính mình tha tội, tình nguyện lôi hải tra tấn ức vạn năm. Tiêu Phàm bọn họ đối với hắn có chỉ là kính trọng, hoàn toàn không hận nổi. Khó trách nhân hoàng bọn họ đều che giấu chân tướng sự tình, nghĩ đến nhân hoàng bọn họ cũng chưa từng trách tội qua hỗn độn lôi tổ. Trong mắt thế nhân, hỗn độn lôi tổ, một mực là tiên ma giới vạn linh trong lòng anh hùng, đời đời bất hủ. Hắn chiếm được hỗn độn lôi tổ truyền thừa, nhanh, giết hắn, lúc này, hỗn độn tổ vương đột nhiên quát như sấm. Đồng dạng lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên hắn, so với hỗn độn lôi tổ, nhất định chính là nhất thiên nhất địa. Chỉ có hắn chủ thượng. Hỗn độn thiên, mới có tư cách cùng địch nổi. Nếu là mình có thể có được hỗn độn lôi tổ truyền thừa, chẳng phải là có thể càng tiến một bước, cùng hỗn độn thiên quyền thế ngang nhau. Giờ khắc này, hỗn độn tổ vương lại cũng không bình tĩnh. Tự tìm cái chết, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, lách mình xuất hiện ở Nam Cung Tiêu Tiêu trước người, một quyền nộ oanh mà ra, trực tiếp đem hỗn độn tổ vương đánh bay ra ngoài, thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô tận hỗn độn biển. Tiêu Phàm tay run một cái, bất hủ thiên địa bi hiện lên, thủ hộ ở Nam Cung Tiêu Tiêu quanh thân. Hỗn độn tổ vương gầm thét, gây dựng lại chân thân, hóa thành một tôn to lớn hỗn độn cự nhân, nhấc chân hung hăng dẫm đạp mà xuống. Vũ trụ ở giữa tinh hà sụp đổ, hỗn độn chi khí quét sạch ức vạn dặm. Một kích này, kinh thiên động địa, vì lấy được hỗn độn lôi tổ truyền thừa, hỗn độn tổ vương hoàn toàn không đếm xỉa đến. Quỷ ma thần, huyền hoàng. Khô lâu tổ vương cũng biến thành điên cuồng lên, bọn họ vốn là ở thế yếu. Nếu như bị Nam Cung Tiêu Tiêu thành công tiêu hóa hỗn độn lôi tổ lực lượng, cho dù không đột phá tiên vương cảnh, tương lai cũng là đại địch, tự nhiên muốn đem hắn diệt ở trong tã lót. Thậm chí, ngay cả đại thần thiên cũng dục dịch, ánh mắt lấp lóe, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Giết bọn hắn, trốn ở đại thần thiên sau lưng thánh thiên sứ, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy ra ngoài. Thậm chí so quỷ ma thần bọn họ càng thêm điên cuồng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm một nhóm thừa nhận đến từ thiên nhân tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc hai phe áp lực thật lớn, tinh không loạn thành một bầy. Tự tìm cái chết, Tiêu Phàm nhìn thấy thánh thiên sứ đánh tới, lửa giận xen lẫn. Hắn nha, vừa mới tha cho ngươi một cái mạng chó, bây giờ lại nhảy ra nhảy nhót. Tay phải hắn lắc một cái, lục giác tinh mang trong trận pháp bỗng nhiên bắn ra một đạo tuyệt thế kiếm khí. Trong nháy mắt xuyên qua thánh thiên sứ ngực. Thánh thiên sứ tựa như tia chớp bay ngược mà ra, trợn to hai mắt, lộ ra hết sức vẻ sợ hãi. Một kiếm này, vẫn là lúc trước hắn thi triển một kiếm, uy lực tuyệt luân, cơ hồ là hắn áp đáy hòm một kiếm. Cho dù là hắn, đối mặt kinh khủng như vậy một kiếm, cũng có loại cảm giác bất lực. Hắn ho ra đầy máu, bị thương nặng, sau đó chui vào vô tận hỗn độn chi khí bên trong, thân thể bắt đầu tan rã. Không rõ sống chết. Trong lúc nhất thời, chiến trường yên tĩnh, những người khác thấy thế, tất cả đều bị dọa cho phát sợ. Thánh thiên sứ thế nhưng là tiên vương cảnh A, cứ như vậy bị Tiêu Phàm cho miểu sát. Những cái kia vừa mới chuẩn bị động thủ thiên nhân tộc trong nháy mắt thanh tỉnh lại, áp chế xuất thủ chém giết Tiêu Phàm xúc động.
Hoang Ma cùng Thí Thần đám người áp lực giảm nhiều, đám người bọn họ, ứng phó Quỷ Ma Thần bốn người, hoàn toàn dư xài. Nhưng nếu như tăng thêm một cái thiên nhân tộc, cũng có chút khó khăn, tránh không được một trận tử chiến. Cũng may Tiêu Phàm một đòn trấn trụ tất cả thiên nhân tộc, bọn họ chiếm được cơ hội thở dốc. Còn có ai không sợ chết, cứ đi lên. Tiêu Phàm trợn mắt nhìn, giống như một bức tường, một người độc đối thiên nhân tộc, đem Nam Cung Tiêu Tiêu bảo hộ ở sau lưng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Tiêu Phàm lạnh lùng mà bá khí, sừng sững ở trên vòng trời, nhìn xuống vạn cổ, tóc đen đầy đầu loạn vũ, như ma tựa như tiên, bế nghệ thiên hạ, bá đạo vô cùng. Ngay cả Hỗn Độn Tổ Vương cũng không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu luyện hóa Hỗn Độn Lôi Tổ tất cả. Oanh, nhưng mà, cũng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lại là không người để ý tới Tuyệt, đột nhiên bộc phát ra hết sức cường tuyệt khí tức, lấy hắn làm trung tâm, tinh không tất cả đều nổ tung. Hắn giống như một cái hắc động, thôn phệ tất cả. Trong lòng tất cả mọi người giật mình. Lại là nhìn thấy Tuyệt nửa hủy nhục thân đã phục hồi như cũ, quanh người hắn hiện lên vô số vòng xoáy màu đen, tản ra tuyệt thế kinh khủng khí tức. Hắn đột phá, có người kinh hô không thôi. Tuyệt vốn là chuẩn tiên vương cảnh, lần nữa đột phá, chẳng phải là tiên vương cảnh. Phải biết, Tuyệt bản thân liền có được đỉnh tiêm hồng trần tiên vương chiến lực A, bây giờ đột phá, sợ là không thua phổ thông la thiên tiên vương. Tiêu Phàm lông mày vặn thành chữ xuyên, bất thình lình bất ngờ. Trở thành biến số lớn nhất. Đại thần thiên thần kinh cẳng thẳng lại là chậm rãi trầm tĩnh lại, lấy tay vung lên, mang theo một đám thiên nhân tộc hướng phía sau thối lui. Hiển nhiên, hắn không định xoa tay Hỗn Độn tiên linh tộc cùng Tiêu Phàm chiến đấu giữa bọn họ. Hiện trường rất yên tĩnh, không có người mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt đều tề tụ ở Tuyệt trên người. Chỉ chốc lát sau, Tuyệt đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi trống rỗng mà con ngươi đen nhánh, chấn động tâm hồn. Hắn cùng với phía trước khí chất hoàn toàn khác biệt, hắn dường như triệt để hắc hóa. So với phía trước hắn, trở nên càng thêm kinh khủng. Các ngươi, đều đáng chết, Tuyệt đứng chắp tay, trường bào màu đen phần phật, vô tình con ngươi giống như thâm uyên, lạnh lùng đến cực điểm. Sát khí lạnh như băng bành trướng, khinh thường thiên địa, quan sát cổ kim. Hỗn Độn Tổ Vương bọn họ nhìn thấy, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Thời khắc này Tuyệt. Thực sự quá kinh khủng, hoàn toàn biến thành một người khác. Tuyệt hướng phía trước cất bước, vũ trụ đều đang run rẩy. Giờ khắc này, vô tận thần phủ đám người khẩn trương mà sợ hãi. Bảo vệ tốt bàn tử, Tiêu Phàm lại là bước ra một bước, cũng không quay đầu lại để lại một câu nói, xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Đám người nắm đấm nắm chặt, thay Tiêu Phàm lo lắng. Tiêu Phàm, hay là cái kia cái Tiêu Phàm, để người yên tâm, đáng tin cậy. Thế nhưng là, hắn có thể là tuyệt đối thủ sao? Run rế, vội vã chịu chết sao? Thật không biết, chủ thượng vì sao coi trọng như thế ngươi, cố ý dặn dò bản vương giết ngươi. Tuyệt từng bước một tiến lên, trống rỗng ánh mắt tràn đầy miệt thị. Tạp một đầu chó săn mà thôi, vừa vặn ta còn không có làm thịt qua tiên vương cảnh, hôm nay trước hết là giết ngươi tế thiên, một ngày kia, lại làm thịt tạp, còn chưa thiên vạn giới thái bình. Tiêu Phàm đáp lại. Hắn vẫn như cũ cường thế, bá đạo. Tiên vương cảnh lại như thế nào, cũng không phải không có đấu qua. Tuyệt là rất mạnh, nhưng hắn Tiêu Phàm yếu sao? Hắn ngược lại muốn xem, một cái tiểu cảnh giới mà thôi, đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Giết, theo một cái, giết, chữ phun ra, Tiêu Phàm chủ động xuất thủ. Oanh, thiên địa chấn động, Tiêu Phàm một cái đại thủ dò ra, xinh xinh đem một phiến tinh vực nghiền nát, tiên ma động đều đang run rẩy. Đây quả thực là thần uy cái thế, dung chuyển trời đất. Phải biết, hắn giờ phút này vẫn chỉ là chuẩn tiên vương mà thôi, thậm chí ngay cả địa ngục đạo luân hồi ấn thời gian hiệu lực đều đã qua, vẻn vẹn thôi động tu la cửu biến mà thôi. Tuyệt khuôn mặt lạnh lùng, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn đồng dạng dò ra một bàn tay, ngăn giết Tiêu Phàm, dũng mãnh bá khí, kinh thiên động địa. Giờ khắc này, tiên ma động khí tức thiên địa hỗn loạn. Xa xa tinh vân đều kịch liệt rung động, so như tận thế. Tiêu Phàm cùng Tuyệt hai người giao thủ, như thiên địa va chạm, giết thiên địa thất sắc, tổ vương sợ hãi. Lui, đại thần thiên đột nhiên biến sắc. Bởi vì Tiêu Phàm cùng Tuyệt vậy mà hướng về bọn họ vị trí chiến đi qua, hắn ngược lại có thể chống đối, có thể thiên nhân tộc những người khác đâu. Phốc, thế nhưng,
Tiêu Phàm cùng Tuyệt tốc độ quá nhanh, chớp mắt đã áp sát, mấy cái thiên nhân tộc trang nổ tung, huyết vẩy tinh không, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Quỷ dị nhất chính là, cái kia nổ lên mấy cái thiên nhân tộc, vậy mà thật lâu không có phục sinh. Chết, Thiên Phi con người hơi hơi co rụt lại. Nàng biết rõ Tiêu Phàm có được giết chết tổ vương cảnh thủ đoạn, có thể đây chỉ là dư ba a. Đại thần thiên sắc mặt băng hàn đến cực hạn, nhưng hắn tức giận nhất là, Tiêu Phàm cùng Tuyệt không chỉ là vô tình hay là cố ý, lần nữa hướng về bọn họ vị trí đánh tới. Đây là buộc bản thân xuất thủ sao? Đây cũng không phải là đại thần thiên mong muốn, lại chưa từng thấy đến vật mình muốn phía trước, hắn căn bản là không có nghĩ tới liều mạng. Dạng này chém giết, chẳng qua là hy sinh vô ích mà thôi. Giết, Tiêu Phàm cùng Tuyệt đồng thời gầm thét, hai người đại khai đại hợp, tiên đạo khí tức mãnh liệt, giống như thần long giao kích, thiên địa đại hủy diệt. Còn chưa tới gần thiên nhân tộc, liền có mấy cái thiên nhân tộc bị chấn động đến nhục thân vỡ vụn, nhiễm đỏ vũ trụ. Tự tìm cái chết, đại thần thiên nổi điên, lấy tay vung lên, trực tiếp đem thiên nhân tộc ném vào thể nội thế giới, chỉ có Thiên Phi ngoại trừ. Thiên Phi vốn là tiên vương cảnh, cho dù bị dư uy tác động đến, cũng sẽ không chết đi. Theo đại thần thiên gia nhập chiến trường, tinh không càng thêm bạo loạn. Tiêu Phàm một cước đạp bay Tuyệt, một tay cầm Tu La kiếm, quét ngang mà ra, kiếm khí tung hoành ước vạn dặm, kém chút đem đại thần thiên chặn ngang chặt đứt. Đại thần thiên giận tím mặt, Tiêu Phàm dám lấy một chọi hai, đây là muốn chết sao? Không đợi hắn xuất thủ, Tuyệt đột nhiên một chưởng vỗ ở ngực của đại thần thiên nửa người nổ tung, huyết phũ vẩy ra. Các ngươi, đại thần thiên con ngươi co rụt lại, hai người này là cố ý, mục đích chân chính của bọn họ là mình. Lăn, trận chiến này không có quan hệ gì với ngươi, đừng đến vướng chân vướng tay. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, lại một cái tát quất hướng đại thần thiên. Đại thần thiên mặt đều xanh, nếu không phải là các ngươi cố ý đuổi theo người của ta giết, lão tử hiếm có xuất thủ sao? Đại thần thiên nộ khí khó bình, bản thân lại bị chê. Vô tận tuế nguyệt đến nay tâm bình tĩnh dây cung, lần thứ nhất có gợn sóng. Hắn tức giận hướng về Tiêu Phàm, sát khí hiện lên. Lăn, đừng cản đường. Không đợi hắn triệt để bộc phát, Tuyệt một bàn tay đánh ra, thiên địa đại chấn. Đại thần thiên trong lúc vội vàng đưa tay đón đỡ, vẫn như cũ bị chấn động bay ra ngoài. Về phần Tuyệt, lại là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm, hai người lần nữa giết thành một mảnh. Đại thần thiên khóe miệng cuồng rút, sắp tức đến bể phổi rồi. Khinh người quá đáng, hai người này khinh người quá đáng. Bất quá hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, bọn họ cũng không phải là nhắm vào mình, mà là thật vô ý tầm đó làm bị thương thiên nhân tộc tu sĩ, là hắn tự mình đa tình mà thôi. Hơn nữa Tiêu Phàm cùng Tuyệt, cũng vô ý liên thủ ứng phó hắn, thậm chí đều căn bản không có coi hắn là thành hạng nhất đại địch. Bản thân mặc dù chỉ là một bộ phân thân, nhưng thật không có tồn tại cảm giác sao. Đại thần thiên đứng tại chỗ thất thần, gia nhập Tiêu Phàm cùng Tuyệt chiến đoàn không phải, không gia nhập cũng không phải. Độc lập với tinh không, vẻ mặt mê mang. Lần này, đại thần thiên thật thụ đả kích. Đột nhiên, hắn hai mắt đỏ bừng, nội tâm hung ác, bỗng nhiên sát khí nặng nề nhìn về phía xa xa chiến trường. Vô tận thần phủ đám người vì bảo hộ Nam Cung Tiêu Tiêu, toàn lực ngăn trở quỷ ma thần bốn người oanh sát. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy, vô tận thần phủ một phương ở vào thượng phong. Các ngươi giết ta người, ta liền trước làm thịt các ngươi người. Đại thần thiên trong lòng gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên hướng về vô tận thần phủ cùng quỷ ma thần bọn họ đánh tới. Cẩn thận, hoang ma đang cùng quỷ ma thần chém giết, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ đại nguy hiểm tới gần, quay đầu nhìn tới, nhìn thấy đại thần thiên đánh tới, vội vàng hét lớn nhắc nhở đám người. Cùng lúc đó, hắn không chút do dự toàn lực đánh lui quỷ ma thần, nhào về phía đại thần thiên, đồng thời hét to không thôi. Sơ Diệu Vương, Thái Tôn Vương, Long Tiêu Vương, Thái Ương, các ngươi cản bọn họ lại bốn người, những người khác theo ta ứng phó đại thần thiên. Theo hoang ma hét lớn một tiếng, những người khác cũng trong nháy mắt hoán đổi chiến trường, chỉ để lại bốn người ứng phó quỷ ma thần, huyền hoàng, hỗn độn tổ vương cùng khô lâu tổ vương. Mà còn dư lại sáu người, hoang ma, tiêu lâm trần, thí thần, quan tiểu thất, long vũ, ân hạ toàn bộ thẳng hướng đại thần thiên. Oanh, vừa đối mặt công phu, sáu người tất cả đều bị hất bay ra ngoài. Trong miệng phun máu không ngừng. Đánh bay quá trình bên trong, quan tiểu thất kéo căng cung tiễn,
một đạo tiên chi lực mũi tên nộ xạ mà ra, đánh bay đại thần thiên búi tóc. Hắn tóc tai bù xù, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt huyết quang bắn ra, mang theo vô tận lửa giận, lạnh lùng hướng về Quan Tiểu Thất. Quanh người hắn chán phóng vô tận bạch sắc quang hoa, tiên khí mãnh liệt, một đạo lại một đạo, giống như chân tiên đương thời. Chết, đại thần thiên ánh mắt hung ác, cầm trong tay ngân nguyệt loan đao, đạp chân xuống, trong nháy mắt đi tới Quan Tiểu Thất trước người. Ngân mang lóe lên, Quan Tiểu Thất thân thể bị chặn ngang chặt đứt. Nhưng mà, cũng không có bất kỳ cái gì huyết vũ, ngược lại cường hãn sinh mệnh khí thế cuồn cuộn. Linh tộc, đại thần thiên con ngươi co rụt lại, ngay sau đó đột nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn, lấy tay hướng về Quan Tiểu Thất chộp tới. Quan Tiểu Thất nhanh chóng ngưng tụ thân hình, phía sau sinh ra hai cánh, bỗng nhiên mở ra, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, hiểm mà hiểm trốn qua một kiếp. Đại thần thiên dường như thấy được con mồi mỹ vị đồng dạng, kiên nhẫn không bỏ đuổi theo. Hai người trong tinh không lưu lại từng đạo tàn ảnh, lại là trong lúc vô tình không ngừng đến gần tinh vân vị trí. Nhìn ngươi chạy chỗ nào, đại thần thiên cười lạnh, lão hủ để ngươi tìm khắp vạn giới, cũng mới tìm được cỗ này bán linh chi thể, nếu như lấy được ngươi thân thể này. Nói đến đây, đại thần thiên liếm môi một cái, dường như có chút đói khát khó nhịn. Quan Tiểu Thất không chỉ có riêng chỉ là linh tộc, hơn nữa còn là thiên vương cảnh A. Dạng này nhục thân, trong thiên hạ biết bao thưa thớt. Đại thần thiên, ngươi nhớ kỹ, ta nếu không chết, ngày sau tất sát ngươi. Quan Tiểu Thất thần sắc bình tĩnh, lần nữa kéo căng cung tiễn, tiên khí bành trướng, toàn thân bộc phát ra thánh khiết mà tường hòa quang mang. Tay phải buông lỏng, vô cùng vô tận mũi tên mang bắn ra, lít nha lít nhít, bao phủ mỗi một tấc không gian. Đại thần thiên cười lạnh một tiếng, phất tay, một đạo lục giác tinh mang trận đồ hiện lên, che ở trước người hắn. Đương đương, đốm lửa bắn tứ tung, vô số mũi tên rơi vào lục giác tinh mang trận đồ phía trên, lại như mưa rơi xuống. Trong tích tắc, tiên quang bốn phía, sáng chói chói mắt. Đại thần thiên thừa cơ tiến lên, một mực bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, muốn bắt sống Quan Tiểu Thất. Quan Tiểu Thất trong lòng biết không địch lại. Đại thần thiên không hổ là cấp bậc hóa thạch sống lão quái vật, mặc dù chỉ là một bộ phân thân, thực lực bản thân vẫn như cũ bất phàm, sợ là không thua La Thiên Tiên Vương. Mình nếu là rơi vào tay hắn, không có kết cục tốt. Đây thì thôi, nếu như đoạt xá hắn, tới đối phó Tiêu Phàm bọn họ, kia lại nên làm như thế nào? Mắt thấy không thể trốn đi đâu được, Quan Tiểu Thất khẽ cắn môi, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào tinh vân. Hỗn trướng! Đại thần thiên nhìn thấy Quan Tiểu Thất trốn vào tinh vân, lập tức lên cơn giận dữ, xuất thủ càng ngày càng ngoan lệ. Dừng tay, cùng lúc đó, thí thần đuổi tới, không lo được thương thế, bỗng nhiên hóa thành bản thể, nhảy lên mấy chục vạn dặm, há miệng phun ra nuốt vào nhật nguyệt, một ngụm muốn đem đại thần thiên nuốt vào. Đại thần thiên cảm nhận được sau lưng nguy cơ, hốt hoảng tầm đó hướng một bên lóe lên, ngân nguyệt loan đao xẹt qua thương khung, xé ra càn khôn. Bang! Thí thần hung mãnh vùng ra vài chảo, đâm vào ngân nguyệt loan đao phía trên, nhưng vẫn như cũ bị đánh bay mấy bước. Thí thần tổ thú, thấy rõ ràng thí thần bộ dáng, đại thần thiên có chút hãi hùng khiếp vía, ngay sau đó trở nên cười gằn, tiểu tử kia thật đúng là to lớn vận khí, bên cạnh không chỉ có linh tộc, còn có thiên hạ đệ tam thần thú. Đã từng thí thần tổ thú, xác thực xếp hạng thiên hạ đệ tam. Nhưng là, đây chẳng qua là phía trước thí thần tổ thú mà thôi. Bất quá, tất cả những thứ này đều không trọng yếu, ở đại thần thiên xem ra, nếu là có thể hàng phục thí thần tổ thú, đối với mình cũng có lợi ích to lớn. Băng phong thời không, không đợi hắn xuất thủ, Long Vũ đám người toàn bộ chạy tới, vô số hàn băng chi khí từ Long Vũ trên người phát ra, trong nháy mắt phong tỏa ức vạn dặm. Đại thần thiên trên người đông kết thành một tầng thật dày hàn băng, vô tận thời không đều trong nháy mắt bị đông cứng. Băng tộc, đại thần thiên lông mày vặn thành chữ xuyên. Hắn nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, hắn nha, đây đều là quần quái vật gì. Trước có linh tộc, lại có thiên hạ đệ tam thí thần tổ thú, hiện tại lại toát ra cái băng tộc. Cốt giới, mở, đoạn cổ, 3000 nguyên giới, thí tiên, tiên tụng, ân hạ, hoang ma, thí thần, cùng Tiêu Lâm Trần bốn người cũng đồng thời xuất thủ, cấm kỵ chiến pháp tần suất, nhao nhao chém về phía đại thần thiên. Đại thần thiên cảm nhận được mấy người lực lượng, trong mắt vằn vện tia máu, biểu tình dữ tợn. Một sát na này, hắn lại bị giam cầm hoàn toàn động đậy không được.
Một người lực lượng hắn không sợ, hai người lực lượng cũng không để ý. Nhưng là năm người lực lượng, lại là vượt quá hắn cực hạn, nhất là nhìn thấy Tiêu Lâm Trần sau lưng thể chất dị tượng, nội tâm càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Hỗn Nguyên Thánh Thể, Đại Thần Thiên lần thứ nhất trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ cùng hoảng hốt, làm sao có thể, Hỗn Nguyên Thánh Thể không phải diệt tuyệt sao? Đại Thần Thiên không cách nào tránh thoát, gân xanh trên trán giống như tiểu trùng đồng dạng ngọ nguậy, đỏ thắm nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Trần. Hỗn Nguyên Thánh Thể, phảng phất chạm tới hắn cái nào đó cấm kỵ. Là ngươi vô tri, Hỗn Nguyên Thánh Thể, chính là chín đại cổ thể, làm sao đến trong miệng ngươi, liền không tồn tại đây. Tiêu Lâm Trần như nhìn kẻ ngu một dạng nhìn xem Đại Thần Thiên. Những người khác cũng đều là khinh thường, bọn họ cũng đều biết, hoang cổ thời đại, thế nhưng là xuất hiện không ít Hỗn Nguyên Thánh Thể. Chỉ là, những cái này Hỗn Nguyên Thánh Thể đều quỷ dị tử vong cùng biến mất, không có một tôn chân chính trưởng thành mà thôi. Tiêu Lâm Trần chính là Hỗn Nguyên Thánh Thể sự tình, ở Vô Tận Thần Phủ cao tầng bên trong, cũng không phải là cái gì bí mật. Không có khả năng. Thiên số sẽ không cho phép hắn tồn tại. Đại Thần Thiên nhe răng trợn mắt. Hắn nhục thể bị năm người hợp lực phong tỏa, không ngừng ma diệt, tan rã. Đại Thần Thiên, thiên số thụ ân với ngươi, cho dù nó công chính vô tư, nhưng ngươi đại bộ phận yêu cầu, hắn cũng có thỏa mãn với ngươi. Lúc này, Hoàng Ma Lạnh mở miệng cười, đáng tiếc, ngươi quên một sự kiện, cái gì? Đại Thần Thiên mặt âm trầm, nghĩ muốn biết rõ ràng trong đó duyên cớ. Ngươi cho rằng ở thiên số xem ra, thiên số tự thân sự tình trọng yếu, hay là ngươi sự tình trọng yếu? Hoàng Ma nhếch miệng cười nói. Đại Thần Thiên nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch cái gì, sắc bén ánh mắt hướng về Tiêu Lâm Trần, ngươi trừ bỏ là Hỗn Nguyên Thánh Thể bên ngoài, còn có cái gì thể chất đặc thù? Ha ha, đừng nói cho hắn, nhưng hắn cái này phân thân chết không nhắm mắt ha. Hoàng Ma cười to. Nói xong, mấy người tiên tri lực giống như là biển gầm tràn vào. Đại Thần Thiên nhục thân rốt cục không kiên trì nổi, từng khúc sụp đổ, hơn nữa bị đông cứng thành vô số hàn băng, liền phục sinh đều không có hy vọng. Lúc này, một đạo bạch quang phóng lên tận trời, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Mất đi thân thể Đại Thần Thiên, hiển nhiên đã không có đủ La Thiên Tiên Vương cảnh thực lực. Giờ phút này không trốn, chờ đến khi nào, chỉ là, hắn nội tâm cực kỳ không cam. Bản thân tiến tới Tiên Ma Động. Thế nhưng là vì mưu đoạt tiên kinh a. Nhưng tiên kinh hình bóng cũng không thấy, liền bị Vô Tận Thần Phủ một đám tiểu lâu la cho xử lý, cái này khiến hắn làm sao cam tâm. Giết, thí thần trước tiên đuổi theo, đây chính là diệt sát Đại Thần Thiên cơ hội tốt nhất, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Hắn trên người có một đạo luân hồi ấn, tiêu diệt hắn. Hoang Ma hưng phấn giống to. Những người khác nghe vậy, tất cả đều trở nên hưng phấn lên. Luân hồi ấn A, thứ này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tiêu Lâm Trần, Long Vũ cùng Ân Hạ mấy người cũng không chần chờ, điền cuồng truy kích, đánh chó mù đường. Đại Thần Thiên phân thân ôm đầu chuột xuyên, bất quá hắn mặc dù giống như linh hồn chi thể đồng dạng, nhưng tốc độ nhanh đến cực hạn. Chỉ là, đây đối với hắn tiêu hao mà nói rất lớn. Cứ tiếp như thế, cỗ này phân thân vẫn lạc thì cũng thôi đi, còn vô cùng có khả năng mất đi trên người luân hồi ấn. Tiên tổ, đi mau, lúc này, Thiên Phi vọt lên, trước tiên ngăn cản thí thần. Đại Thần Thiên khẽ gật đầu, tốc độ chạy trốn nhanh hơn. Thí thần, ta tới ứng phó nàng, các ngươi tiếp tục đuổi. Hoàng Ma đi tới gần, trước tiên thẳng hướng Thiên Phi, cho thí thần xuất thủ. Thiên Phi nhìn qua truy hướng Đại Thần Thiên thí thần mấy người, cũng không có tiến lên ngăn trở ý tứ, ngược lại như có điều suy nghĩ cùng Hoàng Ma giao chiến cùng một chỗ. Thiên Phi đúng không? Hoang Ma mở miệng, ta không biết rõ ngươi cùng Tiêu Phàm tầm đó có giao dịch gì, nhưng là, Đại Thần Thiên phải chết. Yên tâm, ta đã làm ta có thể làm. Thiên Phi mặt không biểu tình, nhàn nhạt đáp lại một câu, xuất thủ lại là không lưu tình chút nào. Hoang Ma bị giết liên tục bại lui, trong lòng giận mắng không thôi, hắn nha, cái này lão nương môn, khi ra tay không phải bình thường hung ác, cũng chỉ có Tiêu Phàm có thể hàng phục nàng. Thực sự là một đôi cẩu nam nữ. Vậy mà tại tính toán Đại Thần Thiên. Giận mắng thời khắc, Hoang Ma lần nữa bị chấn động bay ra ngoài. Ngươi tất yếu ra tay ác như vậy sao? Hoang Ma tức giận truyền âm nói. Nếu là có thể, ta sẽ không chút do dự giết ngươi. Thiên Phi lạnh lùng đáp lại, không tình cảm chút nào. Tiểu nương môn,
người đối với người nào đều là một bộ vạn năm băng sơn bộ dáng, lại cùng Tiêu Phàm mặt mày hớn hở, các ngươi có phải hay không có một chân? Hoàng Ma cười lạnh, cố ý khích nộ Thiên Phi. Trong mồm chó không mọc ra ngà voi, Thiên Phi sắc mặt càng ngày càng băng lãnh, sát cơ nở rộ. Hoàng Ma thấy thế, nơi nào còn dám cùng nàng chính diện va chạm, nhấc chân liền chạy. Hắn cũng không phải Tiêu Phàm, mặc dù trong thời gian ngắn có thể chống đối Tiên Vương cảnh, nhưng chân chính chiến đấu, vẫn như cũ không phải Tiên Vương cảnh đối thủ. Sâu trong tinh không, Đại Thần Thiên một đường chạy ra, phía sau hiện lên 18 cánh, tốc độ lần thứ hai bạo tăng, trong nháy mắt cùng thí thần bọn họ kéo ra một khoảng cách. Rốt cục, ở trong tầm mắt của hắn, gặp được một đạo máu thịt be bét thân ảnh. Nếu không tử tế quan sát, căn bản không phân biệt được, thân ảnh kia chính là Thánh Thiên Sứ. Thánh Thiên Sứ bị một kiếm gây thương tích, hôn mê bất tỉnh. Đáng tiếc Tiêu Phàm không rảnh rỗi xuất thủ, bằng không mà nói, hắn chỗ nào còn có thể an tĩnh nằm ở chỗ này. Đại Thần Thiên nhìn thấy Thánh Thiên Sứ, trong mắt lóe lên một vòng chờ mong chi quang, 18 dương cánh động, trong nháy mắt chui vào Thánh Thiên Sứ mi tâm. Sau một khắc, Thánh Thiên Sứ đứng dậy, cả người thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ, huyết sắc bạch bào lay động, lần nữa trở nên thánh khiết hoàn mỹ. Đuổi tới thí thần mấy người nhìn thấy một màn này, sắc mặt trầm xuống. Đại Thần Thiên vậy mà đoạt xá Thánh Thiên Sứ. Phải biết, Thánh Thiên Sứ thế nhưng là Tiên Vương cảnh a. Hắn đoạt xá Thiên Linh Vương cái này phổ thông tổ vương, cũng có La Thiên Tiên Vương chiến lực, cái kia đoạt xá một cái Hồng Trần Tiên Vương, còn đến mức nào? Không đúng, hắn khí tức làm sao yếu như vậy? Thí thần nghẹo đầu trầm tư. Bởi vì hắn chỉ có đoạt xá linh thể, mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh mẽ, hắn hiện tại, tối đa cũng chính là tương đương với Thánh Thiên Sứ toàn thịnh thời kỳ mà thôi. Tiêu Lâm Trần nhìn ra mánh khóe, dương mắt lạnh lẽo Thánh Thiên Sứ. Dù vậy, giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Thánh Thiên Sứ, không, chuẩn xác mà nói là Đại Thần Thiên lạnh như băng mở miệng. Hắn toàn thân tiên khí bành trướng, tinh không chấn động, phía sau 16 cánh hiện lên, tản ra thánh khiết mà tường hòa quang mang. Tiêu Lâm Trần đám người dùng mình. Đúng vậy a, Đại Thần Thiên cùng Thánh Thiên Sứ cho dù có được đồng dạng tu vi, đó cũng là hoàn toàn khác biệt a. Đại Thần Thiên thủ đoạn, tuyệt đối không phải Thánh Thiên Sứ có thể so sánh. Trong lúc nhất thời, Tiêu Lâm Trần bốn người đề phòng tới cực điểm. Tiểu tử, người trừ bỏ là Hỗn Nguyên Thánh Thể, còn có gì đặc biệt? Đại Thần Thiên không có lập tức xuất thủ, hắn rất ngạc nhiên, Tiêu Lâm Trần đến cùng còn có bí mật gì? Ngươi đoán, Tiêu Lâm Trần cười lạnh. Đại Thần Thiên nội tâm giống như ngàn vạn con kiến gặm nuốt, khó chịu đến cực điểm, trầm tư nửa ngày mới nói, ngươi là Thiên Đố chi nhân. Tiêu Lâm Trần mặt không biểu tình, nội tâm lại là kinh ngạc. Đại Thần Thiên ngưu bức như vậy, một lần liền đoán được. Phải biết, đột phá tổ vương cảnh, hắn linh nhục hợp nhất, đã không có mệnh cách. Chỉ có Thiên Đố chi nhân, thiên số mới sẽ không để ý ngươi là Hỗn Nguyên Thánh Thể, bởi vì nó quy tắc so ta nhân tình càng trọng yếu hơn. Đại Thần Thiên cẩn thận phân tích, đột nhiên lại cau mày, thấp giọng tự nói, không đúng, ngươi nếu là Thiên Đố chi nhân, thiên số cái thứ nhất không buông tha ngươi, căn bản là không có cách trưởng thành. Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút phát cuồng, nói, người rốt cuộc là cái gì? Muốn chiến liền chiến, Tiêu Lâm Trần quát lạnh một tiếng, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Mấu chốt hắn cũng không có cái gì có thể nói, bản thân trừ bỏ Hỗn Nguyên Thánh Thể bên ngoài, chính là Thiên Đố chi nhân a. Người đều đoán được, có thể chính ngươi không tin, ta nói ra, ngươi còn tưởng rằng ta gạt ngươi chứ? Luôn có ngươi nói thời điểm, Đại Thần Thiên toàn thân bỗng chán phóng nhức mắt bạch sắc quang hoa. Dò ra một bàn tay, hướng về Tiêu Lâm Trần chộp tới. Hắn nghĩ muốn bắt sống Tiêu Lâm Trần. Giết, thí thần, ân hạ, Long Vũ làm sao biết nhường hắn đạt được, ba người cùng Tiêu Lâm Trần đồng thời xuất thủ, nhưng bốn người liên thủ, lại bị bàn tay kia đánh bay ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ bốc lên, tiên thể đều kém chút bị đập nát. Đại Thần Thiên lấn người mà tiến, chuẩn bị lần nữa động thủ. Nhưng mà cũng vào lúc này, thiên địa rung động ầm ầm. Sâu trong vũ trụ, một cỗ lớn khủng bố khí tức kích xạ mà tới. Đại Thần Thiên bỗng nhiên ngừng thân hình, nhìn xem sâu trong vũ trụ có vô số hắc điểm không ngừng tới gần, không chỉ có nhíu mày. Tiêu Lâm Trần bốn người, càng là cảm giác tê cả da đầu. Thứ gì, thí thần khôi phục hình người, trợn to hai mắt, bờ môi đều có chút run lên. Phải biết,
dù cho đối mặt đại thần thiên cùng tuyệt, hắn cũng không có sợ hãi chút nào a. Thiếu Khuynh, những cái kia hắc điểm không ngừng tới gần, bọn họ rốt cục thấy rõ đó là vật gì. Đó lại là nguyên một đám đủ mọi màu sắc bọt khí, không, chuẩn xác mà nói không phải bọt khí, mà là hình tròn quái vật. Bởi vì bọn chúng có mắt, cũng có miệng, xa xa nhìn tới, giống như từng trương khóc tang mặt. Đó cũng không phải khiến người sợ hãi sự tình, để cho bọn họ tâm hàn là, những quái vật này, vậy mà tản ra cường đại sinh cơ cùng khí tức. Khư tộc, đại thần thiên cũng nhịn không được hít một hơi lạnh, cũng không lo được xoắn suýt Tiêu Lâm Trần bí mật, quay người liền trốn. Khư tộc, thí thần bốn người sắc mặt đại biến, trước đó bọn họ gặp được 6 đầu khư tộc, liền đại chiến một trận. Nếu không phải Tiêu Phàm giết chết bọn họ đều chưa hẳn là đối thủ. Nhưng hiện tại, vậy mà xuất hiện một đám. Không, đâu chỉ một đám, quả thực che khuất bầu trời, phủ đầy toàn bộ vũ trụ tinh không. Số lượng này, nhiều để người tuyệt vọng. Khó trách đại thần thiên không cần suy nghĩ, xoay người bỏ chạy. Đi, Ân Hạ cuối cùng tâm tính mạnh hơn rất nhiều, rất nhanh lấy lại tinh thần, quay người liền hướng Nam Cung Tiêu Tiêu vị trí bay đi. Hoang Ma, nhanh, mang theo bọn họ tiến vào tinh vân. Sâu trong tinh không, Tiêu Phàm hét lớn không thôi. Hoang Ma cùng quỷ ma thần trong nháy mắt ngừng chiến, tất cả đều nhấc chân chạy. Bọn hắn giờ phút này, chỗ nào còn nhớ được nhiều như vậy, đào mệnh quan trọng, đối mặt nhiều như vậy khư tộc, lưu ở nơi đây, tuyệt đối là một con đường chết. Hoang Ma một đoàn người mang theo Nam Cung Tiêu Tiêu, cấp tốc phóng tới tinh vân. Mặc dù tinh vân cũng là cực kỳ nguy hiểm địa phương, nhưng là so với khư tộc đàn, xem như đất an toàn. Lưu lại nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà tiến vào tinh vân, còn có một chút hy vọng sống. Rất nhanh, mấy người liền chạy đến tinh vân bên ngoài, Hoang Ma một nhóm vội vàng ngừng thân hình, quay đầu nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Tiêu Phàm cùng Tuyệt, như trước đang đại chiến kịch liệt, chiến thiên băng địa liệt, hỗn độn khí quét sạch ức vạn dặm. Cha, lão đại, Tiêu Phàm, đám người hét lớn, tất cả đều lộ ra lo lắng. Bọn họ cũng đều biết khư tộc khủng bố, nếu như cái này ức vạn khư tộc tất cả đều biến thành Tiêu Phàm, đó là kinh khủng dường nào sự tình. Toàn bộ tiên ma giới, đoán chừng đều phải đại loạn không thể. Hô, đột nhiên, Tiêu Phàm từ hỗn độn khí hải bên trong sông ra, cấp tốc hướng về tinh vân bắn đi. Nhưng hắn bất ngờ, Tuyệt vậy mà cũng đang trốn chạy. Tuyệt không phải tiên thuộc hạ sao? Theo lý thuyết, hắn cũng là khư tộc A. Những cái này khư tộc không phải đồng loại của hắn sao, hắn vì sao muốn chạy? Nhưng sự thật chính là như thế, Tuyệt cơ hồ liền bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra, so với hắn, tốc độ chỉ nhanh không chậm. Tiêu Phàm có thể nhìn ra, Tuyệt dường như rất sợ hãi bị khư tộc vây công. Các ngươi trước tiến vào, Tiêu Phàm để lại một câu nói, bỗng quay đầu hướng về Tuyệt đánh giết đi. Cút ngay, Tuyệt nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ ngăn giết bản thân, trở nên có chút điên cuồng. Toàn thân tiên chi lực bành trướng, bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí tức, ngập trời tiên vụ tràn ngập, xé rách thiên vũ. Như thế cảnh tượng, rung động tất cả mọi người. Tiêu Phàm bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn càng ngày càng xác định, Tuyệt thật đang sợ khư tộc. Hắn mặc dù là khư tộc, nhưng cùng trước mắt những cái này khư tộc hiển nhiên không phải cùng một loại. Trầm ngâm thời khắc, Tuyệt thừa cơ vòng qua Tiêu Phàm, trước tiên xông vào tinh vân. Tiêu Phàm cũng không dám trễ nãi, lách mình xuất hiện ở Hoang Ma bọn họ bên cạnh, mang theo rốt cục bước vào tinh vân. Lại tiến vào tinh vân một sát na kia, trước mắt mọi người cảnh sắc bỗng đại biến. Bọn họ vị trí, đồng dạng là một chỗ cuồn cuộn vô ngần vũ trụ, một cái nhìn không tới cuối cùng. Tinh không, vô số tinh quang loạn xạ, còn như thiên ngoại phi tiên, mang theo lực lượng hủy diệt, phá hủy tất cả, nghiền nát tất cả. Càng đi chỗ sâu, tinh quang càng thịnh. Xuyên thấu qua vô số tinh quang, lờ mờ có thể nhìn thấy, cuối cùng có một mảnh hắc sắc vầng sáng. Tiên khư cổ địa, lão đại, các ngươi nhìn, thí thần đột nhiên chỉ hậu phương cả kinh kêu lên. Đám người không hẹn mà cùng nhìn tới, lại là nhìn thấy sau lưng có một đạo trong suốt sáng trưng màn nước, nhộn nhạo sóng ánh sáng, có thể thấy rõ ràng đối diện tất cả. Màn nước bên ngoài, khắp nơi đều là khư tộc, bọn chúng mất đi mục tiêu. Phát ra trận trận tiếng kêu chói tai. Tiêu Phàm bọn họ nhìn ra tê cả da đầu, hoàn hảo những cái này khư thú vào không được, bằng không là phiền phức ngập trời. Bọn họ nghĩ không hiểu, nhiều như vậy khư thú,
là đột nhiên từ nơi nào nhô ra. Một đường đi tới, bọn họ mặc dù gặp được vài đầu, nhưng cùng trước mắt số lượng so sánh, hoàn toàn có thể không đáng kể. Đáng tiếc, cái này căn bản chính là một cái không hiểu bí ẩn. Tiêu Phàm bình tĩnh suy nghĩ, quét mắt bốn phía, lại là không thấy Tuyệt Cùng Đại Thần Thiên thân ảnh của bọn hắn, không khỏi nhíu mày. Các ngươi nói, Tuyệt vì sao sẽ sợ hãi khư thú? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Đúng vậy a, Tuyệt theo lý thuyết là tạp thuộc hạ, cũng hẳn là tạp từ tiên ma động mang đi ra ngoài khư tộc. Thí thần cũng là cực kỳ không hiểu. Đám người lộ ra vẻ trầm tư. Ngược lại là Hoang Ma há miệng muốn nói, lại không biết làm sao mở miệng. Hoang Ma, ngươi biết cái gì? Tiêu Phàm hỏi. Hoang Ma trầm ngâm mấy tức, nói, hẳn là cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc có quan hệ. A, tất cả mọi người hứng thú. Ngươi cùng Tuyệt đại chiến, liền không có cảm thấy nó cùng với những cái khác khư thú khác biệt sao? Hoang Ma cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Ngược lại là có loại này cảm giác, Tiêu Phàm cau mày, nói trước đó giết chết khư thú, toàn bộ đều là từ một loại thuần túy năng lượng tạo thành. Mà khư, lại có được chân chính thực thể. Hoang Ma gật đầu nói, chúng ta vừa rồi nhìn thấy Tuyệt, kỳ thật không phải chân chính hắn, mà là hắn khống chế một cái Hỗn Độn Tiên Linh tộc cường giả, hoặc có lẽ là đoạt xá. Đoạt xá người khác khư tộc, có bình thường sinh linh một dạng tiềm lực trưởng thành, nhưng là, nó sẽ mất đi năng lực của tự thân. Nói cách khác, Tuyệt không cách nào thi triển nhiều loại bản nguyên chi lực. Người ý tứ là, khư tộc trưởng thành cùng với những cái khác sinh linh khác biệt. Tiêu Phàm trong nháy mắt bắt được điểm mấu chốt, có lẽ, đây mới là Tuyệt e ngại khư tộc nguyên nhân thực sự. Đương nhiên, Hoang Ma không chút nghĩ ngợi trả lời. Chỉ màn nước bên ngoài khư thú nói, các ngươi không phát hiện sao, những cái này khư thú, căn bản cũng không có linh trí, chỉ biết giết chóc, thậm chí đều căn bản là không có cách thi triển khư thú năng lực. Đám người nghe vậy, tử tế quan sát lấy bên ngoài nổi điên khư thú, phát hiện thật đúng là chuyện như thế. Xác thực như thế, trước đó gặp mấy đầu kia khư thú, mặc dù cũng là ánh mắt đờ đẫn, nhưng là cùng những cái này khư thú đã có rõ ràng khác nhau. Long Vũ ngạc nhiên nói. Vậy mà không có nửa điểm sợ bộ dáng. Đám người cổ quái nhìn xem Long Vũ, nữ nhân đều như vậy tâm lớn sao? Cụ thể ta không biết, nhưng nhân hoàng bọn họ đã từng quan sát qua, trước mắt những quái vật này, vẻn vẹn chỉ là khư thú, mà không tính là chân chính khư tộc. Nhưng là, cho dù là khư tộc, cũng vô pháp điều khiển không có lý trí khư thú, nếu như gặp gỡ khư thú, một hai đầu bọn họ không dùng e ngại. Nhưng là một đám. Bọn họ cũng đồng dạng sẽ bị khư thú giết chết. Thậm chí, khư tộc bởi vì là khư thú thuế biến mà thành, trên người vẫn như cũ có khư thú khí tức, những cái kia khư thú sẽ nghĩ lầm, khư tộc giết bọn hắn đồng loại, sẽ càng thêm nổi giận. Hoang Ma giải thích nói. Tiêu Phàm đám người một bộ sáng tỏ thông suốt dáng vẻ, khó trách Tuyệt sợ hãi như vậy khư thú. Nếu là bị khư thú vây công, tất nhiên trở thành trọng điểm chiêu đãi đối tượng. Hoang Ma tiền bối. Khư thú rốt cuộc là như thế nào? Thí thần nhịn không được hỏi, dù cho hắn truyền thừa trí nhớ, cũng không có nửa điểm liên quan tới khư thú tin tức. Những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò, kinh khủng như vậy chủng tộc, nếu là xuất hiện ở tiên ma giới, còn đến mức nào? Cho dù chư thiên vạn giới cộng lại, cũng tuyệt không phải khư thú đối thủ. Hoang Ma lắc đầu cười khổ, ta làm sao biết, nhân hoàng tiền bối bọn họ xem như biết rõ nhiều nhất. Bọn họ cũng là ở trong tiên ma động mới phát hiện khư thú. Bất quá có thể khẳng định là, khư thú xuất hiện, tuyệt đối là ở tiên cổ thời đại trước đó. Đáng tiếc, thời đại kia, Hỗn Độn Tiên Linh tộc đều tỉnh tỉnh mê mê, ai nào biết khư thú lai lịch đây? Có lẽ, từ tiên khư cổ địa, có thể tìm được đáp án. Tiêu Phàm đem mọi người suy nghĩ một lần nữa kéo lại. Mấu chốt là, tiên khư cổ địa chưa hẳn tồn tại a. Hoang Ma cho Tiêu Phàm tưới một chậu nước lạnh. Từ xưa đến nay, tiên ma động đều chỉ mở ra hai lần, căn bản là không có người đến qua tiên khư cổ địa. Cái gọi là tiên khư cổ địa, cũng chỉ là nhân hoàng bọn hắn suy đoán mà thôi. Nơi đó, có lẽ ẩn giấu đi tiên ma giới trung cực bí mật. Bất quá, người muốn nói, trên đời nếu như ai biết đáp án này mà nói, ngược lại là có một người như thế. Hoang Ma cuối cùng lại bổ sung một câu. Ai? Đám người miệng đồng thanh hỏi. Chẳng lẽ, còn có người so Hỗn Độn Tiên Linh tộc sống được lâu hay sao? Cương tộc chi chủ, Hoang Ma thở sâu, từng chữ nói ra phun ra mấy chữ, hơn nữa cũng không phải là danh tự,
chỉ là cũng danh hiệu mà thôi. Bởi vì trong thiên hạ, chưa từng có người nào biết rõ cương tộc chi chủ danh tự. Dù cho nhân hoàng bọn họ, cũng cùng cương tộc chi chủ chưa từng có bất luận cái gì gặp nhau. Một lần duy nhất gặp mặt, chính là tiên ma giới sắp hủy diệt thời khắc, cương tộc chi chủ dẫn đầu cương tộc xuất hiện, ngăn trở tạp. Bằng không mà nói, tiên ma giới đã sớm hủy diệt, chỗ nào còn sẽ có hiện tại. Sau đó, hỗn độn tiên linh tộc cùng tạp thuộc hạ bị đánh lui, cương tộc chi chủ cùng cương tộc toàn bộ biến mất. Nếu không phải nhân hoàng bọn họ để người ghi chép, có lẽ căn bản không người nào biết trên đời còn có một cái như vậy chủng tộc. Cương tộc quá mức cổ lão, người đời đối với hắn biết rất ít. Hoang ma thở dài, bất quá, muốn nói có ai không sợ khư thú, sợ cũng chỉ có cương tộc. Cương tộc không sợ khư thú. Đám người kinh ngạc, bát quái chi tâm thiêu đốt. Ngay cả Tiêu Phàm đều hứng thú, đây có lẽ là ứng phó khư thú phương pháp duy nhất, chỉ là không biết có thể tham khảo. Các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Hoang ma nhìn ra đám người tâm tư, cương tộc hết sức đặc thù, bọn họ tuy có nhục thân, nhưng là thi thể, bọn họ tuy có linh trí, lại không có linh hồn. Khư thú cũng không phải là sợ cương tộc, mà là ghét bỏ, các ngươi không nghe lầm, khư thú chính là ghét bỏ, căn bản sẽ không thôn phệ bọn họ. Đám người lộ ra vẻ cổ quái, bị người ghét bỏ vẫn còn có chỗ tốt như vậy. Hoang ma, người câu chuyện này biên không đúng sao? Tiêu Phàm là giỏi về suy nghĩ người, không chỉ có riêng nghe hoang ma kể rõ mà thôi, ngay cả nhân hoàng bọn họ đều không cùng cương tộc đánh qua bàn giao, người lại là làm thế nào biết cương tộc không sợ khư thú? Đám người giật mình, đúng vậy à, hoang ma lại là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ gia hỏa này cùng cương tộc có cái gì sâu xa? Đừng nhìn ta như vậy, ta theo cương tộc không có chút quan hệ nào. Hoang ma liền vội vàng khoát tay nói, cha ta nói cho ta, hắn cùng người hoàng một nhóm, ban đầu ở tiên ma động nhìn thấy qua một cái cương tộc. Hơn nữa, lúc ấy cũng xuất hiện khư thú triều, nhưng là cái kia cương tộc lại mạnh mẽ xông thẳng, tất cả khư thú nhượng bộ lui binh. Tiêu Phàm nửa tin nửa ngờ, trong lòng lại là suy tư. Cương tộc vậy mà cũng từng tiến vào tiên ma động, hay là nói, cương tộc vốn là tiên ma động bên trong đản sinh đây. Vấn đề này rất trọng yếu, quan hệ cương tộc đến cùng là địch hay bạn. Đi, Tiêu Phàm thở sâu, không còn xoắn suýt vấn đề này, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía tinh vân chỗ sâu. Đám người nín thở ngưng thần, bọn họ hiện tại vị trí xem như một cái khu vực an toàn, sáng lạng tinh quang cực kỳ thưa thớt. Nhưng càng là xâm nhập, tinh quang càng nhiều. Một khi bị đánh trúng, tuyệt đối chịu không nổi. Bọn họ rất có loại vừa mới trốn qua hổ khẩu, lại tiến vào lang huyệt cảm giác. À, ta làm sao không cách nào mở ra thể nội thế giới. Đột nhiên, Tiêu Lâm Trần một tiếng thấp giọng hô, hắn còn nghĩ đem Nam Cung Tiêu Tiêu thu nhập thể nội thế giới, dạng này an toàn hơn. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, thể nội thế giới vậy mà phảng phất hoàn toàn không tồn tại. Nơi này siêu thoát tiên ma giới phạm trù. Quy tắc bất đồng. Hoàng ma lúc này mới nhắc nhở, nơi này duy nhất có thể cảm ứng được, chỉ có bản nguyên chi lực. Mọi người cần phải cẩn thận, những cái này tinh quang sẽ làm bị thương bản nguyên đại đạo. Một cái thế giới khác quy tắc, Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại. Làm một cái xuyên Việt nhân sĩ, hắn một chút cũng không hoài nghi, vũ trụ, còn có không ít giống tiên ma giới vị trí vũ trụ một dạng địa phương. Có lẽ, tiên ma giới vị trí vũ trụ, chỉ là trong đó một cái mà thôi. Đương nhiên, hắn chỉ là suy nghĩ một chút, cũng sẽ không nói ra. Cẩn thận, đột nhiên, Long Vũ quát khẽ một tiếng. Chỉ thấy phía trước đột nhiên trống rỗng xuất hiện vô số tinh quang, hướng về bọn họ kích xạ mà đến, tốc độ nhanh chóng. Làm cho người giận sôi. Đám người đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là có hai người bị thương. Thí thần, Thái Ương, các ngươi làm sao? Tiêu Phàm cau mày nhìn xem bị tinh quang đánh trúng hai người. Rất nóng, thí thần thở sâu, nhìn mình chảy máu cánh tay, trầm giọng nói, hơn nữa, ta bản nguyên đại đạo bị đánh xuyên một đường vết rách. Ta cũng vậy, Thái Ương sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, không chỉ có như thế, cái kia tinh quang giống như hỏa diễm đồng dạng, có thể đốt cháy ta bản nguyên đại đạo. Tê đám người nghe vậy, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Có thể đốt cháy bản nguyên đại đạo, nếu như bản nguyên đại đạo bị đốt không thấy, bọn họ rơi xuống nghịch thiên chi cảnh. Còn có cơ hội sống sót sao? Đám người cau mày, mỗi người trong lòng đều có vẻ lo lắng bao phủ. Tổ vương cảnh chỗ dựa lớn nhất là cái gì, không hề nghi ngờ, chính là bản nguyên đại đạo A.
chỉ cần bản nguyên đại đạo bất diệt, liền có thể bất tử. Nhưng cái này tinh quang lại có thể thương tới bản nguyên đại đạo, cái này khiến bọn họ làm sao không sợ hãi. Nơi này được xưng là tổ vương táng thổ, tự nhiên có đạo lý của nó. Hoang ma thở sâu, nếu có người không kiên trì nổi, nhất định phải nói ra, không thể tiếp tục đi tới. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, hắn mang theo đám người tiến đến, mặc dù biết bốc lên nguy hiểm cực lớn, nhưng cũng không phải cố ý đi tìm cái chết. Hắn hy vọng, mang bao nhiêu người đến, liền mang bao nhiêu người rời đi, một cái cũng không thể thiếu. Nơi đây tinh quang dày đặc như vậy, là chân chính khảo nghiệm một người thực chiến tài nghệ thời điểm. Mặc cho người thân pháp làm sao quỷ dị, tốc độ làm sao nhanh chóng, có thể nghĩ muốn nhanh qua tinh quang, hết sức khó khăn. Sợ cái gì, lúc trước nhân hoàng bọn họ, không phải đi đến cuối con đường sao? Thí thần ánh mắt kiên định, cũng không có ý tứ buông tha. Nhân hoàng tiền bối cùng cha ta bọn họ, không có đến cuối cùng. Hoang ma cười khổ nói, linh hoàng ngẫu nhiên lấy được tiên kinh về sau, bọn họ liền rời đi, không có tiếp tục thâm nhập sâu. Cho nên, tinh vân cuối cùng đến cùng có cái gì, ai cũng không biết, chúng ta không biết, nhưng có một người khẳng định biết rõ. Tiêu Phàm híp hai mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Ai, tuyệt, Tiêu Phàm thần sắc nghiêm nghị, nói tiên là từ tiên ma động đi ra, lần này để bọn hắn vào, nhất định là có mưu đồ, tất nhiên hắn để tuyệt dẫn đội, nhất định sẽ đem tình huống nơi này nói cho tuyệt. Thế nhưng là, cũng không phải liền hỗn độn thần lôi hải đều gây khó dễ sao. Đám người có chút không tin. Đó là bởi vì hỗn độn thần lôi hải trở nên cùng tạp nhìn thấy thời điểm bất đồng. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Đám người nhìn tới, lại là nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu mở hai mắt ra, bỗng nhiên đứng lên. Lão nhị, người đã tỉnh, Tiêu Phàm hơi hơi kích động nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu, chúc mừng. Nam Cung Tiêu Tiêu mỉm cười, ánh mắt quét mắt tứ phương, tựa như đang tìm cái gì. Lão Tam, tiểu thất đây, Nam Cung Tiêu Tiêu nụ cười cứng đờ. Tiểu ngũ đây, Tiêu Phàm cũng lúc này mới phát hiện, quan tiểu thất vậy mà không ở nơi này. Cha, tiểu thất thúc bị đại thần thiên truy sát, hắn bị ép chạy đến vào tinh vân. Tiêu Lâm Trần liền vội vàng giải thích nói, trước đó chỉ muốn chạy trốn, lại là quên việc này. Một mình hắn chạy đến, Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi, nhìn thấy Tiêu Lâm Trần gật gật đầu, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy thì không có sao. Ngay sau đó hắn lông mày nhíu lại. Trầm giọng nói, bất quá, chúng ta có thể đi bao xa, còn phải nhìn tiểu thất. Tiểu ngũ, Tiêu Phàm kinh ngạc, vẻ mặt kinh ngạc, còn cho rằng mình nghe lầm. Những người khác cũng là nghi hoặc không thôi, quan tiểu thất chỉ bất quá vừa mới đột phá thiên vương cảnh mà thôi, ở đây người bên trong, quan tiểu thất thực lực căn bản không có chỗ xếp hạng. Hắn lại làm sao có thể mang theo đám người xâm nhập đây? Oanh, đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị hỏi thăm thời khắc. Phía trước đột nhiên truyền đến một trận chiến đấu kịch liệt tiếng. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Bọn họ ở trong này tự vệ cũng thành vấn đề, nơi nào còn có tinh lực chiến đấu. Một khi bị mảng lớn tinh quang quét chúng, còn không phải lành lạnh. Đi qua nhìn một chút, Nam Cung Tiêu Tiêu dường như nghĩ tới điều gì, đoan cơ quyết đoán, lập tức tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng tránh né tinh quang tiến lên. Tiêu Phàm bọn họ đi theo, Thiếu Khuynh. Hai đạo bóng người lập tức xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Tiểu ngũ, thánh thiên sứ, đám người vừa mừng vừa sợ, mừng chính là quan tiểu thất còn sống, sợ chính là thánh thiên sứ cũng ở nơi đây. Tự tìm cái chết, Tiêu Phàm không chút do dự rút kiếm giết ra. Thánh thiên sứ cường đại, hắn nhưng là thấu hiểu rất rõ, quan tiểu thất ở đâu là hắn đối thủ. Lão Tam, chờ chút, Nam Cung Tiêu Tiêu liền vội vàng kéo Tiêu Phàm, người xem một chút thế cục. Thế cục. Tiêu Phàm kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy thánh thiên sứ máu me khắp người, tóc rối tung, sau lưng 16 cánh tàn phá không chịu nổi, máu me đầm đìa. Trái lại quan tiểu thất, nơi nào có nửa điểm bị thương bộ dáng. Hắn không phải thánh thiên sứ, hắn là đại thần thiên. Tiêu Lâm Trần quát khẽ nói. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu vẻ mặt không hiểu, Tiêu Lâm Trần vội vàng đem diệt thiên linh vương nhục thân. Làm cho đại thần thiên chiếm cứ thánh thiên sứ thân thể sự tình nói một lần. Tiêu Phàm không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, âm thầm cho mọi người giơ ngón tay cái lên. Nếu như ở ngoại giới, tiểu thất cũng không phải đại thần thiên đối thủ, nhưng là ở trong này, thì chưa chắc. Nam Cung Tiêu Tiêu cười nói. Hỗn trướng, đang lúc Tiêu Phàm bọn họ chuẩn bị hỏi thăm thời khắc,
lại là nhìn thấy đại thần thiên nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu liền chạy. Quan tiểu thất ngược lại là không có truy kích, mà là nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí bay vụt mà đến. Cẩn thận, Tiêu Phàm nhìn thấy quan tiểu thất mạnh mẽ đâm tới, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Tinh quang khủng bố, bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Quan tiểu thất vậy mà xông ngang đánh thẳng xông tới, nếu như bị tinh quang quét trúng, bản nguyên đại đạo thủ đoạn, cái kia có thể gặp phiền toái. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm đám người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Phốc phốc, chỉ thấy mấy chục đạo tinh quang trong nháy mắt xuyên qua quan tiểu thất thân thể, quỷ dị chính là, hắn thân thể không có nửa điểm dị dạng, liền một cái vết thương đều không có. Làm sao sẽ, đám người không hiểu kinh hãi nhìn xem quan tiểu thất. Cái này ở vô tận thần phủ cho tới bây giờ không thế nào thu hút người, lại có thể không nhìn tinh quang tồn tại. Tiểu ngũ, người bản nguyên đại đạo, Tiêu Phàm lo lắng hỏi. Ta bản nguyên đại đạo thế nào? Quan tiểu thất vẻ mặt mộng bức cùng kinh ngạc, thấp giọng mắng, đáng chết thánh thiên sứ, đã vậy còn quá yếu, sớm biết như vậy, tại bên ngoài nên giết hắn. Tại bên ngoài, người có thể diệt không được hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu cười nói. Lão nhị, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm nhịn không được hỏi trong lòng nghi ngờ. Quan tiểu thất rõ ràng bị tinh quang xuyên qua, làm sao một chút sự tình đều không có. Thánh thiên sứ, không, đại thần thiên phân thân dù sao cũng là tiên vương cảnh A, hơn nữa còn là la thiên tiên vương, thậm chí ngay cả quan tiểu thất đều đánh không lại. Bởi vì tiểu thất là linh tộc, Nam Cung Tiêu Tiêu cười nói. Linh tộc mặc dù đặc thù, nhưng là cũng không khả năng không nhìn tinh quang A, bằng không, lúc trước linh hoàng bọn họ hoàn toàn có thể tùy tiện xuyên qua tinh vân. Hoàng ma có chút không tin, dường như chạm tới kiến thức của hắn điểm mù. Lúc trước linh hoàng, cùng bây giờ linh tộc, là không giống nhau. Nam Cung Tiêu Tiêu cười thần bí. Ngươi là nói tiên kinh, hoàng ma đầu ngược lại là chuyển rất nhanh, trong nháy mắt nghĩ tới điểm mấu chốt. Không sai. Nam Cung Tiêu Tiêu khẳng định hoang ma phỏng đoán, linh hoàng lấy được tiên kinh, mặc dù vẫn lạc, nhưng là hắn huyết mạch lại truyền thừa xuống tới. Các ngươi cũng đừng quên, linh hoàng tiên kinh là ở đâu lấy được, chính là chỗ này, truyền thuyết chân tiên huyết dịch biến thành tinh vân. Đám người thở sâu, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Tiên kinh vậy mà như thế cường đại, có thể ảnh hưởng đến vô tận tuế nguyệt về sau đời sau. Không chỉ có như thế. Linh tộc tu luyện chính là sinh mệnh bản nguyên, cho dù bị tinh quang đánh trúng, cũng không đả thương được căn bản. Nam Cung Tiêu Tiêu lại bổ sung một câu. Khó trách đại thần thiên muốn đoạt xá tiểu thất thúc, nguyên lai linh tộc còn có mạnh mẽ như vậy một mặt. Tiêu Lâm Trần kinh ngạc nói, những người khác cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, hắn biết rõ linh tộc bất phàm, có chỗ độc đáo của nó, nhưng là, linh tộc có thể đột phá tổ vương cảnh, cực kỳ thưa thớt. Dù sao, linh tộc thế nhưng là bị tạp nguyền rủa qua. Tiếp đó, có quan tiểu thất dẫn đường, Tiêu Phàm một nhóm tốc độ nhanh rất nhiều. Mấy canh giờ về sau, đám người lần nữa ngừng lại, thật sự là tinh quang quá dày đặc, cho dù quan tiểu thất thân thể biến lớn, cũng bảo hộ không được tất cả mọi người. Loạn xạ tinh quang không có quy luật chút nào có thể nói, những người khác cũng không có quan tiểu thất sức thừa nhận. Nhân số càng nhiều, ở trong này ngược lại trở thành thế yếu. Không thể tiếp tục đi tới. Hoang ma thở sâu, hắn nhưng là chuẩn tiên vương, đều cảm nhận được áp lực lớn lao, lại càng không cần phải nói thí thần cùng Long Vũ trở vừa mới đột phá thiên vương cảnh. Nơi này không sai biệt lắm. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên cười nói, tiểu thất, người bản nguyên đại đạo phải chăng có biến hóa? Ách, quan tiểu thất không hiểu, bất quá vẫn là quan sát một lần bản nguyên đại đạo. Sau một khắc, hắn không khỏi trừng lớn hai mắt, ta bản nguyên đại đạo đột phá ngàn mét rộng. Ngàn mét rộng, đám người kinh hãi. Phải biết, thiên vương cảnh bản nguyên đại đạo chiều dài cũng mới vài trăm mét, bình thường mà nói, bản nguyên đại đạo độ rộng là so ra kém chiều dài. Giống bọn họ loại này vừa mới đột phá thiên vương cảnh người, bản nguyên đại đạo độ rộng càng là chỉ có vài chục mét. Nhưng hiện tại, quan tiểu thất bản nguyên đại đạo vậy mà đạt đến ngàn mét, nếu như đám người làm sao không sợ hãi. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, trong đầu lại là rơi vào trầm tư. Lão nhân coi mộ nhất định phải làm cho bản thân tiến vào nơi này, hơn nữa để cho mình mang nhiều chút người tiến vào nơi này, hóa ra chính là nguyên nhân này. Suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không đúng, quan tiểu thất bản nguyên đại đạo có chỗ biến hóa, nhưng những người khác đây.
ta bản nguyên đại đạo không có biến hóa. Long Vũ hơi có vẻ thất vọng. Ta cũng không có, thí thần thở dài. Các ngươi tự nhiên không được, nhưng là, có tiểu thất trợ giúp, mọi người đều có thể được. Nam Cung Tiêu Tiêu nhếch miệng cười nói. Lão nhị, người có phải hay không biết rõ cái gì? Tiêu Phàm trịnh trọng hỏi. Những cái này tinh quang vì sao khủng bố như thế, có thể đánh xuyên bản nguyên đại đạo. Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi ngược lại, nhìn thấy đám người lắc đầu, hắn lại nói, là bởi vì những cái này tinh quang bên trong, ẩn chứa chân tiên sát ý. Ta không biết rõ chân tiên là tầng thứ gì, nhưng là, sư tôn những năm này không ít nghiên cứu. Hỗn độn lôi tổ có thể tiến vào nơi này. Tiêu Phàm bất ngờ. Không, Nam Cung Tiêu Tiêu hủy bỏ Tiêu Phàm phỏng đoán, bất quá cũng không chỉ có nơi này mới có tinh quang a, hỗn độn thần lôi hải bên ngoài cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, bắt vài cũng không khó. Đám người thoải mái, bọn họ vừa mới đi vào tiên ma động, liền nhìn đến ngẫu nhiên xuất hiện tinh quang. Những cái kia tinh quang, cũng hẳn là từ tinh vân bên trong tiêu tán ra đi. Nói đến cùng, những cái này tinh quang cũng là một loại thuần túy tiên lực, thậm chí so với chúng ta tu luyện bản nguyên chi lực, cũng chính là tiên chi lực, còn cường đại hơn một cái cấp độ. Nếu là có thể luyện hóa, đối với tổ vương cảnh mà nói, chính là cơ duyên lớn nhất. Nam Cung Tiêu Tiêu ngữ khí biến phải vô cùng trịnh trọng lên. Đám người lộ ra như nghĩ tới cái gì? Chỉ là, muốn luyện hóa cái này tinh quang, biết bao khó khăn. Tinh quang tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền có thể xuyên qua nhục thân, căn bản không cho bọn họ phòng ngự cơ hội. Coi như có thể giữ lại tinh quang, vậy thì như thế nào mới có thể luyện hóa đây? Lão nhị, người ý tứ là, bóc ra tinh quang bên trong sát ý là được rồi. Tiêu Phàm ánh mắt chán phóng khác thường tinh quang. Nam Cung Tiêu Tiêu cười gật gật đầu, không sai, mặc dù cần thời gian nhất định, nhưng là, những cái này sát ý là có thể bóc ra, các người biết rõ, sư tôn ta cuối cùng cho ta là cái gì sao? Tinh quang, Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi nói. Ha ha, cái này là một cái trong số đó mà thôi. Nam Cung Tiêu Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, cười có chút đắc ý, hiện tại, ta bản nguyên đại đạo độ rộng, cũng đạt tới 1,800m. Trừ cái đó ra, ta đối hỗn độn thần lôi khống chế càng hơn một bậc, lần sau gặp gỡ cái kia hỗn độn tổ vương, giết hắn không có vấn đề. Đám người kinh dị nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu, mập mạp bản nguyên đại đạo đã vậy còn quá mạnh. Đúng rồi, lão Tam, người bản nguyên đại đạo hiện tại rộng bao nhiêu độ? Nam Cung Tiêu Tiêu hơi có chút đắc ý nói. Lúc trước Tiêu Phàm giết chết Thiên Chiến Vương thời điểm, hắn mặc dù được chứng kiến Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo, nhưng lúc đó mới vẻn vẹn 1000m mà thôi. Bản thân rốt cục vượt qua lão Tam cái này chết biến thái, tâm tình tự nhiên tốt đẹp. Tiêu Phàm chỉ là cười lắc đầu, không muốn đả kích Nam Cung Tiêu Tiêu tự tin, nói tránh đi, cái này tinh quang tiên lực bên trong chân tiên sát ý, làm sao luyện hóa. Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng quan tiểu thất lại là vẻ mặt mờ mịt nói, chớ nhìn ta không biết rõ làm sao luyện hóa. Ngươi không phải có thể dung hợp tinh quang, mở ra bản nguyên đại đạo sao? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc. Ta đó là bị động, hơn nữa, cái kia tinh quang tiên lực dung nhập ta bản nguyên đại đạo, ta lại không cách nào bóc ra. Quan tiểu thất nhún nhún vai nói. Nam Cung Tiêu Tiêu thần sắc cứng đờ, vừa rồi đầy cõi lòng tự tin hắn. Trong nháy mắt bị tưới một chậu nước lạnh. Ta tới thử xem, Tiêu Phàm thở sâu. Hắn bản nguyên đại đạo tốt xấu cũng rộng chừng 3000m, chiều dài cũng đến gần vô hạn 1000m, hẳn là sẽ không dễ dàng bị tổn thương. Cũng không đợi đám người ngăn cản, Tiêu Phàm đi vòng quan tiểu thất che chở. Vì đề phòng vạn nhất, hắn thi triển tu la cửu biến, thận trọng vươn một cái tay. Sau một khắc, để đám người mắt trợn tròn sự tình đã xảy ra. Đương đương, chỉ thấy mấy đạo tinh quang đánh vào Tiêu Phàm trên cánh tay, đốm lửa bắn tứ tung, giống như ánh lửa phun ra ở kim loại phía trên. Hắn nhục thể, vậy mà không có bị thương chút nào, ngược lại đem tinh quang cho bắn bay. Cái này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cái này phải cỡ nào cường đại nhục thân, mới có thể chống đối tinh quang tiên lực sát ý. Tiêu Phàm cũng ngốc trệ tại nguyên chỗ, cái này kịch bản không đúng. Tinh quang không cách nào đánh xuyên bản thân, cũng liền không cách nào dung nhập bản nguyên đại đạo a. Lão Tam, ngươi thật là một cái chết biến thái. Nam Cung Tiêu Tiêu đã tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung Tiêu Phàm. Thiên tài, yêu nghiệt, quái thai, những cái này đều không đủ lấy hình dung.
đám người giống như gà con mổ thóc một dạng gật đầu, tất cả đều công nhận Nam Cung Tiêu Tiêu lời giải thích. Ta cũng thử xem, Tiêu Lâm Trần nhìn thấy Tiêu Phàm không việc gì, hắn cũng dục dịch. Tiên tri lực phun trào ở giữa, hắn sau lưng hiện lên một mảnh minh mông dị tượng, hắn cũng học Tiêu Phàm đồng dạng, duỗi ra một cái tay. Phốc phốc, tinh quang trong nháy mắt kích xạ ở Tiêu Lâm Trần cánh tay, hắn không khỏi nhíu mày. Thế nào, Tiêu Phàm lo lắng hỏi, cũng không phải mỗi người cũng như cùng hắn đồng dạng, có được mạnh mẽ như vậy nhục thân. Những người khác cũng nín thở ngưng thần, nhìn Tiêu Lâm Trần thần sắc, hẳn là tinh quang đối thương tổn của hắn không nhỏ. Tiêu Lâm Trần không có trả lời Tiêu Phàm lời nói, mà là cổ quái nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu nói, Nam Cung Thúc, người có phải hay không cố ý gạt chúng ta? Ta lừa các ngươi làm cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu không biết Tiêu Lâm Trần là ý gì. Vậy cái này tinh quang rơi vào trên người, làm sao để cho ta cảm giác rất sảng khoái đây? Tiêu Lâm Trần không phục nói. Rất sảng khoái, Nam Cung Tiêu Tiêu nghe được hai chữ này, kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Tinh quang khủng bố, đây chính là giết người a, chỗ nào cùng sảng khoái chứ có nửa điểm quan hệ. Ta không lừa ngươi, thật giống như vô số hạt mưa đánh vào người một dạng, rất thoải mái. Tiêu Lâm Trần hết sức nghiêm túc nói, vì chứng minh mình lời nói, hắn bước ra một bước, hoàn toàn bại lộ ở tinh quang trùng kích phía dưới. Sau một khắc, trang diện hoàn toàn tĩnh mịch. Tiêu Lâm Trần giang hai cánh tay, tùy ý tinh quang trùng kích, trên người hắn lại là thương thế đều không có. Tương phản, những cái kia tinh quang đánh ở trên người hắn dường như hoàn toàn biến mất. Biến mất, điều này sao có thể? Chẳng lẽ trước đó ta chính là ảo giác? Thí thần buồn bực, duỗi ra một cái tay lần nữa thử nghiệm. Long Vũ mấy người cũng lộ ra hiếu kỳ, nhao nhao bắt trước. Đột nhiên mấy tiếng kêu thảm vang lên, đám người vội vàng thu cánh tay về, sắc mặt trắng bạch. Thí thần cũng tốt, Long Vũ cũng được, thậm chí Hoang Ma, Thái Tôn Vương đám người. Có một cái tính một cái toàn bộ bị tinh quang kích thương, bản nguyên đại đạo đều xuất hiện một đạo thật nhỏ lỗ hồng. Nếu không phải bọn họ coi như cẩn thận, chỉ là vươn một cái bàn tay, hậu quả tất nhiên càng nghiêm trọng hơn. Ta nói, các ngươi không tin, mọi người đều không sao chứ. Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng nhìn xem đám người. Đám người như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm phụ tử, bọn họ nghĩ không hiểu, hai người vì sao không việc gì. Ta bản nguyên đại đạo độ rộng vậy mà tăng lên, lúc này, Tiêu Lâm Trần đột nhiên mừng rỡ kêu lên, cha, ta đi chỗ sâu thử xem. Dứt lời, Tiêu Lâm Trần bỗng nhiên hướng về tinh vân chỗ sâu bay đi, dường như nơi này tinh quang đã không cách nào thỏa mãn hắn. Tiêu Phàm cau mày, trong đầu rơi vào trong trầm tư. Hắn nghĩ không hiểu, tinh quang vì sao đối với mình cùng Tiêu Lâm Trần vô dụng. Chẳng lẽ là bởi vì hai cha con đều là vô mệnh chi nhân? Để ấn chứng ý nghĩ này, Tiêu Phàm khôi phục bình thường thân thể, lần nữa xòe bàn tay ra thử nghiệm. Phốc, một đạo huyết quang nở rộ, Tiêu Phàm cánh tay bị xỏ xuyên, máu tươi chảy ra. Thậm chí, hắn bản nguyên đại đạo đều khẽ run lên, dường như gặp trọng kích, nhưng ở hắn giới hạn chịu đựng, ảnh hưởng không lớn. Nhưng là, cái này cũng thuyết minh, tinh quang cũng không là bởi vì bọn hắn là vô mệnh chi nhân liền sẽ không công kích. Hơn nữa, hắn cùng với Tiêu Lâm Trần tình huống hoàn toàn khác biệt. Ta sở dĩ có thể chống đối tinh quang, hẳn là bởi vì vĩnh hằng tiên thể nguyên nhân. Tiêu Phàm trong lòng có so đo, nhưng Lâm Trần đây. Chẳng lẽ là hỗn nguyên thánh thể? Các ngươi ở đây chờ ta chốc lát. Tiêu Phàm để lại một câu nói, thi triển tu la cửu biến, liền hướng lấy Tiêu Lâm Trần đuổi theo. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ nhìn xem đi xa Tiêu Phàm toàn thân bị tinh quang nộ xạ, kim loại va chạm không ngừng bên tai. Không khỏi có chút tê cả da đầu. Một đầu khác, Tiêu Phàm nhanh chóng đuổi kịp Tiêu Lâm Trần thân ảnh, lại là phát hiện, Tiêu Lâm Trần dường như ở đợi chờ mình đến. Cha, Tiêu Lâm Trần nhìn hậu phương một cái, lại là không có gặp Nam Cung Tiêu Tiêu thân ảnh của bọn hắn. Có chuyện gì, không thể làm ngươi các vị thúc thúc nói. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ, nhưng là hắn sinh tử quá mệnh huynh đệ, không có gì cần giấu giếm bọn họ. Cha, việc này quá quỷ dị, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Tiêu Lâm Trần cười khổ nói, cha, ngươi còn nhớ rõ ta ở vô tận thiên khư lấy được cái kia thần bí công pháp sao? Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, ngươi là nói, ngươi sở dĩ không sợ tinh quang tiên lực, là bởi vì công pháp kia. Ta cũng không biết, Tiêu Lâm Trần sầu mi khổ kiểm, nhưng là ngay mới vừa rồi,
ngày đó thần bí công pháp đột nhiên hiện lên ở đầu óc ta, hơn nữa tự động vận chuyển. Sau đó, những cái kia tinh quang đánh ở trên người ta, toàn bộ bị quỷ dị hóa giải, ta cũng không biết có phải hay không bởi vì công pháp này nguyên nhân. Tiêu Phàm hô hấp đều có chút gấp rút lên. Phải biết, Quan Tiểu Thất sở dĩ có thể chống đối tinh quang, là bởi vì Linh Hoàng tu luyện tiên kinh, huyết mạch chi lực truyền cho hậu bối tử tôn nguyên nhân. Tiêu Lâm Trần trong đầu cái kia thần bí công pháp nếu như cũng có thể chống đối, đây chẳng phải là tiên kinh, nếu là như vậy, cái này có thể là bộ ba tiên kinh a. Đương nhiên, cho dù không phải tiên kinh, cũng tuyệt đối không kém gì tiên kinh bao nhiêu, chỉ ít tu luyện lực lượng, không kém gì trước mắt tinh quang tiên lực. Việc này ngươi nát ở trong lòng, ai cũng đừng nói cho, bao quát mẫu thân ngươi. Tiêu Phàm vô cùng trịnh trọng nhắc nhở nói. Ta biết, Tiêu Lâm Trần gật gật đầu, hơn nữa, cho dù ta nghĩ nói, cũng không nói ra được, công pháp này, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Tiêu Phàm thở sâu, cưỡng ép khôi phục lại bình tĩnh, nhìn xem vô số tinh quang chui vào Tiêu Lâm Trần thể nội, vẫn như cũ có chút bận tâm, người xác định cái này tinh quang đối với ngươi không có thương hại. Không có, Tiêu Lâm Trần vô địch bình tĩnh nói, hơn nữa, ta bản nguyên đại đạo trước đó chỉ có hơn 400 mét rộng, nhưng bây giờ, ngài biết có rộng bao nhiêu sao? Rộng bao nhiêu, Tiêu Phàm kinh ngạc. Đã vượt qua 2.000 mét, Tiêu Lâm Trần không biết là nên vui hay là nên kinh hãi. Kinh khủng như vậy tốc độ, nhưng hắn trong lúc nhất thời khó thích ứng. T, cho dù lấy Tiêu Phàm tâm tính, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Chớ nhìn hắn bây giờ bản nguyên đại đạo độ rộng đạt đến 3.000 mét, đây chính là vô số tuế nguyệt tích lũy. Dựa theo bình thường thời gian tính toán, hắn thời gian tốn hao ít nhất là mấy ức năm. Nhưng Tiêu Lâm Trần lúc này mới bao lâu, tính toán đâu ra đấy, cũng mới nửa nén hương thời gian mà thôi a. Hắn Tiêu Phàm ở người khác con mắt đã đầy đủ yêu nghiệt cùng biến thái, nhưng hắn lúc này mới phát hiện, con của mình có vẻ như càng thêm biến thái. Không chỉ có như thế, ta bản nguyên đại đạo chiều dài cũng có gia tăng, nhưng là so với độ rộng, gia tăng tương đối chậm chạp. Tiêu Lâm Trần lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm cũng không phải đặc biệt bất ngờ, tinh quang tiên lực tất nhiên có thể gia tăng bản nguyên đại đạo độ rộng, khẳng định cũng có thể mở ra chiều dài. Hắn tò mò là, Tiêu Lâm Trần bản nguyên đại đạo độ rộng, có thể hay không đột phá 3.000 mét. Không có những dị thường khác liền tốt, Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí. Đúng rồi, cha, ta cảm giác ta có thể luyện hóa cùng rút ra cái này tinh quang. Tiêu Lâm Trần đột nhiên lại nói, có muốn hay không ta? Không cần, Tiêu Phàm lắc đầu, người trước thử xem, có thể làm cho ngươi bản nguyên đại đạo độ rộng, đạt tới một cái như thế nào cấp độ, sau đó mới cân nhắc việc này. Rút ra tinh quang tiên lực, cố nhiên là chuyện tốt, có thể làm cho Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ mở ra bản nguyên đại đạo độ rộng. Nhưng là, bản nguyên đại đạo độ rộng gia tăng, về sau đột phá tiên vương cảnh độ khó liền lớn rất nhiều. Hơn nữa, hiện tại hắn đối cái này tinh quang tiên lực không phải đặc biệt biết, cũng không dám tùy tiện khiến người khác thử nghiệm. Tốt, Tiêu Lâm Trần cũng không nói tới chuyện này nữa, vậy ta tiếp tục thâm nhập sâu, nơi này tinh quang tiên lực gia tăng tốc độ quá chậm, quay đầu lại tới tìm các ngươi. Nói xong, Tiêu Lâm Trần đã tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm vẻ mặt cười khổ, nửa nén hương thời gian để bản nguyên đại đạo độ rộng tăng lên hơn 1.000 mét, còn ngại chậm. Nếu như khiến người khác biết rõ, còn không phải làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Người so với người, thật đúng là tức chết người. Bất quá Tiêu Phàm lại là từ trong thâm tâm kiêu ngạo, đây chính là con của mình a. Hắn hiện tại duy nhất quan tâm là, Tiêu Lâm Trần trong đầu cái kia duy nhất công pháp, có phải là hay không trong truyền thuyết tiên kinh. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Tinh vân chỗ sâu. Mấy đạo thân ảnh tập tễnh tiến lên, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, phía trước vô số tinh quang kích xạ, nếu không phải là có một cái bóng mờ ngăn tại trước người bọn họ đã sớm chết vểnh lên. Dù vậy, đám người cũng đi 10 điểm gian nan. Tuyệt, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chủ thượng hóa thân cũng vô pháp che chở chúng ta tiếp tục tiến lên. Quỷ ma thần ngữ khí hết sức ngưng trọng nói. Đều do cái kia đáng chết hỗn độn lôi tổ, tiêu hao chủ thượng hóa thân không ít năng lượng. Huyền hoàng sắc mặt lạnh lẽo, giận mắng không thôi. Tuyệt trầm mặc không nói, trên mặt sớm đã không thấy phía trước tự tin. Hỗn độn lôi tổ xuất hiện, quả thực là một cái bất ngờ. Bình thường mà nói, dựa vào tạp ý thức thể, bọn họ căn bản vô số tinh quang công kích.
nhưng hỗn độn lôi tổ xuất hiện, cơ hồ tiêu hao hết tạp ý thức thể năng lượng. Có thể đi đến nơi này, đã là cực hạn của bọn hắn. Tuyệt, trước ngươi nói, chủ thượng để cho chúng ta đem tiên ma động đồ vật mang đi ra ngoài, rốt cuộc là để cho chúng ta mang ra cái gì? Khô lâu tổ vương nhìn không được hỏi. Những người khác cũng nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Tuyệt, bọn họ chỉ biết là tạp để cho bọn họ tới này lấy một vật, nhưng trừ bỏ Tuyệt bên ngoài, những người khác căn bản không biết là cái gì. Như thế chẳng có mục đích tìm kiếm, bọn họ cũng không muốn đem mệnh dựng ở chỗ này. Ngược lại là cái thứ hai nhiệm vụ, bọn họ đều rõ rõ ràng ràng. Nhưng Tiêu Phàm thực lực mạnh mẽ quá đáng, bọn họ căn bản liền giết không chết Tiêu Phàm, ngược lại đem hỗn độn vương cho mắc vào. Vẫn chưa tới các ngươi biết đến thời điểm, Tuyệt lạnh rên một tiếng, không có nói cho mấy người dự định. Này cũng lúc nào, còn không thể nói. Khô lâu tổ vương tức giận nói, cũng không thể để cho chúng ta không biết gì cả đem mệnh bỏ ở nơi này a. Quỷ ma thần, huyền hoàng cùng hỗn độn tổ vương cũng mặt âm trầm, đột nhiên ngừng thân hình, không còn tiến lên. Chủ thượng muốn các ngươi mệnh, chẳng lẽ các ngươi còn dám phản kháng? Tuyệt khinh thường nhìn xem bốn người. Bốn người nghĩ đến tạp thực lực, không khỏi sợ run cả người, chăm miệng một lời, không dám. Không dám tốt nhất, Tuyệt lạnh lùng nhìn bốn người một cái, ngay sau đó lại nhìn về phía tinh vân chỗ sâu nhất phiến kia đen kịt vị trí, chúng ta sắp tới, kiên trì một chút nữa. Khô lâu tổ vương bốn người trầm mặc không nói, lần nữa vùi đầu tiến lên. Ngẫu nhiên mấy đạo tinh quang đột phá tạp ý thức thể che chở, rơi trên người bọn hắn, đau mấy người không ngừng kêu thảm thiết. Chỉ có Tuyệt, ánh mắt kiên nghị. Không biết qua bao lâu, mắt thấy tạp ý thức thể năng lượng sắp tiêu tán, khô lâu tổ vương đám người tim đều nhảy đến cổ rồi. Tình hình trước mắt, nếu là không có tạp ý thức thể che chở, bọn họ không phải bị đánh thành cái sàng không thể. Theo sát ta, Tuyệt sắc mặt trầm xuống. Sau một khắc, chỉ thấy hắn hai tay kết ấn, hắc khí cuồn cuộn từ trên người hắn mãnh liệt cuộn trào ra, hóa thành một con sông lớn. Cuồn cuộn sông lớn, đen như mực, lạnh lẽo tận xương, giống như một đầu cửu u minh hà, lại như một đầu âm minh ma long, ở tinh vân bên trong cực kỳ dễ thấy. Thái âm chi lực, quỷ ma thần kinh hô mà ra, nhìn về phía Tuyệt ánh mắt tràn đầy nồng nặc kiêng kỵ. Huyền hoàng, hỗn độn tổ vương cùng khô lâu tổ vương cũng chẳng tốt đẹp gì. Bọn họ làm sao không biết, thái âm chi lực, thế nhưng là trên đời kinh khủng nhất mấy loại bản nguyên lực lượng một trong A. Bọn họ biết rõ Tuyệt không đơn giản, lĩnh ngộ âm dương chi lực, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, Tuyệt so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Khó trách chủ thượng coi trọng như thế Tuyệt, cho dù hắn chỉ là thiên vương cảnh, địa vị lại không thua La Thiên Tiên vương cảnh cường giả. Đi, Tuyệt không quan tâm mọi người kinh hãi. Từ hắn thôi động thái âm chi lực một khắc kia trở đi, liền sớm đã làm xong bại lộ chuẩn bị. Chỉ một thoáng, không người bỗng nhiên xuất hiện ở thái âm chi lực ngưng tụ dòng sông phía trên, bỗng nhiên hướng về tinh vân chỗ sâu nhất phóng đi. Để cho bọn họ rung động là, sông thái âm chảy lại đem tinh quang tiên lực xa lánh bên ngoài, căn bản là không có cách tới gần mảy may. Tất nhiên người Tuyệt có thủ đoạn như vậy, vì sao không sớm một chút lấy ra? Quỷ ma thần bốn người oán thầm. Nhưng làm bọn họ nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Tuyệt lúc, tất cả đều ngậm miệng không nói. Không cần nghĩ cũng biết, Tuyệt thôi động thái âm chi lực, đối với hắn tự thân tiêu hao Tuyệt không phải bình thường khủng bố. Nhanh, đột nhiên, khô lâu tổ vương ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn không được la hoảng lên. Những người khác nhìn tới, cũng là mừng rỡ như điên. Liền ở mấy người ngoài mấy trăm dặm, đen kịt một màu, hoàn toàn không có một ánh sao nào tồn tại. Trải qua tinh quang tiên lực kinh khủng bọn họ, đó nhất định chính là một chốn cực lạc. Ngay cả Tuyệt, cũng khó che đậy nội tâm kích động. Nhưng mà, mắt thấy sông thái âm chảy sắp đem bọn hắn đưa vào phiến kia đen kịt tịnh thổ lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Phốc, một đạo sáng chói lưu quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chạm tại sông thái âm chảy phía trên. Dừng tay, mấy người cuồng hống, sắc mặt đại biến. Tinh quang khủng bố, bọn họ lại biết rõ rành rành. Nếu không phải sông thái âm chảy che chở, bọn họ căn bản là không có cách trèo chống mấy hơi thở thời gian. Chỉ là, bọn họ gào thét căn bản chính là phí công. Ở đạo kia lưu quang rơi xuống trong nháy mắt, có thể không nhìn tinh quang đánh sông thái âm chảy, vậy mà trong nháy mắt phân liệt ra. Trung gian cắt đứt bộ phận, càng là trong nháy mắt bị vô số tinh quang tiên lực bổ sung. Quỷ ma thần đám người mặt xám như cho.
nhưng mà, tiếp xuống để bọn hắn càng thêm tuyệt vọng sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Tuyệt đột nhiên gia tốc, dung hợp tạp ý thức thể sau cùng năng lượng, vừa bước một bước vào một chỗ khác sông Thái Âm chảy phía trên. Rời đi thời khắc, vẫn không quên quay đầu nhìn bọn họ một cái, dường như đang nói, riêng phần mình bảo trọng. Hỗn trướng, Khô Lâu Tổ Vương mấy người gầm thét, có loại cảm giác bị lường gạt. Đáng tiếc, căn bản không chờ bốn người suy nghĩ nhiều, dưới chân bọn hắn có Thái Âm chi lực tạo thành dòng sông lập tức tiêu tán ra, vô số tinh quang nộ xạ mà tới, xông vào bọn họ thể nội. Một trận như giết heo tiếng kêu rên vang lên, Hỗn Độn Tổ Vương ba người máu chảy ồ ạt, Khô Lâu Tổ Vương thân thể vỡ nát vô số. Gần trong nháy mắt, bốn người cơ hồ liền vứt bỏ nửa cái mạng. Ở ngoại giới, bọn họ là để vạn giới run rẩy thiên vương cảnh cường giả đỉnh cao. Nhưng ở chỗ này, bọn họ giống như phàm nhân hoàn toàn giống nhau giúp, đây là cỡ nào đáng buồn. Phải chết sao, đây là bốn người trong đầu còn sót lại ý nghĩ. Chỉ là nghĩ đến bản thân đường đường thiên vương cảnh lại muốn uất ức như thế chết đi, bốn người liền hết sức đắng chát. Một đời anh danh a, bốn người tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Về phần phản kháng, bốn người căn bản không cân nhắc qua vấn đề này. Tinh quang thiên lực liền bản nguyên đại đạo đều có thể đánh nát, bọn họ lại làm sao có thể chạy đi đây. Nhưng mà, mấy người chờ đợi chốc lát, lại là phát hiện, bọn họ nghĩ sự tình cũng không phát sinh. Tinh quang đánh vào người loại kia đau nhói, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Đây là có chuyện gì? Bốn người chậm rãi mở hai mắt ra, lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh đứng ở hắn môn phía trước, vô số tinh quang bắn ra ở tại trên người, vậy mà không có nửa điểm tổn hại, ngược lại đem hắn sấn thác giống như chân tiên lâm trần, siêu phàm nhập thánh. Chẳng biết tại sao, bốn người lại có loại quỳ bái cảm giác. Chân tiên, Khô Lâu Tổ Vương run rẩy phun ra hai chữ, kích động toàn thân đều đang run rẩy. Quỷ ma thần, Huyền Hoàng cùng Hỗn Độn Tổ Vương cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Khô Lâu Tổ Vương bốn người nhìn xem đạo kia toàn thân bị tinh quang bao phủ thân ảnh, trong lúc nhất thời thất thần. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có chân tiên mới có thể không nhìn tinh quang tiên lực đánh giết, hơn nữa dễ dàng cứu bọn họ. Toàn trường một mảnh yên lặng, bốn người nhìn qua bóng lưng kia, không biết làm sao. Nhưng mà, làm đạo kia thân ảnh xoay người lại nhìn về phía bọn họ thời khắc, bốn người con người bỗng nhiên co rụt lại. Các ngươi đều nghĩ như vậy chết sao? Đối phương cười nhìn lấy bốn người, khóe miệng lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Là ngươi, Khô Lâu Tổ Vương kinh hô mà ra, Tiêu Phàm nhi tử. Hỗn Độn Tổ Vương mấy người tự nhiên cũng liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Lâm Trần, mặc dù bọn họ không biết Tiêu Lâm Trần là Tiêu Phàm liên hệ thế nào, nhưng là, lòng của bọn hắn, trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Tiêu Phàm người, cùng bọn hắn thế nhưng là cửu nhân, đây là không cho phép hoài nghi. Vừa nãy là ngươi nổ gãy sông Thái Âm chảy, quỷ ma thần tức giận nhìn xem Tiêu Lâm Trần, nhe răng trợn mắt. Thiếu chút nữa thì nhìn không được động thủ. Tiêu Lâm Trần cười cười, đáp phi sở vấn nói, làm sao, các ngươi còn muốn động thủ với ta hay sao? Nhìn thấy Tiêu Lâm Trần dáng vẻ nhao nhao muốn thử, bốn người rụt cổ một cái. Bọn họ ngược lại là muốn động thủ, có thể mấu chốt là, bọn họ căn bản là không có cách chống đối tinh quang tiên lực rảo sát. Coi như bọn họ giết Tiêu Lâm Trần, mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấu chốt là, bọn họ có thể giết chết Tiêu Lâm Trần sao? Đừng nói giỡn, Tiêu Lâm Trần chỉ cần nhích người, cái kia vô số tinh quang liền sẽ trong nháy mắt đem bọn hắn đánh thành cái sàng, chết không thể chết lại. Ngươi muốn như thế nào? Hỗn Độn Tổ Vương phòng bị nhìn xem Tiêu Lâm Trần. Tiêu Lâm Trần nhàn nhạt nhìn xem bốn người, hai mắt khẽ híp một cái. Hắn cùng với Tiêu Phàm phân biệt, một đường xâm nhập, chỉ muốn thôn phệ càng nhiều tinh quang tiên lực, mau chóng mở ra bản nguyên đại đạo. Nhưng hắn lại như thế nào cũng không nghĩ đến, có thể ở trong này gặp gỡ tuyệt bọn họ. Khi nhìn thấy sông Thái Âm chảy thời khắc, hắn quyết đoán xuất thủ. Vốn chỉ muốn đem tuyệt tất cả mọi người bọn họ đều lưu ở nơi đây, lại là không nghĩ tới tuyệt vứt xuống Hỗn Độn Tổ Vương bốn người bọn họ chạy trốn. Về phần xử trí như thế nào, hắn thật vẫn chưa nghĩ ra. Giết, bốn người này dù sao cũng là thiên vương cảnh A, giết chẳng phải là quá lãng phí. Nhưng không giết đây, hắn lại không có bất kỳ cái gì nắm chắc khống chế bốn người. Ở chỗ này, hắn quả thật có thể dễ dàng trấn trụ bốn người,
có thể rời đi Tinh Vân đây. Trong lúc nhất thời, Tiêu Lâm Trần có chút nhức đầu. Theo ta đi, Tiêu Lâm Trần quên xa xa hắc động một cái, thở sâu, cuối cùng vẫn làm một cái quyết định. Khô Lâu Tổ Vương bốn người nhìn nhau, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Chỉ cần Tiêu Lâm Trần có thể mang theo bọn họ rời đi Tinh Vân, bốn người bọn họ hợp lực, cho dù là Tiên Vương cũng phải nhượng bộ lui binh. Đến lúc đó, Tiêu Lâm Trần tuyệt đối không phải bọn họ đối thủ. Nhưng mà, Tiêu Lâm Trần hành động kế tiếp, lại là để bốn người trợn tròn mắt. Chỉ thấy Tiêu Lâm Trần căn bản không có rời đi Tinh Vân tiến vào hắc động ý tứ, mà là hướng về phương hướng ngược nhau đi đến. Bốn người nơi nào còn dám do dự, vội vàng đuổi theo. Một khi rời đi Tiêu Lâm Trần che chở, bốn người không dùng mấy hơi thở thời gian, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh Vân một mảnh khác không gian. Tiêu Phàm một đường phản hồi, cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ tụ hợp. Tiêu Lâm Trần xâm nhập, hắn cũng không lo lắng, chỉ cần không rời đi Tinh Vân, Tiêu Lâm Trần chính là vô địch tồn tại. Chỉ là, nhưng hắn khổ não là, bọn họ muốn luyện hóa Tinh Vân tiên lực, lại một lần thất bại. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không phải không thu hoạch được gì. Tinh Vân tiên lực không cách nào luyện hóa, nhưng là Tinh Vân tiên lực bên trong ẩn chứa sát phạt chi lực, hắn lại luyện hóa vài. Khi hắn đem sát phạt chi lực dung nhập bản thân bản nguyên đại đạo thời khắc, Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo bỗng bộc phát ra hết sức tàn nhẫn khí tức, cực kỳ khủng bố, ngay cả hắn đều có chút không chịu nổi. Nguyên bản ám kim sắc bản nguyên đại đạo, vậy mà ẩn ẩn thoáng hiện ánh sáng màu đỏ ngòm. Thật là khủng khiếp sát phạt chi lực, Tiêu Phàm một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn không cách nào tưởng tượng, có thể tản mát ra như thế sát phạt chi lực người, thực lực biết bao khủng bố. Có lẽ, chỉ có truyền thuyết tiên, mới có thể đạt tới dạng này cảnh giới. Cùng tinh quang tiên lực bên trong sát phạt chi lực so sánh, chính hắn lĩnh ngộ sát lục bản nguyên, quả thực không chịu nổi một kích. Đang lúc đám người sầu mi khổ kiểm thời khắc, Tiêu Phàm lại là thích thú. Mặc dù hắn đã thiên vương cảnh viên mãn, trong thời gian ngắn không cách nào đột phá tiên vương cảnh, hơn nữa bản nguyên đại đạo độ rộng trong lúc nhất thời cũng vô pháp mở rộng. Nhưng là hắn biết rõ, bản thân bản nguyên đại đạo nếu là có thể dung luyện càng nhiều tiên sát lực lượng, khẳng định có lợi ích to lớn. Cho dù là tiên vương cảnh, cảm nhận được kinh khủng như vậy tiên sát lực lượng, cũng phải sợ hãi không thôi. Cái này biến thái. Nam Cung Tiêu Tiêu đám người nhìn thấy Tiêu Phàm trực tiếp xếp bằng ở hư không, âm thầm oán thầm không thôi. Bọn họ cũng không dám như Tiêu Phàm dễ dàng như vậy thoải mái, bọn họ mỗi giờ mỗi khắc đều không được không di chuyển nhanh chóng, chỉ vì tránh né tinh quang công kích. Ở thử qua bị tinh quang tiên lực đánh trúng loại này đau khổ về sau, bọn họ cả một đời cũng không nghĩ kinh lịch lần thứ hai. Mặc dù không cách nào luyện hóa tinh quang tiên lực, nhưng đối với tăng lên chúng ta kinh nghiệm thực chiến mà nói, cũng là có ích lợi rất lớn. Thí thần cũng giống vậy thích thú. Điểm này, đám người ngược lại là rất tán thành. Không cách nào luyện hóa tinh quang, nhưng là mượn nhờ tinh quang để rèn luyện bản thân, có thể tăng lên tự thân thân pháp cùng tốc độ. Theo bọn hắn nghĩ, có lẽ đây cũng là tinh quang tiên lực duy nhất chỗ dùng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên vài luồng cường đại khí tức từ tinh quang chỗ sâu cuốn tới, dọa đến đám người trong nháy mắt thần kinh căng cứng. Ngay cả Tiêu Phàm, cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tốc độ thật nhanh, thí thần thấp giọng kinh hô. Cái kia mạnh mẽ khí tức cấp tốc tới gần, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, trừ phi đối phương có thể không nhìn tinh quang công kích. Mà có thể không nhìn tinh quang công kích người, thực lực lại có thể kém đến đi đâu đây. Nam Cung Tiêu Tiêu đám người như lâm đại địch, phòng bị hướng về Tinh Vân chỗ sâu. Mấy tức về sau, mấy đạo thân ảnh rốt cục hiện lên ở đám người tầm mắt. Tất cả mọi người thấy choáng mắt. Tiêu Phàm cũng là biểu tình vẻ cổ quái, Tiêu Lâm Trần trở về, ở trong dự liệu của hắn, có thể cái kia Khô Lâu Tổ Vương bọn họ, lại là chuyện gì xảy ra? Cha, ta không cẩn thận nhặt bốn cái thiên vương cảnh. Tiêu Lâm Trần đi tới gần, nhếch miệng cười nói. Nhặt bốn cái thiên vương cảnh, đám người khóe miệng giật một cái, nhà ngươi thiên vương cảnh là có thể nhặt được sao? Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm ánh mắt từ Khô Lâu Tổ Vương bốn người trên thân đảo qua. Khô Lâu Tổ Vương bốn người rõ ràng bản thân bị trọng thương, vô cùng có khả năng bản nguyên đại đạo cũng đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chẳng lẽ Tiêu Lâm Trần đã kéo tiên vương cảnh, bằng không, làm sao đem Khô Lâu Tổ Vương bốn người cho ngược thảm như vậy? Chuyện là như thế này,
Tiêu Lâm Trần cười đem mình rời đi khoảng thời gian này sự tình đơn giản giảng thuật một lần. Tiêu Phàm đám người nghe vậy, nhìn về phía Khô Lâu Tổ Vương, ánh mắt của bốn người tràn đầy đồng tình. Đường đường thiên vương cảnh, vậy mà liền dạng này trở thành tù nhân. Cha, ta không biết làm sao xử lý, liền đem bọn hắn mang đến nơi này, ngài xem, là giết vẫn là dóc thịt. Tiêu Lâm Trần nói xong, đột nhiên bắn ra sát ý cường đại, lạnh lùng hướng về Khô Lâu Tổ Vương bốn người. Bốn người dọa đến toàn thân run lên, chẳng lẽ mình mấy người, vẫn khó thoát khỏi cái chết sao? Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Tiêu Phàm lãnh đạm ánh mắt từ Khô Lâu Tổ Vương bốn người trên thân đảo qua, nhìn bốn người tê cả ra đầu. Lão đại, làm thịt bọn họ, tuyệt không thể để bọn hắn còn sống rời đi. Thí thần sát cơ bành trướng, đối hỗn độn tiên linh tộc, hắn có thể không có nửa điểm hảo cảm. Lão tam, để cho ta tới động thủ, không muốn bẩn tay của các ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng dục dịch. Khô Lâu Tổ Vương bốn người đều là thiên vương cảnh A, dù cho ở hỗn độn tiên linh bên trong, cũng coi là lực lượng trung kiên. Giết bốn người, tuyệt đối là đối hỗn độn tiên linh tộc trọng đại đả kích. Giết bọn hắn, đều là tiện nghi bọn họ. Tiêu Phàm trong đầu vang lên tiên linh thanh âm, hắn đối hỗn độn tiên linh tộc cực kỳ cừu thị. Nếu không phải hỗn độn tiên linh tộc, tiên ma giới há lại sẽ lưu lạc đến bây giờ cấp độ. Tiêu Phàm, muốn chém giết muốn dóc thịt, cho một thống khoái. Khô Lâu Tổ Vương chịu không được áp lực, hung tợn nhìn xem Tiêu Phàm nói, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Thân làm thiên vương cảnh, hắn vẫn có chút ngạo khí, mặc dù sợ chết, nhưng càng khó chịu mình bị Tiêu Phàm bọn họ làm khỉ nhìn. Hỗn độn Tổ Vương, Huyền Hoàng cùng quỷ ma thần cũng ưỡn ngực, dù sao cũng là một lần chết, ít nhất cũng phải bị chết có tôn nghiêm điểm. Đương nhiên, đây cũng là đối mặt Tiêu Phàm, bọn họ mới có thể ăn nói khép nép. Bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm là có được giết chết Tổ Vương cảnh thủ đoạn. Nếu như đối mặt mặt khác Tổ Vương cảnh, bọn họ căn bản liền không sợ hãi. Thân làm thiên vương cảnh chính bọn họ, chỉ cần bản nguyên đại đạo bất diệt, bọn họ liền bất tử. Những người khác muốn giết bọn họ cũng khó khăn, tối đa chỉ là bị phong ấn mà thôi. Giết các ngươi, Tiêu Phàm cười lắc đầu, các ngươi liền không muốn báo thù sao? Báo thù, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người sững sờ, bọn họ trong nháy mắt minh bạch Tiêu Phàm ý tứ. Tiêu Phàm không muốn giết hắn môn, mà là muốn thu phục bọn họ. Chỉ là, điều này có thể sao? Tiêu Phàm, ngươi đừng đánh tính toán, chúng ta là không thể nào phản bội chủ thượng. Quỷ ma thần cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, cực kỳ khinh thường. Các ngươi là không dám a? Tiêu Phàm giễu cợt nói, thực sự là một đám phế vật, các ngươi bị tuyệt bầy một đạo, thậm chí ngay cả báo thủ dũng khí đều không có. Quỷ ma thần hai mắt đỏ bừng. Nghe được tuyệt danh tự, hỗn độn Tổ Vương mấy người cũng là lên cơn giận dữ. Phản bội tạp, bọn họ không dám, nhưng tìm tuyệt báo thù, bọn họ tự nhiên có lá gan này, có thể mấu chốt là bọn họ căn bản không thể nào là tuyệt đối thủ. Đã từng hỗn độn tiên linh tộc, cường đại dường nào, có thể ép tới ngày kia vạn tộc không thở được, đáng tiếc, các ngươi năm đó hùng tâm, lại bị một cái kẻ ngoại lai cho nghiền nát. Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng, cười lạnh không thôi, tạp xác thực rất mạnh, điểm này không cho phép hoài nghi, có thể tuyệt đây. Hắn chẳng qua là tạp một con chó mà thôi, các ngươi liền hắn một con chó cũng không dám đối phó. Nói thật, ta đối hỗn độn tiên linh tộc hết sức thất vọng. Các ngươi, không xứng đáng vì ngày kia vạn tộc đối thủ. Vậy là ngươi không minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng. Tạp cường đại, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Hỗn độn Tổ Vương cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra một vòng buồn bã, làm ngươi nhìn thấy, một người trong thời gian nháy mắt cũng có thể diệt ngươi nhất tộc thời điểm, ngươi lại sẽ lựa chọn như thế nào? Lựa chọn phản kháng, toàn bộ đều phải chết, mà thỏa hiệp, ít nhất có thể đủ tham sống sợ chết. Nói xong lời cuối cùng, hỗn độn Tổ Vương phát ra tức giận gào thét. Đám người một trận trầm mặc, bọn họ từ hỗn độn Tổ Vương trong giọng nói, nghe được lúc trước hỗn độn tiên linh tộc là biết bao bất lực. Đầu tiên là bị ngày kia vạn tộc đánh bại. Vốn là tổn thất nặng nề chính bọn họ, lại đột nhiên bị 31 người trấn áp, gặp phải nguy hiểm diệt tộc. Cuối cùng, bọn họ không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người cam tâm tình nguyện trở thành người khác chó, còn như thế hùng hồn. Tiêu Phàm lại là khinh thường cười một tiếng, nhớ ngày đó, hỗn độn tiên linh tộc muốn tiêu diệt ngày kia vạn tộc thời điểm, ngày kia vạn tộc sợ qua sao? Không có,
Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn xem Hỗn Độn Tổ Vương, nói, không chỉ không có, bọn họ tình nguyện chết, cũng đều phải thủ hộ bản thân sau cùng tịnh thổ. Cuối cùng, ngày kia vạn tộc làm được, đánh bại các ngươi. Nhưng các ngươi đây, phản kháng qua sao? Không có, Tạp Cường Đại, ta không phủ nhận, có thể các ngươi nếu như liều mạng một lần, chẳng lẽ liền không có giữ lại mồi lửa hy vọng sao? Các ngươi đừng không thừa nhận, các ngươi chẳng qua là một đám chỉ biết là đấu tranh nội bộ phế vật mà thôi. Hỗn Độn Tổ Vương mấy người đỏ bừng hai mắt, tức giận hướng về Tiêu Phàm, ẩn ẩn có muốn liều mạng tư thế. Chớ cùng ta sái hoành, các ngươi đối mặt tạp thời điểm, nếu là có thể như thế, cũng sẽ không luân lạc tới trở thành người khác chó, liền bản thân vận mệnh đều không thể nắm trong tay cấp độ. Tiêu Phàm cười lạnh liên tục, chán ghét nhìn xem bốn người, giết các ngươi, ta đều cảm thấy bẩn tay của mình. Hỗn Độn Tổ Vương bốn người trầm mặc không nói, thậm chí có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Nhớ ngày đó, Hỗn Độn Tiên Linh tộc biết bao cường thịnh, chính là thiên địa chủ nhân chân chính cũng không đủ. Nhưng bây giờ, một cái sống mấy trăm tuổi nhân tộc, lại có thể chúa tể bọn hắn vận mệnh, đây là cỡ nào đáng buồn. Nói đi, tạp để các ngươi tới đây mục đích, đến cùng là vì cái gì? Tiêu Phàm thu liễm sát ý, đột nhiên bình tĩnh nhìn nói, nếu như đáp án để cho ta hài lòng, có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Tiêu Phàm thế nhưng là biết rõ, tuyệt là bị vây ở thời không chi hà một chỗ khác, tạp hao hết thủ đoạn đưa bọn hắn tới đây, không có khả năng vẻn vẹn chỉ là tiến vào tiên ma động dạo chơi. Khẳng định còn có mặt khác mục đích, bốn người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi. Cuối cùng Khô Lâu Tổ Vương mở miệng nói, không biết, chỉ có tuyệt rõ ràng. Tuyệt đều từ bỏ các ngươi còn bảo vệ cho hắn. Tiêu Phàm cười lạnh không thôi. Chúng ta thật không biết, trước đó chúng ta hỏi qua hắn, hắn một mực thủ khẩu như bình. Khô Lâu Tổ Vương tiếp tục nói, Hỗn Độn Tổ Vương ba người cũng không có ý ngăn cản. Hiển nhiên, bọn họ cũng muốn tiếp tục sống. Chẳng lẽ các ngươi liền không có một chút ý nghĩ sao? Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại. Hắn có thể đủ nhìn ra, Khô Lâu Tổ Vương không có nói sai. Nhưng càng là như thế, Tiêu Phàm càng ngày càng cảm thấy sự tình không đơn giản. Nếu không, tạp vì sao muốn tuyệt giữ bí mật, liền Khô Lâu Tổ Vương bọn họ đều bị mơ mơ màng màng. Bọn họ dù sao cũng là thiên vương cảnh A, chẳng lẽ liền biết đến tư cách đều không có sao? Hiển nhiên không phải, tạp sở dĩ chỉ nói cho tuyệt, đó là bởi vì việc này không phải bình thường trọng yếu, hơn nữa hắn chỉ tin tưởng tuyệt. Dù sao, tuyệt mới là tạp chân chính tộc nhân. Khô Lâu Tổ Vương mấy người nhìn nhau, hiển nhiên là trong bóng tối giao lưu. Chúng ta có một ít phỏng đoán, bất quá, chúng ta nếu nói ra, người phải thả chúng ta. Hỗn Độn Tổ Vương hít sâu một cái nói. Các ngươi còn có tư cách cùng ta có kè mặc cả sao? Tiêu Phàm cười lạnh không thôi. Hỗn Độn Tổ Vương do dự mấy tức, vẫn là nói tạp mục đích chúng ta cụ thể không rõ ràng, nhưng là, hắn bị phong ấn ở thời không chi hà một chỗ khác, việc này 89 phần 10 cùng phá mở thời không chi hà phong ấn có quan hệ. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại. Nếu để cho tạp phá mở thời không chi hà lục đạo luân hồi phong ấn, còn đến mức nào? Không cần nghĩ cũng biết, thiên hạ tất nhiên sẽ sinh linh đổ thán. Mà muốn phá vỡ thời không chi hà phong ấn, trừ bỏ luân hồi lão nhân bọn họ xuất thủ bên ngoài, còn có một loại phương pháp. Hỗn Độn Tổ Vương vừa tiếp tục nói. Phương pháp gì? Tiêu Phàm không kịp chờ đợi hỏi. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn xem Hỗn Độn Tổ Vương, nhịp tim đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Hỗn Độn Tổ Vương do dự mấy tức, hít sâu một cái nói, các ngươi có biết tiên ma động lai lịch? Đám người không hiểu, phá mở lục đạo luân hồi phong ấn, cùng tiên ma giới lai lịch lại có quan hệ gì đây? Bất quá, nói về tiên ma động, đám người thật đúng là kiến thức nửa vời. Cho dù là Tiêu Phàm, cũng biết rất ít, nhất là tiên ma động lai lịch. Chỉ có Hoang Ma, đối tiên ma động có sự hiểu biết nhất định, nhưng là mà biết có hạn. Kỳ thật, tiên ma động cũng không phải là cái gì động phủ, mà là một tòa phần mộ. Hỗn Độn Tổ Vương hết sức ngưng trọng nói, tiên phần mộ. Tiên phần mộ, đám người hít vào ngụm khí lạnh, bọn họ từng nghe nói không ít liên quan tới tiên sự tình, nhưng một mực không chút coi ra gì, cho rằng chỉ là truyền văn mà thôi. Nhưng đại đa số truyền văn đều là không có thể tin. Bây giờ nghe được cái này đáp án, trong mọi người tâm khiếp sợ tột đỉnh. Tạp Cường Đại dường nào, ngày kia vạn tộc xưng là tiên.
nhưng chí cường giả đều biết, hắn cũng không phải thật sự là tiên. Nói cách khác, tạp thực lực, 89 phần 10 không cách nào so sánh chân chính tiên. Vậy chân chính tiên, lại phải làm sao cường đại? Mấu chốt là, tiên vậy mà chết rồi, chư thiên vạn giới, lại có ai có thể giết chết được hắn? Hỗn độn tổ vương không để ý mọi người chấn kinh, tiếp tục nói, kỳ thật, tiên ma động, sớm tại chư thiên vạn giới sinh ra trước đó liền đã tồn tại, thậm chí, còn ở hỗn độn tiên linh tộc sinh ra trước đó. Các ngươi biết rõ tiên chủng a? Biết rõ, Tiêu Phàm cau mày. Tiên chủng sinh ra vị trí, chính là tiên ma động. Hỗn độn tổ vương ngữ không kinh chết người không thôi nói. Đám người nghe vậy, nhịn không được hít một hơi lạnh. Đây chính là kinh thiên bí văn a, tiên nguyên, đây chính là tổ vương cảnh cường giả tha thiết ước mơ đồ vật, lại càng không cần phải nói tiên chủng. Đáng tiếc, cơ hồ tất cả tiên nguyên, đều bị tiên cổ thời đại các cường giả lấy được. Người hậu thế, vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua hai chữ này mà thôi. Ngươi là làm thế nào biết? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, cái này cùng thả ra tạp, lại có quan hệ gì? Bởi vì ta tận mắt nhìn thấy, hỗn độn tổ vương thần sắc có chút mê ly, dường như nhớ tới cực kỳ lâu đời ký ức, lúc trước, tộc ta vì lấy được tiên chủng, điên cuồng công kích tiên nguyên. Tiên nguyên sau khi vỡ vụn, tiên chủng cũng bị trọng thương, chia ra làm sáu, rơi vào vũ trụ tứ phương, cuối cùng bị nhân hoàng cùng luân hồi bọn họ lấy được, đó cũng không phải bí mật gì. Chỉ là, ngay lúc đó vạn tộc cực kỳ nhỏ yếu, bọn họ tự nhiên không ai thấy qua tiên chủng nơi sinh ra. Nhưng là, ta hỗn độn tiên linh tộc lại là tận mắt nhìn đến, tiên nguyên phá toái, tiên chủng vỡ ra về sau, tiên ma động liền bại lộ ở trước mặt chúng ta. Thậm chí, lúc trước chúng ta có không ít tộc nhân tiến nhập bên trong, đáng tiếc, chỉ có một người sống sót đi ra. Hơn nữa cái kia còn sống đi ra tộc nhân, cũng không lâu lắm liền vẫn lạc, nhưng hắn trước khi chết, nói cho chúng ta biết liên quan tới tiên ma động bên trong một ít chuyện. Nói đến đây, hỗn độn tổ vương cũng nhìn không được thở sâu, nói tiên ma động bên trong vạn ma cuồng vũ, chúng ta tộc nhân tiến vào sau, vẻn vẹn mấy canh giờ không đến, liền cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Tiên ma động danh tiếng, cũng là bởi vì này mà đến. Bất quá, khi đó tiên ma động cũng không phải là như bây giờ vậy bộ dáng. Theo cái kia may mắn còn sống sót tộc nhân nói, tiên ma động bên trong, có một bộ to lớn quan tài. Quan tài, Tiêu Phàm đám người trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin. Bọn họ tiến vào tiên ma động, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy cái gì quan tài a. Không sai, quan tài kia toàn thân đen như mực, lại hiện đầy vô số huyết sắc đường vân, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, hắn chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, liền cảm giác linh hồn đều bị nhiếp vào trong đó. Hỗn độn tổ vương nói đến đây, tất cả mọi người cảm giác toàn thân run rẩy. Không chỉ có như thế, hắn còn tận mắt nhìn đến, tiên ma động bên trong vô số ma đầu, muốn trùng kích quan tài, lại căn bản là không có cách tới gần, tựa như cách vô số thời không. Những cái kia ma đầu công kích quan tài thất bại sau, liền quay đầu điên cuồng muốn xông ra tiên ma động, cũng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hỗn độn tổ vương thanh âm đều có chút run lên, lúc ấy hắn nghe đến đây, dọa đến hắn toàn thân phát lạnh. Xảy ra chuyện gì, Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn không được hỏi. Cái kia đóng chặt quan tài, đột nhiên mở ra. Hỗn độn tổ vương lời nói có chút âm lãnh, nhưng làm đám người dọa cho phát sợ. Mở ra, đám người toàn thân run một cái, một mảnh quỷ dị hình ảnh hiện lên ở trước mắt mọi người, dường như chính mắt thấy một dạng. Quan tài mở ra về sau, vô số ma đầu kêu to, dường như gặp được cái gì sợ hãi sự tình, bọn chúng điên cuồng chạy trốn. Nhưng cuối cùng tất cả đều bị hút vào trong quan tài. Tộc nhân kia nhìn thấy một màn này, kém chút dọa đến hồn phi phách tán, bất quá quỷ dị chính là, quan tài kia lại không có động thủ với hắn, lúc này mới may mắn nhặt về một mạng. Nhưng là rời đi thời khắc, quan tài kia bên trong đột nhiên bắn ra một vệt sáng, rơi vào hắn thể nội, cũng không lâu lắm, hắn liền vẫn lạc. Tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía tinh vân chỗ sâu. Chẳng biết tại sao, tất cả mọi người có loại cảm giác kỳ dị, quan tài kia, khả năng liền ở tinh vân chỗ sâu trong hắc động. Bằng không mà nói, tuyệt vì sao liều chết cũng phải tiến vào hắc động kia bên trong đây. Cho dù quan tài kia rất thần bí, có thể ngươi lại như thế nào vững tin, nó có thể mở ra lục đạo luân hồi phong ấn. Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút không tin. Hắn thấy, lục đạo luân hồi phong ấn không phải bình thường cường đại,
bằng không cũng sẽ không tuyên cổ trường tồn, hơn nữa liền tạp đều không làm gì được. Lại càng không cần phải nói một bộ quan tài, đây chẳng qua là một kiện vật chết. Đây không phải là bình thường quan tài, đó là một bộ tiên quan. Hỗn độn tổ vương cường điệu nói, hơn nữa, ta từng nghe hỗn độn thiên nói qua, lục đạo luân hồi ấn vô cùng có khả năng cũng là đến từ tiên quan. Bởi vì tiên quan bên trên đường vân, cùng lục đạo luân hồi ấn trận văn, có chút chỗ tương tự. Nói như vậy, tuyệt mục đích, chính là tiên quan. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ta không biết, trước đó chúng ta hỏi hắn, hắn không nói, nhưng là, trừ cái đó ra, chúng ta cũng không nghĩ ra mặt khác. Hỗn độn tổ vương lắc đầu. Liền tới nơi này làm gì đều không biết, các ngươi sẽ tới đây chịu chết. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem mấy người. Hắn nội tâm lại là tính toán, nếu như hỗn độn tổ vương nói là sự thật, cái kia tiên ma động đã từng cũng không phải là chỉ mở ra 2 lần, mà là 3 lần. Lần thứ nhất nhìn như cái gì đều không phát sinh, nhưng là, Tiêu Phàm cũng không cho rằng sự tình là đơn giản như vậy. Hỗn độn lôi tổ thả ra tạp, có lẽ cũng vẻn vẹn chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhìn thấy hỗn độn tổ vương mấy người trầm mặc không nói, Tiêu Phàm trầm giọng nói, tạm thời tin tưởng ngươi mà nói. Hỗn độn tổ vương mấy người ánh mắt sáng lên. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, vô số phù văn bắn vào 4 người thể nội, 4 người trong nháy mắt bị phong ấn tất cả. Lão nhị, các ngươi nhìn xem bọn hắn, ta theo Lâm Trần đi vào một chuyến. Tiêu Phàm nhìn qua tinh vân chỗ sâu, ngưng tiếng nói. Lão Tam, ta với người đi, Nam Cung Tiêu Tiêu con người kiên quyết. Ta cũng đi, còn có ta, Thí Thần, Long Vũ, Quan Tiểu Thất bọn họ cũng tất cả đều mở miệng, bọn họ hiển nhiên không yên lòng Tiêu Phàm 2 người tiến vào. Cha, nếu không cùng đi chứ, nhiều cái người, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Lâm Trần hít sâu một cái nói, nhìn qua tinh vân chỗ sâu, sắc mặt đều là ngưng trọng cùng đề phòng. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Tinh vân giáp danh, Tiêu Phàm một nhóm lăng không mà đứng, nhìn tiền phương hắc động, thật lâu thất thần. Bọn họ vốn cho là, xuyên qua tinh vân, hẳn là trong truyền thuyết tiên khư cổ địa. Nhưng mà cho tới bây giờ, bọn họ mới chân chính xác nhận, tiên khư cổ địa căn bản không tồn tại. Nhân hoàng bọn họ năm đó, cũng chưa từng đến nơi đây, vẻn vẹn chỉ là một loại suy đoán mà thôi. Đi, quan sát thật lâu, Tiêu Phàm vẫn làm một cái quyết định. Tiêu Lâm Trần mở đường, chặn lại vô số tinh quang, Tiêu Phàm đám người theo sát phía sau. Nháy mắt sau đó, một cỗ lạnh lẽo, u ám khí tức đập vào mặt. Quay đầu nhìn tới, lại là phát hiện tinh vân đã không gặp. Hiển nhiên, nơi này tự thành không gian, đã là một thế giới khác. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy 5 ngón. Cũng chính là tất cả mọi người là tổ vương cảnh, bằng không mà nói, liền ánh mắt đều bị ngăn trở. Dù vậy, đám người cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn rõ ràng hơn 10 dặm phạm vi. Lạnh, khô lâu tổ vương run rẩy phun ra một chữ, răng run lên, ken két va chạm không ngừng. Hỗn độn tổ vương, huyền hoàng cùng quỷ ma thần cũng chẳng tốt đẹp gì, sắc mặt tái nhợt, quanh thân phủ đầy một tầng thật mỏng băng tinh. Bọn họ bị phong ấn tu vi. Nếu không phải thể chất đủ cường đại, đoán chừng trong nháy mắt liền bị chết rét. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi nhíu mày, trong lúc nhất thời có chút do dự, đến cùng có nên hay không giải trừ 4 người phong ấn. Tiêu Phàm, chúng ta đã thụ thương, cho dù giải trừ phong ấn, cũng không khả năng ảnh hưởng các ngươi. Khô lâu tổ vương mở miệng, hắn đến cùng vẫn là tham sống sợ chết, không thể không hướng Tiêu Phàm cầu xin tha thứ. Chết rét đáng đời. Thí thần khinh thường nhìn xem 4 người. Giải trừ phong ấn có thể. Tiêu Phàm ngữ khí đạm mạc, 4 người sống chết, hắn thật đúng là không quan tâm. Nhưng là, 4 người dù sao cũng là chuẩn tiên vương cảnh, nếu như vậy chết, quả thật có chút đáng tiếc. Bất quá, ta phải ở các ngươi bản nguyên đại đạo bên trên lưu lại một đạo ấn ký. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. 4 người hai mắt đỏ bừng, cực kỳ không cam. Phải biết, bọn họ mặc dù quy thuận tạp, có thể tạp cũng không có đối với bọn hắn như vậy. Đường đường tổ vương cảnh, lại có thể bị nhục như thế. Nhưng mà, căn bản không có quá nhiều thời gian để bọn hắn suy nghĩ, nơi đây quá mức khủng bố, căn bản không phải bị phong ấn chính bọn họ có thể chịu được. Cuối cùng, 4 người không thể không thỏa hiệp, bị Tiêu Phàm khống chế. Nhưng 4 người nội tâm âm thầm thề,
chỉ cần rời đi Tiên Ma Động, nhất định phải tìm cơ hội báo thù. Tiêu Phàm ở bốn người bản nguyên đại đạo bên trên phân biệt lưu lại một đạo ấn ký, lúc này mới giải trừ bốn người phong ấn. Chỉ một thoáng, bốn người quanh thân băng tinh sụp đổ mà ra, tiên chi lực ngưng tụ thành một kiện chiến bào bao trùm ngoại thân, cái này mới miễn cưỡng dễ chịu một chút, có loại chết sau sống lại cảm giác. Tiêu Phàm lúc không tiếp tục để ý bốn người, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, trong lúc nhất thời có chút mê mang. Sau đó, Tiêu Phàm lựa chọn một cái phương hướng, mang theo đám người thận trọng tiến lên. Đối với cái này không biết không gian, bọn họ chỉ có thể tự chậm rãi thăm dò. Nhưng mà, theo thời gian sói mòn, bốn phía lãnh ý càng ngày càng mãnh liệt, dù là có lấy tiên chi lực chống đối, đám người cũng cảm thấy cố hết sức. Nhất là bốn phía đen kịt, dường như muốn đem người linh hồn đều nuốt vào đi, đám người càng là sợ hãi không thôi. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, vì sao lực tiên chi lực đều có thể đông kết? Thí thần phòng bị hướng về tứ phương, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Đi mấy canh giờ, hắn tiên chi lực tiêu hao rất lớn. Hẳn là thái âm chi lực, Hoang Ma đột nhiên chen lời nói. Thái âm chi lực, đám người có chút không hiểu, hiển nhiên, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được cái này danh tự. Ngược lại là hỗn độn tổ vương bốn người ánh mắt lấp lóe, sợ bị Tiêu Phàm bọn họ phát hiện, không khỏi cúi đầu xuống. Cha, lực lượng này, giống như cùng trước đó tuyệt thi triển lực lượng rất tương tự. Đột nhiên, Tiêu Lâm Trần mở miệng nói, lạnh lùng nhìn xem hỗn độn tổ vương bọn họ các ngươi hẳn biết chứ. Nói xong, đám người ánh mắt lạnh lẽo bỗng nhiên rơi vào hỗn độn tổ vương bốn người trên thân, dọa đến bốn người toàn thân phát run. Là thái âm chi lực, hỗn độn tổ vương cắn răng nói, chúng ta cũng là trước đó mới biết được, tuyệt lĩnh ngộ là thái âm chi lực, khó trách tạp sẽ để cho hắn dẫn đội tiến vào Tiên Ma Động. Nói cách khác, tuyệt có thể không nhìn mảnh này không gian lực lượng. Tiêu Phàm thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Hắn đột nhiên có chút hối hận, để thí thần cùng Long Vũ bọn họ tiến vào. Tuyệt ở trong này như cá gặp nước, mà bọn họ lại là như dẫm trên băng mỏng. Nếu như gặp được tuyệt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đáng tiếc, bây giờ hối hận đã không kịp. Bọn họ tiến nhập nơi này, căn bản cũng không có đường rút lui. Tiêu Phàm thử nghiệm mở ra bản nguyên thế giới, nhưng mà căn bản làm không được. Đám người một trận trầm mặc, làm thành một vòng tròn, phòng bị hướng về bốn phía. Bọn họ là đến ngăn cản tuyệt, vào lúc đó, đám người lại cầu nguyện không muốn gặp gỡ tuyệt. Tiêu Phàm thở sâu, khẽ cắn môi, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Càng đi chỗ sâu, thái âm chi lực càng ngày càng nồng đậm, thân thể của mọi người giống như gánh vác lấy mấy trăm viên tinh thần đồng dạng. Ép tới sống lưng bọn họ đều cong xuống dưới. Bên ngoài thân lạnh tinh càng ngày càng dày, lạnh nhập cốt tủy. Không thể lại tiếp tục đi tới, Tiêu Phàm thấp giọng ngâm khẽ. Mảnh này không gian đối bọn hắn uy hiếp quá lớn, cứ tiếp như thế, căn bản không cần tuyệt xuất thủ, bọn họ có lẽ đều sẽ chết ở chỗ này. Tiêu Phàm, ta đi thăm dò đường một chút a. Lúc này, Long Vũ đột nhiên đứng dậy. Đám người kinh ngạc nhìn xem Long Vũ. Lúc này mới phát hiện, chỉ có Long Vũ, làm bộ dạng như không có gì. Người khác không biết, nhưng Tiêu Phàm lại đoán được một chút. Long Vũ thế nhưng là băng tộc, đối hàn băng chi lực tự nhiên có chút miễn dịch lực lượng. Thái âm chi lực dĩ nhiên đáng sợ, nhưng nói cho cùng, vẫn như cũ thuộc về hàn băng chi lực một loại, chỉ là lạnh đến cực hạn mà thôi. Ta đi chung với ngươi, những người khác chờ ta ở đây. Tiêu Phàm làm một cái quyết định. Hắn đương nhiên sẽ không để Long Vũ một người đi mạo hiểm. Cha, ta cũng đi. Tiêu Lâm Trần đứng dậy. Những người khác cũng muốn đi theo, nhưng là cuối cùng lại là không thể nói ra. Tiêu Phàm cũng tốt, Tiêu Lâm Trần cũng được. Bọn họ mặc dù ngoại thân cũng bao trùm lấy băng tinh, nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cũng không có tiếp nhận áp lực quá lớn. Mà mấy người khác, trạng thái tốt nhất phải kể tới Nam Cung Tiêu Tiêu, nhưng toàn thân vẫn như cũ lạnh run lên. Lưu lại nơi này, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Tiêu Phàm, Tiêu Lâm Trần cùng Long Vũ ba người thoát ly đội ngũ, tiếp tục thâm nhập sâu. Mặc dù không có phương hướng cảm giác, nhưng ba người lại có thể cảm nhận được thái âm chi lực mạnh yếu. Ba người đều cho rằng, chỉ cần dọc theo thái âm chi lực càng ngày càng mãnh liệt phương hướng tiến lên, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm cùng Tiêu Lâm Trần hai người tốc độ cũng rốt cục chậm lại. Kịch liệt xé cảm giác đau truyền khắp toàn thân ngươi dường như đang bị ngàn vạn lợi nhận cắt đứt,
từ trong ra ngoài, đều cực kỳ khó chịu. Long Vũ nhìn xem Tiêu Phàm phụ tử bộ dáng, hơi có vẻ đau lòng. Phất tay, một đạo hàn băng tiên chi lực bao phủ hai người, ngăn cách nội ngoại, hai người lúc này mới dễ chịu một chút. Long Vũ, ngươi, Tiêu Phàm có chút bận tâm. Ta còn chịu đựng được. Long Vũ nhu hòa cười một tiếng, nói, nơi này thái âm chi lực cơ hồ ngưng kết đến cực hạn, ta có loại cảm giác, mục đích của chúng ta liền ở phía trước không xa. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị.